Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với Calai áo khoác len nhà em. À xin lỗi, áo di lê len nhá mọi người. Áo di lê len hôm nay nhá. Áo di lê len mặc thời tiết này thì quá là hợp lý rồi đúng không ạ? Em thấy hình như là đang dự báo là có sương mù rồi là có một đợt không khí lạnh tiếp theo đấy mọi người. Nè các chị săn di lê mặc thời tiết này thì quá là ok luôn nhá. Hôm nay phụ kiện mới em có rất là nhiều bản đẹp. Rất là nhiều bản đẹp, giày hầu hết là toàn là cái loại giày dặn thôi đó Đào ơi. Có những con nào nó mỏng mỏng hơn một tí thì em như bản nha chị, thích đơn giản thì lấy này. Thích đơn giản này, em thấy em toàn mặc kiểu đơn giản thế này. Rất rất đẹp luôn nhé các bạn ơi. Rất rất đẹp luôn này, vặn thùng cho em này. Rồi, mọi người ơi lên sân áo trên đây nhá. Đây, hôm nay em size số của em đều có đủ cả luôn. Size số đều có đủ cả. Ừ, ok. Rất là đơn giản và đẹp, bà này nó còn có mix sơ mi nữa này mọi người. Nó còn có mix sơ mi nữa này. Trông đơn giản và đẹp nhá các bà ơi. Em thích mặc kiểu đơn giản thôi, không cần phải quá cầu kỳ đâu, nhưng mà trông nó vẫn kiểu sang sang ấy. Đây những bản như thế này. Những bản như này em lấy mọi người là 100 thôi. Giá từ 100 đến 120 cho một bản di lê nhá. Rất là rẻ luôn ý các bà. Mà cứ nghĩ là nó rẻ so với cái chất lượng ấy. Chị nào đã mua áo di lê nhà em thì biết đấy ạ. Trong vụ nó đẹp nhưng mà bây giờ nó còn những cái bản này chất nó còn xịn hơn rất nhiều luôn nhá bà ơi. Rồi, mọi người vào luôn đi. Vào luôn đi, chấm bài tương tác tích cực lên cho em nhá. Nhiều bản xinh cực luôn ấy. Đây. Hôm nay em thấy có nhiều bản màu kiểu như này này các bà ơi. Kiểu như này này. Đẹp nhờ. Mặc thời tiết này quá ok luôn. Mình mix cho em với sơ mi này, với áo giữ nhiệt đều rất đẹp nhá. Rồi, xin chào chị Dung Dung, chào chị Đoàn Loan, chào chị Ngọc Lan Phương, chào chị Nguyễn Tuyết Gia. Áo mẫu mặc bao nhiêu ạ? Giá nó chỉ dao động từ 100 đến 120 nghìn thôi chị ơi, cho một bản. Rất là đẹp luôn này. Dày nhá, chất của nó đánh lắm các bà. Đảm bảo là các chị nhận được hàng rất là sướng luôn. Rất là sướng luôn lô di lê này. Mình mặc bao nhiêu năm những con này quay máy thoải mái, nó cũng chả bao giờ bị bay rão xù gì đâu các bà. Những con này mặc sướng đời luôn này. Rồi, mọi người muốn em lên màu nào và size số như thế nào thì comment cho em nhá. Các chị thả tin thả like mạnh mẽ lên cho em. Thả tin thả like mạnh mẽ lên này. Và chấm hóng comment để cho comment của mình nó không bị ẩn nhá. Em sẽ lên dần dần rồi các chị vào nhá mọi người. Rồi, lên luôn đây đang mặc đi ạ. Bản này siêu đẹp luôn. Bản này siêu đẹp luôn. Các bà có thể thả tin thả like mạnh mẽ lên, thả liên tục vào á thì nó mới hiện comment lên được. Rồi, bản này cho em này, quá xinh luôn. SM thôi, dưới 55 cân các chị mặc là đẹp nhất nhá. Đây, đơn giản mà đẹp, chất len của nó tuyệt vời luôn các bà ơi. Em tặng các chị luôn con này 120 đi. Cho em mã là 542 nhá. 120.000, lên mã cho em là 542 đi ạ. 120.000 thôi chị ơi. Lên mã cho em là 542. Đây các chị lên những bản như này này. Đơn giản và rất đẹp. Đơn giản và rất đẹp nhá. Size SM thôi. Dưới 55 cân mình lên được ạ. 100.000 con này nhá. Mã là 71. 100.000 thôi. Lên nó 71 nhá. Mọi người ơi, hôm nay hàng nó cũng khá khá ấy. Nên là em sẽ lên nhanh nhanh. Mọi người tập trung một chút nhá. Mọi người tập trung một chút để nghe mã để lên theo mã luôn này. Trời ơi quá đẹp luôn, 50-57 cân. Len của nó là len đục lỗ nhá. Chất liệu của nó vừa phải thôi. Không quá dày đâu, mình mặc thời tiết này rất ok luôn này các bà ơi. Mặc thời tiết này mặc với sơ mi rất ok luôn cho em nhá. 100.000 đi ạ, mã là 102. 100.000 nhá. Lên em được mã không chứ? 100.000 lên đi em, mã là 102 nhá các bà ơi. 100.000 thôi. Lên mã xem là 102. Rồi những bản này các chị không chốt hơi phí luôn. Hơi phí luôn, 53-58 cân. 53-58 cân không chị bạn con này không phí luôn các bà ơi. 100.000 thôi, mã là 180. 100.000 nhá. Lên mã xem là 180.000. Rồi con này xinh quá này. Nó kiểu mix giả sơ mi ấy. Mix giả sơ mi cho em này. Bao đẹp luôn, dưới 55 cân. Dưới 55 cân các chị lấy con này bao đẹp luôn cho em nhá. 120, mã là 642. 120 nhá. Lên mã là 642 đi ạ. Rồi bản này 5562 cân, không đẹp không lấy tiền luôn, cực kỳ đơn giản mà xinh. Cực kỳ đơn giản mà đẹp cho em nhá. 5562 cân này. 120, mã là 251. 120 nhá. Con 542 này có người chốt rồi đúng không? À, toàn con nhìn chất của nó trông sướng lắm ạ. Chất của nó trông sướng lắm. Đây này, ui các chị ơi lấy những con như này cho em này. Dáng ngắn ngắn form dễ mặc cho em dưới 55 cân. Bao xịn như này luôn. Những con này em bao xịn nó các chị luôn này các bà ơi. Nhanh tay nhá. 120, mã là 404. 120 thôi. Đây cho em mã là 404 nhá. Rất nhiều bản đẹp luôn ấy. Rồi bản này cho em 60-65 cân này. Xinh xỉu luôn, 60-65 cân cho em nhá. Chất rất là đẹp các bà ơi. Chất rất là đẹp nhá, nó đanh lì và dày. 120, mã là 557 cho em. 120 nhá. Em mua mã là 557 đi chị ơi, 120.000 thôi. Rồi, con này xinh chưa? Thêu hoa. 55 cân quay đầu nó là thêu hoa nhá. Chéo thích thêu hoa này con này. Nó là thêu luôn nhá các bà nhá. Thêu tay luôn á. Dưới 55 cân, bà này cực kỳ đẹp luôn. 120, mã là 312.
120 nhá. Đây đây, mẫu mã là 312 đi ạ. 120.000 thôi. Rồi, con này trời ơi, xinh nhở. 67 cân quay đầu cho em. 67 cân quay đầu chị nào mà người thấp thấp ấy mà mập mập mình lấy những bản như này, ngắn ngắn mà chất rất đẹp luôn nhá các bà ơi. Đấy, dáng ngắn thôi mà nó sẽ không bị hách, không bị nuốt dáng. Em lấy các chị 120, mã là 114, bao đẹp luôn này. 120, lên em hướng mã là 114 120 nhá. Nhanh tay cho em ạ, mã là 114 này. Rồi, con này xinh quá các bà ơi. 70 cân quay đầu cho em ạ. Dưới 70 cân các chị lấy được nhá. Chất siêu đẹp luôn, dưới 70 cân. 120, mã là 748 này. 120 ạ, lên hướng mã là 748 nhá. 120.000, mã là 748. Ôi, thật sự những con như này các bà ơi, mặc nó rất đẹp luôn, mặc nó rất là xinh luôn ấy. Dưới 55 cân thôi, dáng ngắn. Chị thích dáng ngắn thì mình lấy những bản như này nhá. Dáng ngắn cho em này, xinh dã man luôn. 120, mã là 488. 120 nhá, đây mã là 488 cho em. Chất của nó quá đẹp luôn các bà ơi. Đây, trông rất là đơn giản mà kiểu nhìn form nó là form trẻ, form đẹp ấy các bà. Nhà em đã định thôi bán hàng đông rồi đấy chứ, nhưng mà có mấy lô khoác len cả di lê các thứ đẹp quá. Này, xinh nhở. Bản này cho em các chị nào dưới 55 cân nhá. Mình mặc cho em với quần hoặc là chân váy đều ok. Mặc với quần với chân váy đều ok cho em nhá. Dưới 55 cân các bạn lấy fit form ngắn thì lấy này. Mặc với sơ mi còn đẹp hơn nữa là cái cúc đi em. Ok, mặc với sơ mi còn đẹp hơn đấy. 120 nhá, mã là 581. 120 mã 581, kiểu cardigan đúng không chị? Kiểu cardigan đúng không? Hôm qua cardigan nhiều cực luôn, hôm nay không biết. Em thấy còn không, hôm nay không nhiều hôm qua đâu. Rồi, bản này đẹp này. 55 cân quay đầu, xinh nhở. Dưới 55 cân các chị lấy bản này cho em đẹp nhá. 120 mã là 554. 120 mã 554 nhá. Cardigan cái cúc đúng không? Cardigan cái cúc đây. Bản này bao xịn luôn đấy các chị này. Chị thích màu đen thì lấy cho em ML ạ. 50-60 cân ML nhá. Trời ơi, con này xịn nhở. 50-60 cân cúc ngọc luôn này các bà ơi. ML cho em. 120 mã là 558. Chất của nó rất là dày và đanh nhá. Những cái bản ngắn ngắn như em đang mặc này này, các chị mặc với sơ mi thì nó sẽ đẹp hơn. Mặc với sơ mi trắng ấy. Đây, cái màu này mặc với sơ mi trắng là đỉnh lắm luôn ấy. 120 nhá, mã là 581 này. 120 lên cho em mã là 581, chị lấy được lấy này. 120.000 nhá. Lên mã là 581 cho em. 120. Con này cho em 55 cân quay đầu nhá, rất đẹp luôn các bà ơi. 55 cân quay đầu bao đẹp bao xịn luôn này. Dưới 55 cân các chị lấy được bản này cho em nhá. 120 mã là 475. 120 nhá. Lên mã là 475-120 đi ạ. Trời ơi, đơn giản mà đẹp cho em này. Đơn giản mà đẹp cho em nhá các chị ơi. Dưới 53 cân. Dưới 53 cân S mờ nhỏ thôi. Dưới 53 cân cho em nhá. Hôm nay là di lê mà chị. Hôm nay là di lê mà có phải áo khoác lên đâu. Hôm nay quá đẹp luôn này. 52 cân quay đầu. Nó kiểu rất là đơn giản thôi. Mà chị nào thích phong cách đơn giản mà thiên về chất đẹp thì mình lấy con này nhá. 120 mã là 628. 120 nhá. Đây là mã là 628 đi ạ. Rồi, đây con này như thế này các bà ơi. Một màu. Một màu mặc rất là dễ kết hợp đồ này. Bản này cho em 55 cân quay đầu, nhanh tay nhá. 55 cân quay đầu, chất của nó đẹp vô cùng luôn các chị ơi. 120, mã cho em là 627. 120 nhá, lên mã 627-120 này. Mã cho em là 627 đi ạ. Trời ơi, con này đỉnh quá các bà ơi. Con này đỉnh quá, hiệu luôn nhá. Bản này free size đi ạ, SML đều vừa dưới 60 cân này. SML đều vừa dưới 60 cân, các chị mặc ok cho em nhá, chất đẹp lắm. 120, mã là 250. 120 nhá, lên mã cho em là 250. Chị nào mà thích mặc di lê thì vào ca live hôm nay thì quá nhiều bản đẹp luôn. Mình thích một màu hay là thích họa tiết thì báo em là được nhá. Đây, chị đang hỏi em bản cái cúc đúng không? Hỏi bản cái cúc, các chị lấy con này cho em. Các chị không thích cái nam đâu ạ. Thích cái cúc các chị lấy bản này cho em. Đây, thích cái cúc các chị lấy con này cho em nhá. Phong này phong to cho em ạ, 70 cân quay đầu. Dưới 70 cân các chị lấy được này. Bao đẹp, bao xịn luôn dưới 70 cân nhá. 120 mã là 738. 120 nhá, lên cho em mã là 738, chất rất đẹp luôn ấy. 120 mã là 738 này. Rồi đây, những bản như này siêu siêu đơn giản mà mặc lại rất đẹp các bà ơi. Siêu đơn giản mặc lên rất đẹp luôn này. 55 cân quay đầu SM thôi ạ. SM nhá, 55 cân quay đầu bao xịn luôn. 120 mã là 696. 120 mã 696. Nó không quá dày đâu các chị ạ. Mặc thời tiết này rất là ok luôn này. Dương Duy Hường cách mới cho chúng ta địa chỉ ạ. Rồi, 50-57 cân đi ạ. 50-57 cân cho em nhá. Chị nào thích màu xanh lấy này. Nói chung là hôm nay tất cả các hàng thì nó đều là dày dặn, không có con nào mỏng dính kiểu mỏng nó mà cứng đâu. Nên là toàn con chất đẹp và xịn thôi. Giá 120 bán cho mọi người là quá bèo luôn này. Rồi dưới 57 cân 120 mã là 734. 120 mã 734 nhá, mỗi chị sắm vài bản bỏ tủ mặc nhờ mọi người. Rồi ui, con này cài cúc siêu đẹp luôn. Bản này cho em 65 cân quay đầu mặc được nhá. Dưới 65 cân ok đi ạ. Chất bao đẹp luôn, dưới 65 cân cho em này. Mọi người nhìn lên form nó đứng dáng đẹp nhờ. Bản này mặc với cả váy len dài cũng đẹp cho em nhá. 120 mã là 757 này. 120 lên em mã 757 120 đi ạ.
mã cho em là 757 nhá. Ừ, đây, size to 67 cân quay đầu, 60-67 cân chéo tích màu vàng nhá. Đơn giản mà rất đẹp luôn các bà ơi, form của nó là form trẻ ạ. À. Em lấy 120, mã là 695 này, 120 nhá. Đây đây mã là 695 120 thì ơi. Mã là 695 cho em 120 này. Rồi, xinh quá. Form này ML 50-60 cân ML nhá. Rất đẹp luôn. ML 50-60 cân, 120 mã là 744 này. 120 nhá. Nhanh tay cho em mã là 744 120 đi ạ. Mã là 744. Ôi trời ơi, con này cho em chất len của nó rất là vừa phải này. Thời tiết này mặc quá là ok luôn, dưới 55 cân. Dưới 55 cân chị lấy được nhá. Bản này mặc với sơ mi trắng cho em bao đẹp luôn các bà ơi, sơ mi trắng cho em nhá. 120 mã là 751. 120 nhá. Nhanh tay cho em mã là 751 120 này. Mã là 751 cho em ạ. Rồi đây, ui. Thật sự những con như này các chị không lấy là rất tiếc luôn này. Những con như này không lấy rất tiếc luôn các bà ơi. Dưới 57 cân cho em. Dưới 57 cân chất siêu đẹp luôn. Dưới 57 cân nhá. Cái này nó cái họa tiết này mặc các chị mặc nó dấu dáng tốt. 120 mã là 443. 120 nhá, mã là 443. Chị nào mà nhận được gilet rồi về đợt này quá sướng luôn. Dưới 50 cân thôi, size nhỏ cho em. Bản này bao đẹp luôn. Dưới 50 cân này, rất là dễ mặc nữa. Dưới 50 cân nhá, size nhỏ ạ. 120 mã là 273. 120 nhá, 40-50 cân quá đẹp luôn. Mã là 273. Thật sự là nhìn những cái con họa tiết kẻ kẻ đen trắng như này này các bà ơi, nhìn là thích, nhìn là muốn mặc luôn đấy. Bởi vì nó xinh lắm, nó dễ mặc nữa. Ai mà cũng đẹp luôn nhá, nó không quá là kén người mặc ấy. Bản này dưới 52 cân thôi ạ, SM nhỏ này. SM nhỏ cho em. SM nhỏ dưới 52 cân nhá. 120 mã là 678 đi ạ. 120 mã 678, các chị cứ lên những con như thế thì em đảm bảo mặc bao đẹp cho các chị luôn. Trời ơi, đỉnh nhờ. Bản này cho em 60 cân quay đầu đi ạ. BL mặc đẹp này, các chị nào S mà thích mặc rộng rộng thì mặc cũng được cho em nhá. Mọi người ơi, cái chất của nó này, nó siêu đanh luôn. Trời ơi, con này xịn nhờ. Các bạn trẻ nhìn chắc thích lắm luôn ấy. 120.000 thôi. Cho em mã là 646 đi ạ. Cái giá gọi là quá bèo bọt luôn. 120.000 mã 646 cho em nhá. 120.000. Rồi, những con như này thì gọi là không đẹp không lấy tiền luôn. Tuổi nào mình mặc cũng ok cho em này. Tuổi nào mình mặc cũng ok đi ạ. 50-57 cân. Quá xinh luôn. Chất của nó dày và rất là đanh nhá. 120 mã 501 cho em. 120 lên trên mã là 501. Các chị ơi, mình muốn em lên màu gì và size số như thế nào thì comment cho em nhá. Đây, chị nào hỏi em cardigan thì mình lấy lên em này đi. Cardigan nó không thể bỏ qua em này đâu các bà ơi. 50-57 cân. Bao sang xịn mịn luôn, giống như con lúc đầu lai em mặc mà các chị hỏi nhiều đấy. Đây, bản này cho em nhá. 50-57 cân ạ. 120 mã là 536. 120 mã là 536, màu sữa nó lại càng đẹp luôn. Rồi, bản này cho em thì đơn giản mà đẹp này. Những con như thế này trông kiểu nó cứ nữ sinh kiểu gì ấy, nhìn mặc vào nó trẻ trung xong rồi. Đây, như là nó 536 chị Hạnh Trần. Đẹp nhỉ các bạn ơi. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà mặc đẹp nhá, mặc với cả sơ mi các thứ cho em cũng ok nhá. Bản này chị nào lấy lên cho em mã là lên cho em mã là 736 nhá. Mã 736 nhá mọi người ơi. 120 mã 736 cho em nhá. Rồi, có một bản đen trắng đi, phối đen trắng cho em này. Con này size to 5562 cân. 5562 cân size LXL là đẹp nhất cho em nhá. Rất dày đẹp này, 5562 cân. 120 mã là 359 này. 120.000 cho em mã 359 đi ạ. 120 thôi chị ơi. Ôi, con này cho em. 746 chị Phạm Thùy Trang. Đây 746 đây này. À đâu? Con này là 736 ấy chứ. 746 có đấy không? Nhưng mà nó vẫn là chắc là ý chị bảo là cái con này đúng không? Con mặc này đúng không? Rồi, ok, bản này quá đẹp luôn này. BL 50-65 cân, dưới 65 cân ok đi ạ. Chất của nó bao xịn, bao đẹp luôn. Dưới 65 cân cho em nhá các bạn ơi. Dưới 65 cân ạ. 120 mã là 257. 120 nhá, lên cho em mã là 257. 120.000 đi ơi, mã là 257. Rồi, bản này cho em này. 55-57 cân quay đầu cho em. 50-57 cân ok cho em nhá. Quá đẹp luôn, mặc form ôm. 50-57 cân, 120 mã là 460. 120.000 lên mã cho em là 460 nhá. 120 chị ơi, mã là 460 cho em này. 257 chị Lưu Nguyệt. Rồi, cardigan đây, chị nào hỏi cardigan cho em này. Rất là đẹp những con như này, trông sướng nhở. Bản này cho em nhá mọi người ơi. 55-60 cân, size L nhá. Đây, ui chị ơi, có cúc chị lấy con này cho em đi. 55-60 cân, em bao xịn, bao đẹp cho chị con này luôn này. 120.000 mã là 245. 120 nhá, lên mã cho em là 245. 120 mã là 245 đi ạ. 120.000 thôi. Ồ đây, thật sự những con như này trông rất là sướng luôn. Hôm nay màu trắng thì ít thôi, chủ yếu là các họa tiết kẻ đen trắng thì là nhiều hơn nhá. Còn chị nào thích săn những con màu trắng như này một màu ấy. Ừ, ok.
bản này cho em đẹp nhá. 245 đó chị. S, M, L đều ok này. Dưới 60 cân ạ. 120, mã là 987. 120 nhá, cho em mã là 987 cho em này. Rồi đây, lên những con này cho nó tươi sáng này các chị ơi. Xinh nhỏ. Bản này cho em 57 cân quay đầu. Dưới 57 cân nhá. Bao đẹp luôn, dưới 57 cân này chắc rất là xinh. 987. 120, mã là 280. 120 mã 280 nhá, nhanh tay này. Ui con này đỉnh luôn các bà ơi. Thế chị nào mà nhận được con này về nhớ feedback cảm ơn em nhá mọi người ơi. Nhớ feedback cảm ơn em vì nó rất là đẹp. 56 cân quay đầu ạ. 50 56 cân là đỉnh nhất cho em này. 50 56 cân con này đẹp vô cùng luôn mọi người ơi. Nhìn ngoài mọi người mới thấy. 120 mã là 322. 120 nhá, lên cho em mã là 322 đi chị ơi. Rồi, con này cho chị nào người to ngang mà chiều cao khiêm tốn, thích mặc dáng ngắn ngắn này. Mình mặc cùng với áo sơ mi có thể hở cái vạt áo này ra thì càng đẹp hơn cho em nhá. Dưới 65 cân ạ. Dưới 65 cân các chị lấy cái bản này cho em bao đỉnh luôn. Triệu. Dưới 65 cân con này bao đỉnh luôn nhá mọi người. Mã cho em là 374 120. 120 là 374 cho em ạ, 120.000 thôi. Ui, cái màu này trông lung linh nhỉ. Nó kiểu à chỗ sáng, chỗ tối, chỗ đậm, chỗ nhạt cho em nhá. Mặc lên form rất đẹp, độc lạ cho em này. 120.000 size 55 cân quay đầu. Lên mã cho em là 357 nhá. 357 cho em 120 này. Rất là dày đẹp và chất của nó đanh lắm. 120 ạ, mã là 357. Rồi, chị nào thích cài cúc này, chị nào thích cài cúc mình lên bản này đi. Bao đẹp luôn các bà ơi. 50-57 cân này, đây thì cài cúc cho em này. Bản này mặc rất là xịn luôn nhá. Mặc với sơ mi trắng hoặc mặc với áo giữ nhiệt trắng đều đẹp cho em này. Bản này quá đỉnh luôn đấy các bạn. Nó là phong ngắn ngắn thôi nhá các chị, dễ mặc ạ. 120, mã là 529. 120 nhá, lên mã 529, 120 này. Mã cho em là 529 đi ạ, 120. Thật sự là hôm nay có cúc không có nhiều đâu. Nên là chị nào thích chốt có cúc là mình phải chốt luôn. Chị nào mà thích không thích, à xin lỗi, thích chốt có cúc hôm nay là phải chốt luôn. Nên những bản len như thế này mà các bà không chốt thì thật sự rất là tiếc cho các chị luôn. Bản này cho em MLXL dưới 65 cân ok này. MLXL dưới 65 cân ok cho em. Cái chất của nó đẹp vô cùng luôn các bà ơi, bạn thường xịn nhá. 120 cho em mã là 474 đi ạ. 120 cho em nó là 474 các chị ơi. 120 nhá. Rồi còn thêm một bản nữa này. Bản này cho em MLXL dưới 65 cân bằng size của con trước nhá. Nhưng mà nó là màu khác một tí, cài cúc đây. Cài cúc hôm nay ít lắm nhưng mà chất của nó rất đẹp luôn. Con nào con đấy là nên câu chuyện tới câu chuyện luôn đấy các bạn. Dưới 65 cân nhá. 120 mã là 429 này. Siêu đẹp luôn. 120 ạ, cho em mã là 429 đi ạ. 120.000 thôi. Mã là 429 cho em nhá. Rồi đây, ui những con như này thật sự là đỉnh lắm luôn ấy. 50 60 cân ML thôi. ML nhá, 50 60 cân đẹp nhất cho em là từ 53 đến dưới 60 cân. Đẹp nhất là từ 53 đến dưới 60 cân nhá, chất len của nó đỉnh lắm các bà ơi. Đảm bảo các bà nhận được những con gilet len như này các bà với giá 120.000 các bà sướng lắm này. Mã cho em là 285. 120, mã cho em là 285 nhá, dưới 60 cân mặc là đẹp nhất ạ. Đây. Xinh chưa này? Đây cái cúc cho em nhá, chị là form kiểu trẻ trung năng động thì mình lấy này. SML đều vừa cho em dưới 60 cân. SML đều vừa nhá, nó là len ép nguyên miếng cầm nặng tay và nó rất là đanh. 120 mã là 289 đi ạ. 120 nhá, lên mã 289 cho em nhá. Các chị ơi mình thả tim thả like tương tác tích cực vào nhá các bạn ơi. Thả tim thả like này tương tác tích cực vào cho em nhá. Đây những bản như này mà các chị không chốt hơi phí luôn. Những bản như này mà các chị không chốt là hơi phí luôn này. Nó là cardigan cài cúc nhá mọi người. 289 chốt chị Dương Phạm. Cardigan cài cúc nhá. Mọi người hỏi em bao nhiêu cài cúc mà em lên cho mọi người toàn bản đẹp như thế không phải chốt gì cả. Rồi con này cho em này quá đẹp luôn này, dưới 55 cân. Bao sang xịn mịn luôn, bên trong mặc cho em cái áo màu trắng nữa thì lại càng nổi hơn nhá. Dưới 55 cân các chị lấy con này được ạ. 100.000 thôi, tặng luôn con này nhá. Mã là 898, 100.000 thôi ạ. Bình thường là không bao giờ có giá 100 đâu ạ. Bản này cho em 67 cân quay đầu này. Xịn nhờ. Dưới 67 cân cho em bao đẹp luôn, dưới 67 cân chị lấy được nhá. 100.000 thôi, mã là 213. 100.000 lên đây mã 213, 100.000 này. Rồi con này thì đỉnh của chóp luôn này. Họa tiết ô bàn cờ nó có cái hình họa tiết là con gấu nhỏ nhỏ ở chỗ giữa này nhá mọi người. Rất đẹp. 53-57 cân. 53-57 cân nhá, chất bao xịn luôn. 53-57 cân cho em ạ. 120 mã là 534. Con này rất đẹp. 120 nhá, mã là 534, 120. Cho em mã 534 đi ạ. Rồi, ôi có thể xinh thế các bà ơi. Dưới 55 cân thôi. Dưới 55 cân này. Bao đẹp luôn, con này không đẹp không lấy tiền luôn này. Mặc với sơ mi cho em rất là trẻ luôn á. 120. Ừ đúng rồi, mã là 392 này. 898 chị Bùi Phương Hảo. Con này 120 nhá, mã 392. Rồi, con 898 mà em đang mặc quá đẹp luôn đấy mọi người ạ. Chất len của nó rất là xịn. 534 cho chị Quang Anh. Ui giời ơi, còn nhìn hôm nay có nhiều màu đẹp quá bà ơi. Màu nó rất là tây luôn nhá. Bản này 55-60 cân là chuẩn nhất cho em này. Vừa fit luôn á. 55-60 cân cho em size L nhá. Thích dáng ngắn thì mình lên con này bao đẹp luôn này.
120 mã là 957. 120 nhá, lên mẫu mã 957 đi ạ, 120. Rồi, bản này không lấy thì lấy con nào đây? 50 57 cân. 50 57 cân, bản này không đẹp thì lấy con nào đẹp các bà ơi? Nhìn này. Nó rất là mới luôn ấy. Mà cái chất len của nó thích ấy. 120 nhá, mã là 346 cho em này. Bao đẹp. 120 lên mẫu mã là 346 đi chị ơi. 120 họa tiết trần chám cho em dưới 50 cân. Cái này form của nó vừa phải và nó chất của nó cũng vừa phải thôi, không quá dày đâu. Thời tiết này mình mặc là ok nhá. Bản này dưới 50 cân thôi, size nhỏ cho em ạ. 120 mã là 575 này. 120 lên trên mã là 575, 120 cho em mã là 575. Rồi, xinh quá các bà ơi. Cái hình này nó là hình theo nhá. Nó là hình theo trực tiếp vào áo luôn đấy ạ. ML, XL dưới 65 cân tùy chiều cao của mọi người này. ML, XL đều vừa nhá. Form của nó mặc rộng rộng một tí mới đẹp, cổ tròn đơn giản đẹp này. 120 mã là 523. 120 nhá, chị lên trên mã này. 523 đi ạ, 120.000 thôi. Mã là 523 nhá. Rồi, chị nào thích cardigan cài cúc mình lấy bản này cho em dưới 65 cân. Thích cài cúc lấy bản này cho em nhá, mặc bao xịn bao đẹp luôn này. Mặc bao xịn bao đẹp luôn cho em nhá. Xinh quá các bạn ơi. 100.000 đi, cho em mã là 815, chị nào lấy được con những con như này quá rẻ và đẹp luôn. 100.000 thôi ạ, mã là 815 nhá. 100.000 cho em này. Rồi đây. Trời ơi, cái chất len của nó đỉnh của chóp luôn. Nó dệt rất là đều tay luôn ấy. 50 57 cân này. 50 57 cân mọi người ơi, màu này đẹp nhỉ. 50 57 cân nhá. 120 mã là 325. 120 lên trên mã là 325 120 này. Đây, ui, oversize free size cho em nhá. S, M, L, XL cho em đều vừa dưới 65 cân. Dưới 65 cân form này mặc rộng rộng với đẹp cho em này. Cái chất của nó thì đỉnh của chóp luôn các bà ơi. Thật sự những con như này chất của nó đỉnh lắm luôn ấy. Dưới 65 cân nhá, chị ở thêm về chất thì lấy này. 120 mã là 563. 120 mã 563 nhá. Hai em vừa chất vừa trẻ. Phương Hảo. Rồi, bản này cho em là một bản là dáng ngắn này. 60-65 cân. 60-65 cân, chị thích dáng ngắn thì lấy. Mặc với sơ mi cho em bao đẹp luôn các bà ơi. Cái form này mặc với sơ mi em bao đẹp cho các chị luôn nhá. 120 đi ạ, mã là 546. 120 nhá, lên mã 546. Thật sự bản này mặc với sơ mi là rất đỉnh luôn đấy. 563 cho chị Dương Thúy. Rồi, dưới 55 cân form ôm này. Dưới 55 cân form ôm nhá, chị nào thích kiểu bo chun ở gấu form ôm thì mình lấy con này cho em này. 120 mã là 360 đi ạ. Màu này mặc cực kỳ tôn da. 120 nhá, lên em mã là 360. Rồi, ui, con này đẹp quá các bạn ơi. Màu là 50-60 cân. Con này nó là, đây là nó theo trực tiếp lên áo nhá. Nó là hình theo đấy ạ. 50-60 cân thôi. 120 mã là 589 này. Bao đẹp luôn. 120 cho em mã là 589 đi ạ. Rồi, lên một bản màu sáng đi. Ui, thật sự là những con như thế này các bạn. Nhìn nó rất là đơn giản, nó chỉ có một màu thôi, nó cũng chả có họa tiết gì cả. Nhưng mà các chị mặc lên cho em này, vẫn sang, vẫn đẹp như thường nhá. Vẫn sang, vẫn đẹp như thường cho em. Bản này size SM dưới 55 cân các chị lấy được. Xinh nhở. 55 cân mặc này chỉ cần đơn giản như thế này các bà ơi. 55 cân quay đầu cho em nhá. Em tặng mọi người 120, mã là 498. Bởi vì chất của nó rất đẹp mà. 120 mã 498. Form cardigan hôm nay thì nó chủ yếu là form to đấy các bạn. Còn chất thì bao xịn luôn đó các chị này. Chất thì bao xịn luôn này mọi người ơi, nhìn gần hộ em tí, trời ơi, nhìn cái chất len của nó sướng dã man luôn ấy. Bản này cho em nhá, chị nào có khoảng cân nặng dưới 75 cân ạ. Dưới 75 cân ok đi chị ơi. Size to, khuyên thật lòng là nên lấy những con như thế này. Nó rất xịn. 120 nhá, mã là 411. 120.000 thôi chị ơi. Lên mã cho em là 411. Chị nào lấy áo em Hương đang mặc lên mã là 498 nhá, 120. Mã là 498 cho em này. Rồi, em có một bản màu trắng, trắng kem nữa, nó cũng tương tự như con em đang mặc nhưng mà form to hơn. Con này 55-60 cân các chị mặc được này. 55-60 cân, bao xịn luôn các chị ơi. Chất của nó còn dày dặn hơn ấy. 55-60 cân nhá. 120, cho em mã là 499 đi ạ. 120 này, lên mã cho em là 499 nhá. Mặc đơn giản thôi mà vẫn đẹp, chị em mình là thích kiểu đơn giản, chị em thích kiểu phong cách đơn giản thì lấy nhá. Rồi, 357 cho chị Duyệt Nguyên ra. Dưới 65 cân này, dưới 65 cân chị lấy con này được ạ. Dưới 65 cân cho em nhá, họa tiết trần chám này mọi người ơi. 346 cho rất chị là dày luôn ấy. 50 cân, xin lỗi, 65 cân quay đầu. 120 mã là 468 này. Hơn 100.000 ăn hai bát phở nên mình trải nghiệm một con áo len di lê này đi các bà ơi. Em đảm bảo các chị là mặc bao nhiêu năm nó cũng không bị lỗi mốt và nó cũng chẳng cũ đi gì cả, nó cứ như này thôi. Bà nói cho em 50-57 cân này. 50-57 cân cho chị nào thích mặc dáng ngắn thì lên nhá. Thích mặc dáng ngắn ngắn cho em này. Chất liệu nó vừa phải thôi, không quá dày đâu ạ. 120.000 mã là 316 nhá. 120.000 thôi, lên mã cho em là 316 đi ạ. Rất đẹp luôn ạ. 120 mã 316. Trời ơi, con này mà các chị để lỡ là rất tiếc luôn này. ML 50-60 cân. Các bà ơi, nhìn cái màu, cái chất của nó hộ em tí. Nhìn sướng dã man luôn đấy, sướng con mắt luôn đấy các bà. 120 mã là 528.
120 nhá, nhanh tay trên mã 528 nhá. Mọi người ơi, ai đang xem like thì thỉnh thoảng mọi người nhớ là bấm tim, bấm like, thả tim, thả like tích cực lên nhá. Thì chốt đơn nó sẽ không bị ẩn comment. Em thấy khá là nhiều chị bị ẩn comment đấy mọi người. Mọi người giúp em là mọi người tương tác tích cực lên. Thả tim, thả like mạnh mẽ vào cho em nhá. Mà có mất gì đâu, thả tim, thả like đúng không ạ? Tương tác mạnh mẽ lên để hai bên chúng ta cùng làm việc nó dễ hết mọi người. Rồi, bài này đẹp này. 60 cân cơ đầu. 55 60 cân size L đẹp nhất. 55 60 cân nhá, size L đẹp nhất ạ. 100.000 cho em mã là 111. Đấy mọi người ơi, các chị cứ tương tác tích cực lên để cho các chị những bản như này 100.000. Đẹp luôn. Đó là 111 nhá. Zile đây để em lên dần dần nhá. Ủi những con như này. Màu đỉnh của chóp luôn. Màu nó đỉnh của chóp luôn các bà ơi. 50-55 cân này. 50-55 cân size màu là đẹp nhất cho em nhá. 50-55 cân màu bao đẹp, bao sang luôn. 120. Con này lấy 100.000 đi. 100.000 thôi. Mã là 173 này. Đấy các chị 100.000 thôi. Gọi là tặng cho các chị để các chị biết chất nhá. Mã là 173 cho em ạ. Rồi con này cũng thế này. Con to cho em 60-65 cân. Trời ơi các chị 60-65 cân mà lấy được những cái bản như này là bao sướng luôn. Bao sướng bao xịn luôn các chị ơi. Dưới 65 cân ạ. Em lấy mọi người 120, mã là 420, chất rất đẹp nhá. 120.000, lên cho em mã là 420 đi ạ, 120 thôi chị ơi. Rồi, chị ấy thích mặc màu đỏ không? Size nhỏ nhỏ này, dưới 55 cân. Trời ơi, bao xịn, bao đẹp luôn, ca gì cần cái cúc cho em nhá. Bản này mà mặc với sơ mi trắng nhỉ các chị ơi. Mặc với sơ mi trắng hoặc áo giữ nhiệt trắng cho em, còn bao phê luôn đấy, dưới 55 cân. 120 cho em mã là 601. 120 nhá, các chị lên cho em mã là 601 đi ạ, 120.000 thôi. Xin xỉu luôn đấy các bạn ạ. Ui con này với là đẹp này. Bản này với là đẹp cho em là 57 cân quay đầu. Dưới 57 cân các chị hốt luôn bản này cho em đi. Trời ơi cái chất của nó này. Sướng dã man luôn đấy. Ước gì qua livestream mà có thể biết được cái chất của nó nhờ. Em lấy các chị bản này là 120, mã là 676 nhá. Giống như kiểu phim 5D ấy mọi người. Xem là có thể cảm nhận được rõ hết âm thanh rồi là mùi vị các thứ ấy. Đấy. Trời ơi những cái con như này các bà ơi. Hình này nhá. Hình này nó là hình thêu. Hình theo 100% không phải là hình dán đâu nhá các chị ơi. Nên là mình có giặt quanh quật quay máy thoải mái cho em vẫn ok đi ạ. Dưới 60 cân các chị lấy được ML 50-60 cân này. 100.000 mã là 44. 100.000 nhá, lên mã là 44 cho em 100.000 ạ. Muốn em lên cái size như thế nào và màu gì thì comment cho em nhá các bà ơi. Dưới 50 cân bản này thôi, xinh nhờ. Dưới 50 cân cho em nhá, chị nào size S và XS này. Dưới 50 cân thích mặc màu tối tối mình lên ạ. 100.000 mã là 530. 100.000 cho em mã 530, 100.000 nhá các chị ơi. Mã xem là 530. Rồi bản này thì nó quá hot rồi. Nó quá hot rồi đúng không ạ? S, M, L, XL dưới 65 cân quá ok luôn này. Dưới 65 cân cho em hình thêu ạ. 120, mã là 743. 120 nhá, nhanh tay cho em mã là 743, 120 này các bà ơi. Mã là 743, đỉnh của chóp luôn đấy. 120, mã là 743. Rồi, uầy, chị nào mà kiểu thiên về chất, thích mặc kiểu đơn giản nhưng thiên về chất thì mình lên em này cho em. Dưới 70 cân, dưới 70 cân cho em nhé. Cái này là cái mạc ấy, sticker nhỏ nhỏ thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Nó rất là đẹp này mọi người ơi, nhìn sang lắm. Bản này cho em nhá. Các chị nào dưới 70 cân đi ạ, chất của nó dày và rất là đanh nặng nhá. 120, mã là 625 này. 120 nhá. Các chị lên cho em mã là 625. Mọi người ơi, tương tác tích cực lên cho em nhá. Mọi người chấm bài thả tim, thả like rồi là có thể comment cái chiều cao cân nặng hoặc là cái màu sắc mà mình muốn mua. Em sẽ ưu tiên lên trước cho các chị nhá. Hôm nay hàng nó khá là nhiều ấy. Nên là em sẽ lên hơi nhanh một chút. Nếu mà chị nào mà size S màu tối à? Ok, size S màu tối em có đấy, nhiều bản đẹp luôn. 575 chị Đoàn Loan. Size S màu tối em vừa lên mấy bản cũng rất đẹp đấy, chị có không chốt được à? Đây để em một tí nha, em lên cho mấy con size S đẹp này. À. 359 xỉu luôn. Ngọc Lan Phương. Xinh xỉu luôn các bà ơi. Ừ, nhưng con này phải ML rồi. S không mặc được đâu. 50 60 cân. 50 60 cân màu tối nhá, chị lấy những con như này cho em này. Bao sang bao đẹp cho các chị luôn, mặc đơn giản không bao giờ bị đôi mốt đâu ạ. 120 mã là 432. Áo mẫu mặc vẫn còn đấy ạ. 120 mã 432, chị nào lấy áo em đang mặc lên mã là 498 nhá. Form rất là đơn giản mà đẹp. Rất là đơn giản mà đẹp trẻ cho em này. Mình mặc với cả váy sơ mi, à xin lỗi, váy len ấy cũng rất đẹp cho em nhá. Mã 498, 120. Mã 498 cho em nhá. Rồi, lên một con Burberry đi ạ. Ừ, ok. Con này là Burberry cho em nhá. Form to ạ, 75 cân quay đầu. Dưới 75 cân, 120, mã 625. Chất siêu đẹp luôn. 120, mã 625 nhá, Burberry ạ. Con xanh lá nhưng mà không hề xa lánh đây. Con này cho em size ML 50-60 cân. 98 cho chị Tuyết Trần. 50-60 cân, bao xịn luôn các chị ơi. Cái hình này là hình thêu này. Nó làm rất là đẹp và cầu kỳ nhá. ML 50-60 cân nhanh tay. 120, mã cho em là 339.
120 nhá, lên mã cho em là 339 này. 120 ạ, lên mã cho em là 339 đi chị ơi. Thật sự là rất là nhiều bản đẹp cho các chị lựa chọn đấy. Nhiều lắm luôn đấy. Đây này, ui những con như này, nhìn con nào cũng thích, con nào cũng muốn giữ lại bởi vì chất nó rất là đẹp mọi người ơi. Dưới 67 cân, 60-67 cân nhá, nhanh tay được con này quá đẹp luôn này. 60-67 cân ạ. 120 mã là 765. 120 nhá, lên mã cho em là 765. Mỗi chị thủ vài bản bỏ vào trong tủ mặc, chứ với cái giá như này thì các chị chốt quá là ok luôn. Những bản giày đẹp xịn nhá, mình mặc bao nhiêu năm nó cũng không hề có và thay đổi gì luôn đấy mọi người. Quay máy cho em thoải mái, nhưng mà tốt nhất là bỏ túi giặt cho em thì nó sẽ bền hơn nhá. Rồi bản này cho em này 65 cân quay đầu, 5765 cân, bao xịn luôn, màu trắng kem ạ. 120 mã là 580. 120 lên em mã là 580 nhá. 120.000 thôi chị ơi. Trời ơi, con này nó đẹp gì đâu luôn ấy. 50-60 cân, chị thích form ngắn ngắn thì lấy này. Form ngắn ngắn chất len cứng đứng dáng cho em nhé mọi người ơi. Nó dày dặn và rất là xịn luôn ý. 120, mã là 561. 120 nhá, lên cho em mã là 561, 120.000 này. Đây, size S, đây chị lên con này màu tối này. 40-50 cân ok. 40-50 cân nhá, form ngắn ngắn thôi các bạn ơi. Đây màu tối này, con này cho em này. Chắc của nó vừa phải thôi, các chị mặc thời tiết này rất đẹp. 120 mà 46 ạ. 120 nhá, lên em mã 46 đi chị ơi, 120.000. Lên mã cho em là 46 đi ạ. Đây bản này cũng dưới 53 cân này. Dưới 53 cân nhưng mà nó là màu xám, chất len của nó thì rất là đẹp rồi. 120 mã là 531. 120 nhá, lên mã 531 đúng không? Muốn săn xanh nhỏ mà màu tối ấy, thì mọi người theo like của em nhá. Có đấy nhưng mà nó kiểu 580 như chị Anh Hòa giải rác ấy. Nên là em chưa nhìn thấy. Ôi con này quá đẹp luôn này các bạn ơi. Quá đẹp luôn cho em, bản này dưới 50 cân, SM đây. À xin lỗi, S và XS nhá, 40-50 cân. Chị nào vừa nãy hỏi 40-50 cân, mình lấy con này cho em này. Chất rất là đẹp luôn các bạn ạ. 120, mã là 516. 120 thôi, mã cho em là 516, 120 nhá. Mã cho em là 516 đi ạ. Rồi, bản này dưới 50 cân tiếp này. Ui, con này cho em 40-50 cân để bao phê luôn các bạn ơi. Này, mấy con nhỏ nha, các chị lấy liên tục được này. Đẹp nhờ, chất của nó rất là đanh nhá các bạn ơi. Chất rất là đanh, màu tối đây. 120 mã là 370, hôm nay là màu tối nhiều hơn. Hôm nay màu tối nhiều hơn này. Những cái hình này toàn bộ là hình theo hết cho em nhá. 120 mã là 370 đi ạ. Không đẹp không lấy tiền các chị đâu ạ. 120 mã cho em là 370 này. Rồi lên một bản màu sáng đi. Ui con này cho em 370 chị Phạm Nhung. Rất xinh luôn các chị ơi, 50 cân quay đầu. 45-50 cân cho em, bao đẹp luôn, có hai cái túi hai bên. 45-50 cân cho em nhá, màu trắng đen đi ạ. 120 mã là 421, rất đẹp. 120 mã là 421 cho em ạ, nhìn con nào cũng thích luôn đấy. Mọi người vừa sai thì chốt lấy 2-3 bản mà bỏ vào tủ mặc các chị ạ. Sang năm mình mặc đến mùa đông cho em nhá, không bao giờ bị lỗ mốt luôn. Bản nó rất là dễ kết hợp đồ ấy. Mình mặc với áo sơ mi này, áo giữ nhiệt này, mặc với quần ngắn, quần dài, chân váy, rồi là quần ở nhà, quần nỉ, quần nhung, các thứ đều ok cho em nhá. Đẹp nhỏ, size M, dưới 55 cân. Dưới 55 cân các chị lấy được bản này ạ. 120 mã là 377. 120 này, mã là 377-120. Rồi, con này cho em quá đỉnh luôn. Form này form to đi ạ, dưới 70 cân. Trên 50 cân và dưới 70 cân là các chị mặc được rồi. Mặc rộng rộng ra cho em là nó sẽ càng xinh nhá. Hình theo cho em này, chất rất là dày và đanh. 120 mã là 526, màu đẹp, màu lông chuột. 120 cho em mã 526 nhưng màu của nó trẻ ấy các chị. Rồi, đây là một em dáng ngắn cho dành cho chị nào mà người mập mập và chiều cao khiêm tốn này. Người mập mập và chiều cao khiêm tốn mình lấy những bản như này. Dưới 70 cân cho em nhá. Dưới 70 cân cho em, cao dưới 1m6 thì mặc sẽ càng đẹp luôn. 120 mã là 521. 120 nhá, lên em mã 521 đi ạ. Chờ thích mặc phong rộng rộng mình lấy con đấy đẹp. 120 lên em mã 521 đi ạ. Rồi, bản này cho em các chị nào 70 cân quay đầu thích mặc len lông thỏ này. Trời ơi, nó đỉnh lắm luôn các bạn. Chất len nó mướt mượt mượt luôn đằng sau này. Đây đằng trước này. Dưới 70 cân các chị mặc thoải mái đi cho em. 120 mã là 401. 120 nhá, lên mã cho em là 401, 120 này. Mã cho em là 401 đi ạ, 120. Chị ơi, vào cái like rồi. Ôi, chết chết rồi. Thôi, cửa ấy ở đây chưa đẹp ạ. Rồi, con này cũng đẹp này các bà ơi, 55-60 cân cho em. 55-60 cân cho em nhá. Quá đẹp luôn này. 55-60 cân cho em này, xinh quá. 55-60 cân, 120 mã là 700. 120 cho em mã 700. Chuyển cho chị cho em hết thời gian xong rồi vào. Rồi đây các bà ơi, đây con này cũng thế này. Nó là form ngắn nhất dành cho chị nào mà người kiểu to ngang ấy. Người kiểu to ngang và chiều cao khiêm tốn mình lấy những con này cho em này. 60-67 cân, bao đẹp, bao xinh luôn. 60-67 cân nhá. 120 mã là 428.
120 nhá, em mã là 428-120. Rồi, bản này thì nó rất là đanh và dày. Nó rất là đanh và dày cho em nhá. Hỏi xinh nhở, dưới 55 cân các bà ơi. Chèo dưới 55 cân hộp luôn cho em. Hàng 4 cúc này, 2 cúc 2 bên cho em nhá. Dưới 55 cân nó là phong ngắn đấy ạ. Bản này mặc với quần hoặc là với chân váy đều rất xinh luôn này. 120, mã là 340. 120 nhá, lên mã cho em là 340 đi ạ. Rồi mọi người ơi, tương tác tích cực lên cho em nhá. Tương tác tích cực lên cho em, thả tin thả like mạnh mẽ vào mọi người ơi. Cái giá em để cho mọi người với những cái bản mà xịn sò như này, thực sự là cái giá nó quá là ok luôn các chị ạ. Mọi người thử lấy 1-2 bản về trải nghiệm xem sao nhá. Rồi những con như này quá đẹp luôn này. Bản này cho em ML đi ạ, 50-60 cân. 50-60 cân cho em con này rất đẹp. 120, mã là 405. 120 nhá, lên cho em hương mã là 405 đi ạ. Đảm bảo là các chị nhận hàng về là ôi trời ơi, ngã ngửa luôn. Ngã ngửa luôn, tại sao mà nó lại xịn như thế này, kiểu thế luôn ấy. Đây, ui các bà ơi, con này xịn nhỏ. ML cho em 50-60 cân, bao đẹp, bao xịn luôn này. Chị Dương, hôm qua cũng có một bản như thế này. Tìm mới được chốt tiếp ạ, à, hôm qua cũng có một bản như thế này, các chị thích lắm, chốt lia lịa luôn. Đây, hôm qua chị nào chưa chốt được thì hôm nay chốt nhá. ML cho em này 50-60 cân, rất xịn luôn các chị ạ, bánh bèo cho em. 120, con này lấy 100 nghìn đi, mã 908 này. 100 nghìn thôi, mã là 908, vừa bán vừa tặng cho các chị nha. Vừa bán vừa tặng cho các chị trải nghiệm chất lượng sản phẩm mọi người biết nhá. Rồi, nói hay đến mấy nhưng mà hàng không đẹp thì cũng chịu thôi đúng không mọi người. Đấy, đây là những con như này cho em này. Xinh nhỉ, dưới 55 cân các chị lấy được. Dưới 55 cân chị thích mặc cổ V cho em, bên trong mặc một cái áo trắng nữa cho em để bao xinh luôn cái màu này. Màu này nó rất là hợp với cái màu trắng luôn đấy các bạn. Dưới 55 cân cho em len bạn thừng. 100 nghìn mã 38. 100 nghìn nhá, lên cho em mã là 38 đi ạ. 100 nghìn thôi chị ơi. Trời ơi, cái con bánh bèo này nó xinh quá này. Chị nào thích mặc kiểu cài cúc lấy con này cho em. ML 50-60 cân. Thích mặc cài cúc chị lên bản này cho em nhá. Rất đẹp luôn các bà ơi. Mặc cài cúc cho em và nó là form dáng ngắn thôi ạ. Mình mặc với sơ mi cũng đẹp này. 100 nghìn mã là 216. 100 nghìn nhá. Nhanh tay lên thêm mã là 216 trăm nghìn đi. Đây còn những cái con như này thì không cần phải suy nghĩ luôn. Những bản như này lên thục lỗ thì các bà không cần phải suy nghĩ luôn. Bởi vì ai mà cũng đẹp. Chất của nó rất là xịn và đẹp luôn nhá. Rồi ML cho em 50-60 cân này. Chị áo thích cài cúc các chị cần lấy luôn. Thích cài chị cần cài cúc các chị lấy luôn nha các bà ơi. Form nó rất là đơn giản và đẹp. 120 cho em mã là 916. 120 nhá, chị áo nhanh thì được ạ. Mã là 916. Rồi ôi có mấy cái con cài cúc kèm nhau này. Chị nào mà đang thích mặc cài cúc là phải lấy luôn cho em. Bản này 55-65 cân. 55-65 cân chất không đẹp cho hoàn tiền nhá. Nhận hàng mọi người được mở ra kiểm tra rồi mới phải thanh toán nhá. Chất không đẹp hoặc là có vấn đề gì đấy phản hồi luôn cho bên em xử lý ngay lập tức ạ. Đảm bảo với mọi người là xịn lắm. 100.000 nhá, mã là 963. 100.000 thôi, mã là 963. Gọi là bán cái giá 100.000 là bán chơi chơi, bán tặng cho các bà thôi các bà ạ. Chưa, đây này, ui xịn nhờ. Nó chỉ có một cái hình hoa hoa nhỏ nhỏ ở đây làm điểm nhấn thôi nhá. Chất liệu rất là đẹp luôn con này cho em. ML 50-60 cân. Nó không quá dày mà nó cũng không quá mỏng ấy. Mình mặc thời tiết này là ok, bên trong một cái áo sơ mi hoặc một cái giữ nhiệt cho em nhá. Nó sắp tới còn thấy đang báo sương mù và không khí lạnh nữa kìa các bạn kìa. Khoác lên chiều chiều của Mông Tư Nghi đấy ạ. Bản này cho em nhá, 50-60 cân ML ạ. 100 nghìn đi, mã là 841. Với cái giá 100 nghìn mà các bạn không mua được nữa thì thôi, đúng là em cũng bỏ tay luôn. Bỏ tay luôn ấy. Bản này cho em 60-65 cân. 60-65 cân không đẹp không lấy tiền luôn này. Nó xịn, nó không những đẹp mà nó còn xịn nữa các bạn. Mới lắm, mà chất len của nó rất là đanh. 100 nghìn, mã là 121, 100 nghìn. Cho em mã 121, 100 nghìn nhá. Ôi, lung linh luôn. Đây các chị ơi, đơn giản mà đẹp này. Chị nào thích phong cách hàng si, chị ơi, hàng cũ đấy ạ. Chị nào thích phong cách đơn giản mà đẹp thì mình lấy cho em con này nhá mọi người ơi. Hàng nhà em là hàng si, tuyển độ mới của nó trên 90%. Và khi nhận hàng ấy, mọi người được mở ra kiểm tra nhá. Mở ra kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Còn nhà em là like bằng cam thường của iPhone nhá. Các chị cứ yên tâm là chất liệu như thế nào, rồi là màu sắc như thế nào, là bên ngoài nó y chang như thế luôn. Thậm chí là bên ngoài nó còn đẹp hơn đấy. Giống như mình chụp ảnh bằng cam thường và bằng app ấy mọi người. Đấy, mọi người chụp cam thường thì sẽ thấy hết cả những cái khuyết điểm trên mặt luôn. Nhưng khi bên ngoài đời là nhìn cũng được đấy, đúng không ạ? Rồi, bạn này cho em 65 cân quay đầu nhá. 100 nghìn mã 35. 100 nghìn, chị lên cho em mã 35, 100 nghìn. Đây, con này 55 cân quay đầu này, chất rất đẹp luôn. 55 cân quay đầu chất vô cùng đẹp luôn này các bà ơi. Dày và đanh ạ, len mịn cho em nhá. 120 mã là 439 này. 120.000 thôi, lên mã trên là 439 đi ạ. Các chị muốn em len màu sắc như thế nào và form bà dáng Năm cho chị Hoàng Anh. Thích em len màu sắc như thế nào và form dáng size số như thế nào thì comment nhá. Rồi chị nào cá tính một tí lấy con này đi, nó có mix rách này. Nó có mix rách cho em nhá, chất rất đẹp luôn các bà ơi. 120 120 đây, cái đấy 120 mà. Tất cả những cái bản mới nào 120.
Rồi cho em con này đẹp quá này. Dưới 55, à, xin lỗi, dưới 60 cân nhá. ML cho em 55, 50 60 cân. 120.000 mã là 298. 120.000 cho em mã 298 nhá, 120 này. Rồi, em có một bản màu hồng này, hồng hoa 10 giờ ấy các chị ạ. Chất của nó này các bạn nhìn gần hộ em tí, thẩm cái chất của nó hộ em tí. Rất là xịn và đẹp luôn này. Chị nào mà thích chất đẹp thì lấy con này cho em nhá, mặc với sơ mi trắng gọi là bao sang đấy ạ. Bao sang luôn các bạn ơi. 120. Con này là 100.000 đi, mã 22. Chị ơi em đang nói mã khác mà còn nói mã 35 đâu ạ? 100.000 cho em mã 22 nhá. 55 cân quay đầu 100.000 cho em mã là 22 đi ạ, 100.000. Cho em mã 22 nhá, 100.000 chị ơi. Mã 22 cho em này. Chị ơi chị lấy con nào thì lên mã nhá, chứ chị hỏi con gì lên trắng hay con gì lên nào thì em qua mẫu rồi em không nhớ được đâu. Nhiều hàng mà. Con này cho em 50 55 cân này, rất đẹp luôn. 50 55 cân rất đẹp luôn nhá mọi người ơi. 120, mã là 767. 120 nhá, lên em mã là 767 đi ạ. Rồi chị áo thích form đơn giản mà đẹp thì mình lên em này. Thích đơn giản mà đẹp lên luôn em này cho em này. ML 50 60 cân rất xịn luôn. Nó là phối nâu này, trắng này và xám cho em nhá. Quá đẹp luôn các bạn ơi, mà để mặc nó sang ấy. Nó sang mà nó còn trẻ nữa cơ. 100.000 thôi, mã là 108 này. 100.000 nhá, chị lên cho em mã là 108 đi ạ. Rồi cái form này thì quá là chất luôn này. Lên ép nguyên miếng, SML đều vừa dưới 65 cân. Free size cho em nhá, hàng free size này các bạn ơi. Mặc rất đẹp luôn, SML đều vừa, ai mặc cũng xinh luôn những con như thế này. Em tặng các chị luôn bản này là 120, mã là 686 đi ạ. 120 cho em nhá, mã là 686, nhìn gần cái chất nó hộ em tí. Các chị nhìn gần cái chất nó hộ em tí mọi người ơi. Trông sướng quá này, bản này dưới 65 cân chứ ạ. 57-65 cân trên này. 57-65 cân, chị áo thích chất dày đẹp thì lấy con này nhá. 57-65 cân, 120, mã là 328. 120 nhá, chị lên mã 328 đi ạ. Rồi, chị áo thích cardigan cái cúc này. Cardigan cái cúc nó là dòng len mịn và nó rất là đanh cho em, dày dặn nhá. Bản này cho em 65 cân quay đầu các chị lấy được này. Dưới 65 cân cho em, 120, mã là 342. Con này không đẹp, không lấy tiền luôn. 120 cho em nhá, mã là 342 đi chị ơi. 120.000 ạ, lên mã cho em là 342 này. Đây, những con này nhỏ nhỏ xinh xinh này, chị áo thích nhỏ nhỏ xinh xinh thì lấy bản này. Dưới 52 cân, dưới 52 cân rất đẹp luôn. Dưới 52 cân nhá, đó là lên bản chị Huyền Mi độ. Sang nhỏ cho em nhá, chị nào thích kiểu đơn giản nhã nhặn thì lấy con này, chất vô cùng đẹp. 120 mã là 250. 120 nhá, lên mã 250 cho em ạ. Cá tính em cũng có mà kiểu đơn giản. Chị Ngọc Lan Phương. Cá tính em cũng có nhá mọi người, mà kiểu đơn giản nhẹ nhàng xong rồi lịch sự em cũng có luôn. Rồi những con như này thì phong trẻ cho em này, dưới 57 cân. 50-57 cân nhá, ba xịn luôn. 50-57 cân đi ạ. 120, mã là 260. 120 cho em mã 260 nhá, 120.000. Rồi, ô, những con như này các bạn ơi, đỉnh nhờ. 50-55 cân, 50-55 cân này, bao xịn luôn này, màu đẹp quá. 50-55 cân cho em, nếu mà mặc cái áo trắng ở bên trong nó càng nổi hơn các bạn ạ. 120, mã là 519 này, con này quá đẹp luôn đấy. 120, mã 519, kiểu nó đơn giản thôi nhưng mà lại rất là đẹp. Ui, con này thì mới là sang này. Bản này thì quá sang luôn, 55-62 cân. 55-62 cân size L đầu XL cho em nhá. 55-62 cân size L đầu XL là mặc nó sẽ ô luôn đấy. Bản này chất của nó rất là xịn luôn mọi người. 120, mã là 53, 5, à, mã là 353. 120 nhá, lên mã cho em là 353 đi ạ. 120.000 thôi chị ơi, mã là 353 này. Rồi, ui, xinh nhờ. Mặc với sơ mi trắng đi các chị. Con này mặc với sơ mi trắng cho em không đẹp là cho hoàn tiền luôn này. Con này không đẹp, không mới, không dày dặn em cho mọi người hoàn tiền luôn, ok chưa ạ? ML 50-60 cân cho em nhá. 120, mã là 38. 120.000 này, lên mã cho em là 38 đi ạ. 120 thôi chị ơi, 353 chị mã là 38, 120. Đây, chị áo thích phong cách trẻ trung thì lấy em này. Phong của nó là phong cứng nhá. Của nó là form cứng và nó rất là đanh này, chất len dày cho em ạ. 50 60 cân ML các chị lấy được, form ngắn ngắn thôi. ML cho em nhá. 50 60 cân. 120, mã là 469. 120 nhá. Mã là 469 cho em 120 này. Rồi những form như này thực sự là nhìn cứ nhìn thấy cái trắng trắng xong rồi kiểu cái cúc như này là lại thích các bạn. 38 cho chị Nguyệt Cà Lê. Lại thích cho em này. Đẹp chưa? Rồi bản này SM dưới 55 cân nhá. Đơn giản mà đẹp này. Mặc với quần bò cũng rất xinh như con như này. Đơn giản đẹp cho em dưới 55 cân nhá. Chị nào lấy lên cho em mã là 253, 120, 120.000 mã 253 nhá. Rất là đơn giản thôi, mặc như này thôi là đã đủ đẹp rồi các bạn ơi. Tùy theo mọi người bên dưới, mọi người thích mặc chân váy dài hoặc là quần bò, quần jean ấy, quần công sở nó cũng rất là ok nhá. 120 cho em mã là 253 đi ạ.
253 cho chị Nguyễn Thị Diệu Linh. Chân rất đẹp luôn. Má 25. Má 253 cho em nhá các chị ơi. Ui đây em có một bạn màu tím này, nhìn là mê. Nhìn là mê lắm lại yêu các bà ơi. Những con như này cho em này, nó dày dặn và nó đanh ấy. Cái đường vải dệt của nó làm chắc tay đẹp lắm luôn ấy. Các bà quay máy thoải mái luôn này. 50 60 cân, dưới 60 cân ok đi ạ. Màu trắng tím thì không bao giờ lỗi mốt luôn. 50 60 cân nhá. 120 má là 858. 120 lên em má 858 đi ạ. Những con đấy thật sự là rất là đỉnh luôn đấy các bà. Trời ơi, này. 55 60 cân cho em size L đẹp nhất. 55 60 cân cho em size L là không thể bỏ qua được những bản như này đâu, đặc biệt là với các chị nào mà thích chất đẹp và phong cách đơn giản cho em nhá. 55 60 cân, maximum 62 cân mình mặc được. 120 má là 369 này. 120.000 cho em má là 369 đi ạ. Nhìn qua like không biết là mọi người thấy nó nhìn nó có đẹp không chứ bên ngoài nhìn thật sự là nó rất là xịn luôn đấy các chị ạ. Đây, các chị nhìn gần cái chất của nó hộ em này. Nhìn gần cái chất của nó hộ em này. Thề chứ, những con này trong vụ thì gọi là tranh nhau luôn ấy. Chị nào có tầm nhìn xa trông rộng thì mình chốt lấy 1 2 bản, 2 3 bản mà cất vào trong tủ mà sang năm mà mặc. Bởi vì với cái giá này thì không cần phải suy nghĩ nhiều đâu ạ. Rồi, bà lái cho em dưới 65 cân nhá, chất siêu đẹp luôn này. Dưới 65 cân chất siêu đẹp luôn. 120 má là 394. 120 cho em mua má 394 120 đi ạ. Má là 394 này. Rồi, bản này 50 60 cân, cổ tròn ạ, cổ basic thôi. Nó chỉ có một cái họa tiết là một cái hình con vật đấy thôi nhá các bà ơi, chất rất đẹp luôn. 120 má là 555. 120.000 nhá, lên mã trên là 555 đi ạ. Những cái phong nhỏ nhỏ như này mặc cũng xinh này. Những cái phong nhỏ nhỏ như này các chị 55 cân quay đầu mặc cực kỳ tây và tôn da luôn. Đặc biệt là các chị nào mà thích mặc cùng áo sơ mi nữa thì lấy những con màu cổ như này này, cổ như này này. Nhưng mặc cùng áo sơ mi thì các chị lấy cổ V như này cho em thì nó sẽ đẹp hơn cổ tròn nhá các bạn. Rồi xinh quá, dưới 55 cân cho em này. Dưới 55 cân ạ. 100.000 mã là 745. 100.000 nhá, cho em mã là 745, 100.000 đi chị ơi. Mã là 745, trời ơi. Xinh xỉu luôn con này cho em. Con này xinh xỉu luôn. Quá đẹp luôn này, mặc cái chân váy ngắn cũng đẹp nhá. Bản này 55 cân quay đầu. Nó có một cái hình thêu nhỏ nhỏ ở đây thôi. Này, đẹp chưa? 745 cho chị thay 55 cân các chị lấy được bản này nhá. Dưới 55 cân size M ấy ạ. 100.000 thôi, má là 236. Quá đẹp luôn này các bạn ơi. 100.000 thôi nhá, cho em má là 236 ạ. Trông mặc đơn giản mà xinh ấy. Trông mặc đơn giản mà xinh, một đông mọi người có thể mặc cùng mấy quần nỉ, quần nhung ở bên dưới này rất đẹp luôn này. 100.000 cho em nhá, mã là 236 đi ạ. 100.000, mã là 236. Ôi con này cũng thế này. 57-65 cân. 57-65 cân không đẹp không lấy tiền luôn các bà ơi. Xịn nhờ. 57-65 cân Cajun cái cúc. 100.000 mã 208 này. 100.000 nhá, lên mưa mã 208. 100.000 thôi, mã 208. Rồi strawberry, quả dâu tây cho em ạ. Dưới 70 cân, 60-70 cân ok đi. 60-70 cân nhá, rất xịn luôn các bà ơi. Nó đanh và chất của nó không quá dày đâu. 100.000 mà 817 nhá. 208 cho em là 817 này. 100.000 cho em là 817 đi ạ. Rồi, ui con này nó tây gì đâu. 236 chị Nguyễn Mạnh Quang. Đây, rất là nhiều con đẹp luôn mọi người ơi. Đây thử lên cho mọi người con LV này. 236 đây. Những con như này thì quá là đáng tiền luôn các bạn. Bởi vì chất len của nó rất là đanh dày. Mình có quay máy thoải mái cho em, nó cũng chẳng có hề hấn gì luôn. Nó không có hề hấn gì luôn. Những con như này SM thôi, dưới 55 cân nhá, xinh nhở. Các chị mặc cho em với áo sơ mi thì càng đẹp luôn nhá mọi người. Mặc với áo sơ mi cho em hoặc là cái áo bên trong màu trắng ấy thì nó sẽ nổi hơn. Và này dưới 55 cân các chị lấy được. Dưới 55 cân cho em nhá, siêu xinh ạ. 100.000 mã là 784. 100.000 nhá, lên mua mã là 784 đi ạ. Rồi chị nào thích mặc form freestyle rộng rộng cho em này. Dưới 70 cân, trên 50 cân và dưới 70 cân là mình mặc đẹp bản này cho em nhá. 120 mã là 461 này. 120 lên mã 461 120 đi ạ. Rồi phong to. Lên màu xanh là cây đi ạ. Ừ ok, phong to cho em nhá. Dưới 75 cân. Dưới 75 cân chất siêu xịn luôn con này, dưới 75 cân. 120 mã là 693. 120 nhá, cho em mã là 693. Áo chị mặc mã là 784. 784 chị Lý Hiền. Đây con này chất đẹp lắm. 784 này. Em xem con nào đẹp đẹp em đi tiền liên trước các chị nhá. Trời ơi, con này cho em đỉnh luôn mọi người ơi. Con này đỉnh luôn cho em này. ML 50 60 cân, chất quá đẹp luôn, màu cũng xinh nữa. 50 60 cân cho em ạ. 100.000 mã là 125. Chị Lý Hiền cho em xem chị chị ạ. Mã là 125, 100.000 mã 125. Đây em có con xanh lá này cũng đẹp này. Bản này dưới 55 cân, con này size nhỏ thôi SM. Dưới 55 cân có bo chun này. Màu cực kỳ đẹp luôn các bà ơi, chất của nó này rất là đanh, mình quay máy thoải mái cho em nhá. Mặc bao năm không lỗi mốt đâu ạ. 100.000 lên mã là 85. 100.000 cho một bản gele xịn này.
Đó, xứng đáng là các chị trải nghiệm không ạ? Size nhỏ này, vừa đấy chị nào hỏi em size nhỏ 40-50 cân lên em này. 40-50 cân nhá, nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi, xinh lắm. Nhỏ nhỏ ngắn ngắn mà chất rất đẹp, 40-50 cân. 100.000 mã là 18 này. 100.000 lên mã 18 cho em nhá, 100.000 thôi các bà ơi. Lên mã là 18 đi ạ, 100.000 nhá. Mã là 18 này. Rồi, bản này cho em 65 cân quay đầu. Siêu xịn luôn. Trời ơi, cái lô này nhiều cái bản kiểu như thế này quá. Đẹp nhờ. Dưới 65 cân chị nào chưa chốt được hôm trước thì chốt luôn này. Dưới 65 cân cho em xinh lắm luôn các bà. 18 cho chị Phạm Thị Bích Ngọc. 100.000 nhá, lên mã là 30. 100.000 lên mã 30 cho em này, 100.000 thôi, lên mã 30. Đây xanh lá đây đúng không chị? Bản này cho em nhá, free size đi ạ. ML, XL, 2XL cho em dưới 70 cân. Trên 50 cân và dưới 70 cân, chất của nó thì không có gì phải suy nghĩ luôn các bà ơi. Thật sự là nó rất là xịn, phù hợp với các bạn trẻ thích mặc form rộng nhá. 120, mã là 418. 120 nhá, lên mã là 418. Lấy được những con như thế là các chị sướng lắm luôn đấy. 120, mã là 418 cho em này. 120.000 thôi. Rồi, họa tiết là theo đây ạ, theo chữ, theo số cho em này. 60-65 cân. 5-7-65 cân ok. 18 cho chị ăn 5-7-65 cân ok nhá. Form của nó mặc rộng rộng một tí thì sẽ xinh hơn. 5-7-65 cân, chất bao đẹp. 120, mã là 52. 120, lên trên thương mã là 52 nhá. 120.000 thôi ạ. Mã là 52 này. Rồi, chị nào mà thích mặc form ngắn, dáng rộng này. Thích mặc form ngắn, dáng rộng nhá. Dưới 70 cân cho em thích mặc form ngắn ạ. Người kiểu thấp thấp mà lại nặng cân ấy, thì mình sẽ lấy những bản như thế này này. Em đảm bảo mọi người mặc rất là đẹp luôn này. Đây đằng sau đây, đằng trước đây. Nó kiểu nó ngắn thôi, xong nó to ngang ra ấy. Dưới 70 cân, form 60-70 cân ok ạ. 120 cho em mã là 545. 120 nhá, chị lên cho em mã là 545. Em đảm bảo mọi người rất đẹp luôn. 120 cho em mã là 545 này. Rồi, lên một bản cardigan cái cúc đi ạ. Một bản cardigan cái cúc cho em con này nhá. Siêu xịn cho các chị luôn này. Bản này cho các chị 55-62 cân. 55-62 cân, chất nó đanh các bà. Nhìn cầm cái áo nó sướng rồi đúng không ạ? 55-62 cân chị lên bản này đi ạ. 100.000 mã là 923. 100.000 nhá, chị lên cho em mã là 923 chị ơi. 100.000 thôi. Lên mã cho em là 923 này. Rồi, em có con này để mọi người mặc với sơ mi cũng rất đẹp. Em có con này để mọi người mặc với sơ mi cũng rất đẹp luôn này. 55-60 cân. 55-60 cân cho em nhá. 100.000 mã là 719. 100.000 nhá, lên mã 719 cho em. Đây, lấy được những bản như này các chị mặc cũng sướng. Mã này size XL cho em. 57-65 cân. 5765 cân này, xinh chưa? 5765 cân cho em bản này nhá các bà ơi. 100.000 mã là 724. 100.000 nhá, lên mã là 724. Mọi người muốn lên size số như thế nào, form dáng và kiểu như thế nào thì comment nhá. Ví dụ như em này này, nó là hình theo nhá, hình theo chú ong này. Họa tiết là cổ tròn và màu đen, nhìn rất là sang chảnh luôn. Chèo dưới 50 cân thôi. Dưới 50 cân cái form này em thật sự mọi người quá đẹp luôn ấy. Dưới 50 cân cho em nhá. 120 đi ạ, mã là 337. Con này đảm bảo mặc lên ai cũng phải hỏi mua áo ở đâu luôn. 100.000 cho em mã là 337 nhá chị, 100.000 đâu. Mã là 337. Đấy. À xin lỗi, 120 nhá. Con đấy là 120 nhá, mã là 337 chị ơi, 120 nhá. Em đọc nhầm đấy. Rồi, bản này cho em này, 55-62 cân. Chị Nguyệt KB. 55-62 cân cho em này, chất rất đẹp luôn các bà ơi. 55-62 cân đó là form ngắn cho em ạ. Em lấy các chị 120, mã là 512. 120 nhá, mã là 512, 120.000. Rồi, con này chất mà không xịn, không đẹp, không dày, không ấm, không đanh, không lì. Thật sự là quá nhiều ưu điểm luôn các chị ơi. Em cho các chị hoàn hàng luôn, ok chưa ạ? Dưới 60 cân nhá, dưới 60 cân cho em này. 120 cho em mã là 502. 120 mã là 502 cho em, 120.000 thôi. Lên lông thỏ đi chị ơi, mọi người nhìn những cái đường cắt ở cổ nó đẹp chưa? Nhìn những cái đường cắt ao ở cổ của nó rất là xinh luôn, dưới 50 cân. Dưới 50 cân cho em nhá, len nó mềm và nó rất là đanh ý. Em tặng mọi người 120, mã là 396 đi ạ. 120 cho em nhá, mã là 396 chị ơi, 120.000 này. Rồi, muốn em lên màu gì comment nhá. Các chị muốn em lên màu gì và size như thế nào nữa? Đây, những con như này thật sự là mọi người nhận được hàng là sướng lắm luôn này. Nó còn có cả cái tag này để mọi người phơi đồ. Khi phơi, mọi người phơi bằng cái tag này này, nó sẽ không bị ráo áo đâu nhá. Chất len nó rất là đanh luôn ý. 65 cân quay đầu cho em. 55-65 cân quá ok luôn này. 55-65 cân đỉnh của chóp. 120 mã là 193. 120 nhá. Lên cho em mã là 193 này. Chắc đẹp lắm. 120 cho em mã là 193, 120. Rồi, bản này thì điệu và đẹp. Điệu và đẹp cho em 50-55 cân. Điệu đẹp cho em nhá, có đính cửa một cổ này. Cái cơm này mình tháo ra được nhá. Nó chỉ là mái trên thôi. Chất thì rất là dày rồi. 120 cho em mã là 299. 120 lên mã cho em là 299, 120 này. Mã là 299 cho em ạ. Chị nào thích xanh than cho em nhá. Nó là trơn thôi,
đơn giản mà đẹp này. Đơn giản mà đẹp cho em nhá. ML 50-60 cân. ML nhá, xanh than trơn cho em ạ. Cổ tròn 120, mã là 487. 299 cho chị 120 nhá, mã là 487. Nó chủ yếu là nghiêng về chất nhiều mọi người ạ. 120 cho em mã 487. Rồi, con này 50 cân quay đầu. Trời ơi, nó siêu xịn luôn các bà ơi. Siêu xịn luôn, 50 cân quay đầu. Cái này mọi người có thể thắt cái đai ở chỗ đây này, chỗ eo này cho em nhá, rất là xinh. Dưới 50 cân thôi, chất của nó bao đẹp luôn đấy ạ. 120.000, mã là 471. 120, lên trên hương mã là 471, 120 này chị ơi. Mã là 471, 120 nhá. Rồi, xinh quá này các chị ơi. ML cho em 50-60 cân. ML nhá, 50-60 cân, bao xịn luôn các chị ơi. 50-60 cân ML này. Chất len của nó vừa phải thôi, những bản như này. Trông rất đơn giản đúng không các chị? Trông rất đơn giản nhưng mà mặc lên là các chị lại thích này. Chị nào thích phong cách đơn giản thì mình lấy những con như này cho em. Đấy, đơn giản mặc này thôi mọi người là đủ đẹp, đủ xinh, đủ ấm rồi. Đúng không ạ? Đáp ứng tất cả các tiêu chí của mọi người luôn. Mà lịch sự, nhẹ nhàng, làm việc các thứ nó vận động nó cũng dễ nữa. Rồi, bản này cho em các chị nào dưới 55 cân nhá, mà hơi rộng một tí sẽ đẹp hơn. Dưới 55 cân các chị lấy được ạ. Em tặng mọi người luôn 120, mã là 616 này. 120.000 lên cho em mã là 616 cho em ạ, dưới 55 cân. Ui, con này đỉnh luôn này. Đỉnh luôn, màu lông chuột cho em nhá. ML 50-60 cân. ML 50-60 cân nó đỉnh lắm luôn con này cho em này. 120, mã là 278. 120 nhá, lên cho em mã là 278 đi chị ơi, trong 20.000 thôi. Mã cho em là 278. Rồi, lên phong này cho em đi mọi người. 52-57 cân. 52-57 cân, không đẹp không lấy tiền luôn. 52-57 cân, dành cho chị nào mà thích kiểu màu tối tối ấy các bà ơi, họa tiết là đẹp nhờ. Dưới 57 cân. 120, mã là 756 này. 120 mã 756 nhá. Mẹ Quang cho shop xin thêm thông tin đi chị ơi. Chị nào lấy áo em đang mặc lên mã 616 nhá. Chị nào lấy áo em đang mặc lên mã 616 ạ. Rồi, dưới 55 cân, màu đẹp nhờ. Màu hồng phấn, hồng phớt đấy. Hồng phấn, hồng phớt cho em nhé mọi người ơi. Đẹp nhờ, dưới 55 cân nhanh tay ạ, giày ấm. 616 chị Hoàng Bình. 120 mã là 660. 120 mã là 660 nhá. 120 cho em này. Mã là 660 này, 120. Mã là 660, 120. Ui, con này cho em đỉnh luôn các bà ơi. Đỉnh luôn này. MLXL, 2XL. Trên 50 cân và dưới 70 cân các bà lấy cho em bản này đi. Nó là mặc phong rộng rộng mà. Nó rất xịn luôn. Mình thích mới không thì sao đi nè. Trên 50 cân và dưới 70 cân đi ạ. 120 mã là 730 này. Màu đẹp nhờ. 120.000 nhá. Cho em mã là 730. 120 thôi, mã là 730. Trời ơi, cái con này nó xinh xắn gì đâu ấy các bà ơi. Này, họa tiết là hình con thỏ cho em nhá, hình con thỏ thêu ạ. Dưới 55 cân các chị lấy được. Quá là đỉnh luôn các chị ơi. Dưới 55 cân cho em này, đơn giản mà đẹp, mặc bao năm không lỗi mốt. 120, mã là 603. 120 nhá. Lên em mã 603, 120. 603 cho em này. 730 chị Nông Vân. Đấy, hoặc là những cái bản như này này các chị. Trông nó rất đơn giản đúng không? Nhưng khi mặc lên lại xinh. Chính ra ấy, những cái bản một màu thì lại là những cái bản mà dễ mặc nhất ấy, mọi người nhỉ? Đúng không? Đây này. Bởi vì mặc với cái đồ gì bên trong được mà. 50-57 cân này. 50-57 cân, chính những con một màu như thế này nhá các bạn ơi. Nó lại rất là dễ mặc. Mình kết hợp cái đồ gì bên trong đen trắng đều ok này. Dưới 57 cân cho em nhanh tay nhá. 120 mã là 614 này. 120 nhá, lên mã 614 có dán tốt mặc sướng lắm. 120 nhá, mã là 614 cho em ạ. Rồi, em có một bản màu hồng, con này chất thì không phải suy nghĩ luôn, vô đối luôn mọi người. Dưới 70 cân. Dưới 70 cân cho em nhá. 60-70 cân ok đi ạ. 120 mã là 634, nó thiên về chất nhiều. 120 nhá, cho em mã là 634, 120 này. Mã là 634. Trời ơi, con này nó xinh xắn thế chứ lại. 50-56 cân. Huyền, chị Trần Huyền, chủ quản cọc cho shop này nó trực tiếp đi chị ơi. 50-56 cân nhá. Trời ơi, cái màu này nó tây nhỉ các bà ơi, cái khúc nữa chứ. 50-56 cân dành cho chị nào mà thích mặc với sơ mi. Thích mặc với sơ mi là em khuyên thật lòng là mình lấy con này đi. Mẹ em khuyên thật lòng 50-57 cân các chị size M đầu L này. Lấy con này để mặc với áo sơ mi đi. Cái màu này mặc với sơ mi trắng nó là bao tôm da, tôm dáng luôn. Nhìn tây lắm. 120 thôi, mã là 719 này. 120 cho em mã 719 nhá. Mọi người ơi, chị nào chốt được nhiều nhiều rồi thì mình chủ động mà cọc cho shop để được chốt tiếp nha các bà ơi. Không thì để lỡ những cái con đẹp như này là hơi tiếc cho các bà đấy ạ. Rồi, con này chất rất xịn luôn, nó còn nguyên tang mác luôn nhá. Nguyên mạc này các bà. Dưới 65 cân. 5765 cân cho em đi, bao đẹp luôn. 5765 cân. 120 mã cho em là 623. 120 nhá, lên em mua mã 623, 120.000. Rồi, không lấy mà con này. Mà chị cho chị bảo cho. Không lấy con này thì lấy con nào đây các chị ơi? Chị nào mà người thấp thấp tầm dưới 1m6 là dễ mặc con này rất hợp luôn này. Mặc bản này rất hợp luôn cho em nhá, bởi vì cái chỗ chun này nó to ấy. Nhìn người mình nó không bị kiểu quá nốt dáng đâu, cực kỳ đẹp luôn này. 5258 cân cho em. 5258 cân, chất của nó thì miễn chê luôn nhá. 100.000, mã là 101. Con này để các chị 100.000 là tặng luôn ấy. Mã là 101, 100.000. Mã
ra 101 cho em nhá. Rồi, trời ơi, xinh nhở. Đơn giản mà rất đẹp. Đơn giản mà rất đẹp cho em nhá mọi người ơi. Con này mọi người mặc với các sơ mi trắng nhở. Mặc với sơ mi trắng thì sẽ hợp hơn cái áo màu đen mà em đang mặc nhá. Em mặc lên ướm ướm với mọi người biết giá với chị Vệ Thị Mai. Xinh nhở, đơn giản cho em mà đẹp. 55 cân quay đầu đi ạ, à. SM thôi. SM thôi, dưới 55 cân chất của nó co giãn mà nó rất là đanh nhá, mặc sướng lắm ấy. Kiểu mặc lên là biết cái con hàng xịn đấy các bạn. Chất của nó sướng mà. Dưới 55 cân chị lấy bản này được cho em nhá. Xinh xắn lắm luôn. 100 nghìn đi, má là 36 thôi. Lấy 100 nghìn thôi các bạn. Má là 36 cho em nhá. Rất đẹp luôn ấy. 100 nghìn lên má 36 cho em này. Rồi đây em có con này như thế, chị thích kiểu màu sắc tươi sáng một tí thì lấy. Dưới 55 cân cho em nhá. Dưới 55 cân các chị lên bản này đi ạ. Dưới 55 cân cho em này. 100 nghìn má là 171. 100 nghìn nhá. Lên cho em má là 171, 100 nghìn thôi. Rồi, trời ơi. Con này không lấy con nào đây? ML cho em 50-60 cân này. ML cho em 50-60 cân, chất của nó 36, đỉnh của chóp luôn đấy. Chất của nó đỉnh của chóp luôn đấy mọi người ơi. Bản này cho em nhá. Các chị 50-60 cân, 120, lên mã là 72. Con này các chị không lấy là hơi phí luôn. 120 nhá, lên mã 72 cho em. 120 lên mã 72 cho em này. Còn rất nhiều bạn đẹp thôi. Còn rất là nhiều bạn đẹp thôi. Các chị cứ theo like của em đi. Em đảm bảo là mỗi chị có ít nhất là 1-2 bản xịn và đẹp cho em này. Dưới 50 cân. Dưới 50 cân nhất xanh nhỏ. Chị à, dưới 50 cân thì lấy này. 72 cho chị Tư An. 100 nghìn mã là 29. 100 nghìn lên mã 29 nhá. Em tay 100 nghìn thôi. Mã là 29. Rồi ôi, cái con này nó xịn sò gì đâu luôn ấy. Tư An cân mới, con xin tôi cân. Tôi 55, 65 cân, con này nó xịn sò gì đâu ấy các bà ơi. Toàn bộ đây là hình theo hết nhá, theo tay luôn ấy. 55, 65 cân cho em này, rất đẹp. 120, mã là 748. 120 nhá, mã là 748, 120 nghìn thôi. Mã là 748. Trời ơi, chị thích đơn giản thì lấy những con như này. ML 50-60 cân, chất rất đẹp luôn. Họa tiết kẻ ngang cho em, không bao giờ bị lộ bụng đâu ạ. Dấu dáng tốt này. 50-60 cân, bao xịn. 100 nghìn mã là 796. 100 nghìn thôi chị ơi, mã là 796, chất của nó xịn lắm. 100 nghìn mã 796. 748 chị con như này thì nó đơn giản này, 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu nhá, đơn giản cho em. Đơn giản ai mặc cũng đẹp những bản như này cho em ạ. Xin nhờ các bà ơi, dưới 55 cân cho em này, mặc cái sơ mi cái màu này càng đẹp. 100 nghìn mã 99 này. 100 nghìn lên em mã 99 đi ạ, xinh xỉu luôn. 100 nghìn lên mã 99, xinh xỉu luôn đấy các bà ơi. Ừ, trời ơi, xinh quá này. 796 cho chị Tăng Phương. Các chị cần cho em dáng ngắn nhá. Chị thích mặc dáng ngắn thì mình lấy này. Con này mặc với quần bò hay quần cạp cao cho em. Chị cho chị Bảo Châu. Mặc với quần cạp cao con này rất đẹp luôn các bà ơi. Dưới 56 cân, dưới 57 cân đi ạ. 50-57 cân nhá. 50-57 cân ok này. Trời ơi, con này đẹp quá. 50-57 cân cho em nhá. Có dáng tốt ạ, mặc nó. Chị thích mặc phong ngắn thì mình lấy. Thích mặc phong ngắn thì mình lấy nhá. 50-57 cân cho em nhanh tay này. 120 mã là 905, 120 con em Hương đang mặc nhá. Mã là 905, 102 này. Mã là 905. Rồi, bản này thì quá đỉnh luôn. 55-62 cân. 55-62 cân nhá. Và tiết quả chám này. Xinh nhở các bà ơi, màu nhã nhặn lắm. 120 mã là 768 đi ạ. 120.000 thôi, lên mã cho em là 768 nhá. 120.000. Mã là 768. Trời, con này không đẹp không lấy tiền luôn các bà này. 905 cho chị Mi đưa. Con này không đẹp không lấy tiền luôn nhá. 50-60 cân đi ạ, ML này, 50-60 cân này. Họa tiết của nó sang cực. 120 mã là 722. 120 cho em mã 722 nhá. 120 nghìn, mã là 722 này. 120 nghìn thôi. Chị biết ướt cho sốt thì thay công ty kia. Rồi. Đây, size nhỏ đi các chị ơi. Ừ, con này không nhỏ đâu, 50-60 cân đi ạ. ML 50-60 cân, màu đẹp quá. Chị thích cài cúc lấy luôn nhá. Thích cài cúc lấy luôn, bản này màu nó nhã nhặn. Em tặng mọi người đi 120. 120 mã 205 này. 120 mã 205, đảm bảo những con như thế là bao đẹp cho chị luôn. 120 nhá, cho em mã là 205 chị ơi, 120 rồi. Trời ơi, đây chị cá tính một tí mà size to thì lấy con này. Cá tính một tí mà size to, dưới 80 cân, 70-80 cân ok đi ạ. Chất của nó thì bao đẹp luôn, đằng sau này các bà ơi. Đây đằng trước này, đẹp nhờ. 100 nghìn nhá, mã là 191, 100 nghìn thôi. 205 chị Lý Hiền, chị Lý Hiền cho khoảng cọc nhau khóc. Cả lô hôm nay có duy nhất một con này là to thế thôi. Nên chị mà size to big size mình lấy con đấy nhá. Còn bản này thì chất rất là dày luôn, phong ngắn này. Dưới 55 cân. Dưới 55 cân chất rất dày luôn các bà ơi, phong ngắn cho em ạ. À, mình lấy những được những con này cực kỳ hiếm. 120 mã là 518 120 nhá. Cho em mã là 518 120 này thôi. Mã cho em là 518. Trời ơi, con này nó xinh xắn gì đâu luôn này. 52 58 cân. 52 58 cân màu đẹp nhở. 120 đi ạ. Mã là 853. 120 nhá, cho em mã 853, 120. 518, 853, 120. Trời ơi, mã 853.
Trời ơi, cái bà này bán điệu gì đâu này. 52 cân quay đầu đi ạ. 52 cân quay đầu điệu nhá. Một chất rất dày, 120, mã là 163. 120 nhá, cho em mã 163 đi ạ. 120 thôi chị ơi. Mã là 163, 120 này. Đây, ui, dáng ngắn đi ạ. Dáng ngắn form này cho em 50 cân quay đầu. Chị thích dáng ngắn để mặc với sơ mi thì lấy em này. Dáng ngắn để mặc với sơ mi lấy em này nhá. 120 mã 25. 120 mã 25 nhá, chất rất đẹp luôn. 120 chị lên cho em mã 25. Đây các chị ơi, thích đơn giản mình lên em này đi. Em đảm bảo mọi người bao sang luôn. 53, 58 cân. 53, 58 cân. Cái họa tiết, cái màu sắc đến cái size số của nó đều rất ok các bà ơi. Cái họa tiết này thật sự mặc lên người nó giấu dáng và nhìn người mình nhỏ tí luôn ấy. Trông eo nhỏ thon đẹp này. 120 đi ạ, mã là 705. 120 nhá, lên mã xem là 705, 120 này các bà ơi. Đây con này cũng đẹp này. Lên ép nguyên miếng nhá, cái họa tiết như này này các bà ơi. Năm nay rất là hot luôn ấy. Xinh nhỏ, bản này cho em 55, 60 cân size L quá đẹp luôn này. Size L chuẩn nhất. 120, mã là 615. 120 nhá, lên em mã là 615, 120 chị ơi. Mã cho em là 615. Chị nào thích bánh bèo thì lên em này. Thích bánh bèo lên em này nhá mọi người ơi. Lên móc này, móc đều tay đẹp chưa. Ôi xinh xỉu luôn ấy. Bản này cho em 50, 57 cân. 50, 57 cân này, xinh chưa. 50, 57 cân cho em nhá, màu hồng đấy ạ. Em lấy các chị 120, mã là 457. 120 nhá. Cho em mã 457, 120 chị ơi. Mã là 457. Rồi, form trẻ này, len ép nguyên miếng cho em. Nó có cái hình này, hình này hình thêu nhá. Không, bên em toàn bộ là hình thêu, không có hình dán đâu các bà ơi. Các bà quay máy các thứ thoải mái luôn cho em. Đẹp nhở, SML đều vừa cho em nhá. Bản này mặc rộng rộng càng xinh này. Chất của nó là bao xị luôn ạ. Dưới 55, xin lỗi, SML dưới 60 cân nhá. 120, mã cho em là 668. 120 nhá chị ơi, lên mã là 668 cho em này. Rồi đây, chị thích màu tối lên em này đi ạ. Thích màu tối mà kiểu người mình mập mập ấy. Form người to to xong chiều cao khiêm tốn thì lấy con này cho em. Dưới 70 cân, form ngắn thôi. Dưới 70 cân chất rất đẹp nha các bạn ơi. 120, mã là 409. 120, mã trên là 409, chất rất đẹp luôn. Rồi thích phong cách đơn giản nhẹ nhàng đen trắng này. Dưới 70 cân đi ạ. Dưới 70 cân nhá. Những cái bản này là bản phải mặc rộng các chị ơi. Trên 50 cân là mình có thể mặc được rồi. Nó không khỏe quá thùng thình đâu nhưng mà mặc rộng có thể sẽ đẹp hơn. 50, 70 cân ok đi ạ. 120, mã là 294. 120 nhá, lên mã trên là 294, 120 này. Rồi cái này dưới 50 cân dáng ngắn. Dưới 50 cân nhá, em mặc lên nó sẽ như này. Dưới 50 cân cho em ạ. 100.000, mã là 179. 100.000, lên cho em mã là 179. 100.000 nhá, mã là 179 cho em này. Trời ơi, xinh quá. 60-67 cân. 60-67 cân, cài cúc cho em này. Chất bao đẹp luôn cho các chị nhá. 60-67 cân, 120. Mã cho em là 227. 120 nhá các bà ơi, nhanh tay. Mã cho em là 227 ạ. Các chị muốn em lên cái size như thế nào thì comment nhá. Chấm bài nhiệt tình lên các chị ơi. Chấm bài nhiệt tình lên cho em này. Xinh nhờ, đơn giản thôi nhưng rất đẹp. Chéo thích họa tiết kẻ kẻ, mình lấy con này cho em. 227 chị Tư An. Này, bản này cho em size SM thôi, dưới 55 cân. Cho chị mít ướt. SM cho em nhá, dưới 55 cân này. Mặc đơn giản mà rất đẹp luôn. Mặc đơn giản mà rất đẹp luôn. Em quên không mặc cái áo màu trắng ấy. Áo màu trắng mặc nó sẽ đẹp hơn. Áo màu trắng mặc là nhìn nó sẽ nổi hơn rất nhiều luôn. Bản này cho em SM nhá. Tư An chỉ còn dưới 55 cân. À. SM các chị ơi, dưới 55 cân mình lấy luôn này. 100.000 mã 244. 100.000 thôi các chị ơi. 100.000 mã là 244 cho em nhá. Rồi con này size to, 55-60 cân size L ạ. 55-60 cân size L đẹp nhá. 120 cho em mã là 702. 244 xin lỗi. 120 cho em mã là 702 này, 120.000 thôi. Mã là 702 nhá, nhiều bản đẹp lắm ấy. Đảm bảo là cứ ở lại live với em. Cứ ở lại live với em là yên tâm là mỗi chị được vài bản đẹp này. Mà cái giá thì gọi là không bao giờ phải suy nghĩ, không bao giờ làm các chị thất vọng đâu ạ. Những con như này xịn nhờ. Nó kiểu nó xịn luôn ấy. Phải nói là nó xịn luôn ấy. Không chỉ đẹp đâu nhưng mà nó còn xịn nữa là. Bản này 60-65 cân, không xịn không lấy tiền luôn ấy. 60-65 cân nhá. Về mặc đúng phong cân nặng đấy cho em. Mà chê hàng xấu, hàng rão, hàng bay, hàng xù hay là mỏng dính thì chị báo em nhá. Trời ơi em hoàn tiền luôn ấy. Bản này 60-65 cân này. 100.000 mã 77 cho em. 100.000 nhá, chị nào lấy được lên mã 77 bao xịn luôn. 100.000 lên mã 77 chỉ cần mọi người vừa chiều cao vừa cân nặng ấy là quá ok luôn này. Rồi bà này đơn giản này mà mặc với một cái sơ mi trắng ở bên trong hoặc áo giữ nhiệt màu trắng thôi. Chỉ cần như thế thôi là đã rất đẹp rồi. 50-60 cân ML đi ạ. 50-60 cân nhá. Bao xinh luôn các chị ơi, đơn giản và đẹp. Chất nó rất xịn. 100.000 mã là 160. 100.000 nhá, cho em mã 160, 100.000 thôi. Mã cho em là 160 đi ạ, 100.000 nhá.
Rồi, ví dụ như bản này chẳng hạn này, mang nó đánh là size M nha các chị ơi, nhưng mà form nó là form rộng. Ví dụ như M, L, XL cho em dưới 65 cân mình mặc vẫn ok. 60 ấy, chị dưới 65 cân mặc vẫn là ok cho em nhá. Đấy, cái form nó là form rộng như thế ấy, form trẻ form rộng nhá mọi người. 120 mã là 753, chất rất đẹp. 120 mã 753 nhá, dưới 65 cân ok. 120 mã 753 cho em. Rồi, con này xinh chưa? Con này xinh chưa các bà ơi, dáng ngắn này, chị thích mặc dáng ngắn này để mặc sơ mi cho em quá đẹp luôn. 753 xinh dáng này nhá. Bà này cho em các chị nào 50-55 cân này, chất rất đẹp luôn, mặc một con sơ mi màu trắng bên trong đơn giản thôi là đã rất là xinh rồi con này. 120 mã cho em là, à bà này 100.000 đi, 100.000 mã 968 nhá, đấy 100.000 thôi, mã 968, 100.000 thôi các bạn ơi, mã 968. Rồi đây, nhìn xa thì tưởng nó là đen một màu nhưng thật ra nó có hơi óng ánh một tí đấy, các chị nhìn gần thấy không ạ? Bà này cho em ML để 50-60 cân, ML nhá, 50-60 cân, bao đẹp bao xịn luôn. À, em tặng mọi người con này 90.000 đi, mã là 490, gọi là tri ân mọi người luôn. Gọi là tri ân mọi người luôn nhá. 90.000 thôi, mã là 490, chị nào mà lấy được con này quá sướng luôn, em xin chúc mừng luôn nhá. Sẽ ưu tiên chốt con này cho chị nào có lượt chia sẻ đấy ạ. Rồi, bản này cho em này. Xin nhỏ. 50-57 cân. 50-57 cân, chất len của nó vừa phải thôi, các chị mặc thời tiết này rất ok luôn. Mặc thời tiết này rất ok luôn nhá. 100.000 mã là 653. 100.000 thôi các bà ơi, gọi là vừa bán vừa tặng, bán chơi chơi cho vui vậy thôi chứ hết mùa rồi. Nên là bán tặng cho mọi người để mọi người mua được hàng đẹp với giá tốt thôi ạ. Ôi, con này cho em xịn nhỉ. Dưới 70 cân. 60-70 cân nhá, 60-70 cân. 120 mã là 681. 120 này mã 681, 120 này. Mã 681. Rồi, ôi cái con này nó đẹp gì đâu ấy, mặc bên trong một cái áo màu trắng cho em. Mặc bên trong cái áo màu trắng cho em, size 55 cân quay đầu. Con này không đẹp, size chị size SM không đẹp cho hoàn hàng luôn nhá mọi người ơi. Rồi em lấy các chị 100.000 thôi, mã là 39. 100.000 nhá, bà này mặc lên rất đẹp. 100.000 lên mã 39, 100.000. Mã 39 cho em nhá bà ơi, 100.000. Lên một bảng màu cam cho cháy này, rất là dày, ấm, đẹp, đanh lì. Bản này cho em các chị nào ML, XL dưới 70 cân ok ạ. À. Dưới 70 cân thì ok nhá. 120 mã là 863. 39 chị Thiên Bình. 120 cho em mã 863, 120.000. Mã là 863 này. Ôi ôi, xịn nhờ. 65 cân quay đầu cho em, chất rất đẹp nhá. 65 cân quay đầu cho em, chất đẹp luôn. Dưới 65 cân nào. 120. À con này lên 100 đi, mã là 90. 100.000 mã 90 nhá, 100.000 thôi chị ơi. Mã là 90, 100.000. Ôi. Chào thích màu tối mình lấy em này. Đỏ đen. Mã này size M, nhưng con này ML cho em dưới 60 cân được ạ. À. Dưới 60 cân quá đẹp luôn đấy các bà ơi, form nó rất chuẩn luôn. 100.000 mã 40. 100.000 nhá, lên mã 40, 100.000. Mã 40 cho em này. Rồi lên màu nâu tây đi ạ. Lên màu nâu tây đi, con này mặc này. Nó chất len của nó vừa phải thôi, thời tiết này các chị mặc nó ok này. Thời tiết này mình mặc nó ok cho em nhá, 50-55 cân. Size màu đẹp ạ, 50-55 cân. 100 lấy 80.000 con này đi, mã là 697. Con này lấy 80.000 ok không ạ? Lấy 80.000 thôi các bà ơi. Mã là 697 cho em nhá, 80.000 thôi. Mã là 697, 80.000. Quá là rẻ cho một cuộc tình các bà ơi. 50-55 cân tiếp này, size M. Size M tiếp nhá, 50-55 cân đi ạ. 100.000, mã là 154. 100.000 nhá, mã 154, chất bao đẹp luôn. 100.000 cho em, mã 154, 100.000. Rồi, chị nào hỏi em cái gì cái cúc này. Chị nào hỏi cái gì cái cúc mình lên platform này đi. Bản này cho em 55-62 cân, bao xịn luôn các bà ơi. Chất nó đẹp lắm. 55-62 cân nhá. 120, mã là 643. 120 lên em 643, nhìn cái form của nó là mọi người biết rồi đúng không ạ? Rồi 60-65 cân này, rất là xịn luôn, con này dày lắm. 60-65 cân chị nào nhanh tay được nhá, 60-65 cân. 100.000 mã là 14 đi ạ. 100.000 nhá, lên thêm mã là 1400.000 thôi. Mã là 1400.000 này. Ôi đây. Ừ, lên ép lên miếng cho em. Bản này 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân các chị lấy được nhá. Dưới 50 cân cho em này. 100.000 mã là 5754. 100.000 thôi. Mã là 754, 100.000. Mã 754, 100.000 nhá. Mã là 754 cho em này. Ôi, con này xịn quá. Chị nào size to một chút xong rồi làm người to ngang ấy. Mà chiều cao khiêm tốn mình mặc những cái bản này cho em là bao đẹp luôn. Bao đẹp luôn các chị ơi, mặc với sơ mi trắng bên trong cho em nhá. Bản này cho em các chị nào 55-62 cân. 55-62 cân chất rất đẹp luôn các bà ơi. 100.000 mã là 730. 100.000 mã 730 nhá. Mọi người ơi, muốn em lên màu gì? Chị Nguyễn Thị Mai. Muốn em lên màu gì và size số như thế nào thì comment cho em nhá. Em mặc cho mọi người những cái bản mà nó đơn giản nhất. Đơn giản nhất đấy nhá mọi người. Để các chị biết này. Ôi. Đơn giản nhất để mọi người biết nhá. 55 cân. Dưới 55 cân cho em này. Rất đẹp luôn các bà ơi. Dưới 55 cân chất len nó vừa phải cho mặc thời tiết này quá ok. 100.000 mã là 758. 100.000 cho em nhá. Mã là 758 rất đẹp.
100.000 thôi. Mã là 758 đây, những bản như này cũng thế này. Con này nó còn đẹp hơn đấy, nó có điểm nhấn là cái này này. Đấy. Size này cho các chị nào 55-62 cân. 55-62 cân nhá, chất len của nó đẹp vô cùng luôn các bà. 120, mã là 199. 120 nhá. Đây đây, mã là 199 120 này. Em có mấy bản màu đỏ này cũng đẹp này. Chị thích màu đỏ em tặng cho con như này. Chất len của nó siêu siêu đanh luôn, họa tiết hình bông hoa. Bản này cho em 55 cân quay đầu nhá. 199 cho chị Hà. 55 cân quay đầu nhá. 120, mã là 816. 120, mã 816. Mọi người săn áo gi lê bây giờ là quá chuẩn rồi đấy, biết sao không ạ? Giá nó vừa ok nhá, mà lại còn chất của nó rất là đẹp. Nó dày dặn hơn hồ trong vụ nhiều các bà ơi. Nó dày dặn và đẹp hơn hồ trong vụ rất nhiều luôn. Bạn ấy cho em 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu cho em nhá. Size nhỏ nhỏ xinh xinh này, dưới 50 cân ạ. 120, mã là 984. 120 nhá, em lên mã là 984 đi ạ. Rồi bạn ấy kẻ xanh đen cho em ML 50-60 cân, chất rất là đẹp luôn. Thông hơi thoáng khí này. 100.000 mã là 88. 100.000 mã là 88 nhá, 100.000 thôi các bà ơi, vừa bán vừa tặng luôn nó 88. Chị nào lấy con em đang mặc mã là 758 nhá, 100.000. Mã 758 này. Rồi, vừa nãy chị nào hỏi em màu xanh coban lên này cho em này. Con này cho em 55-65 cân. Dưới 65 cân mặc được ạ, màu xanh coban, chất của nó vừa phải thôi, không quá dày đâu, mình mặc rất ok thời tiết này. 100.000 mã là 97. Bên trong phối cho em một con sơ mi màu trắng nữa, nổi lên trên nền xanh này cực đẹp luôn nha các bà ơi. 100.000 thôi ạ, mã là 97. 100.000 nhá, mã 97 100.000. Mã là 97 cho em 100.000. Ôi xinh quá. 55-60 cân. 55-60 cân thế mọi người, con này mặc nó tinh dã man luôn. 55-60 cân nhá, nhanh tay đẹp này. 100.000 mã là 895. 100.000 thôi, mã là 895 nhá, bao đẹp bao chị. 100.000 mã là 895 nha các chị này. 100.000 ạ. Rồi chị nào thích màu đỏ, form cài cúc dáng ngắn cho em ạ. 60-67 cân. 895 60-67 cân nhá, rất đẹp luôn. 60-67 cân này. 100.000 mã là 41. Con này lấy 100.000 nhá. Mã là 41 này. Chèo lấy con em đang mặc lên mã cho em là 758 nhá. 100.000. Ừ. Chị nghe dưa mắt thôi, cho em chị ạ. 100.000 cho em mã là 758 nhá. 100.000 thôi chị ơi. Mã là 758 cho em này. Rồi, ôi đây các bà ơi, thật sự như thế này. Nó mới còn nguyên mạc luôn đấy. Nó mới còn nguyên mạc luôn đấy các bà. Chất len của nó mềm mịn mặc sướng này. Dưới 55 cân các chị lấy được. Đơn giản mà đẹp nhá, cái hàng cộng đồng này của nó là đáng tiền lắm. Mới cho em nhá, cái này là hàng mới luôn đấy. Dưới 55 cân, mặc với cả chân váy màu trắng bên dưới cũng rất xinh. Mặc với cả chân váy màu trắng bên dưới cũng rất xinh này. Chị nào thích mặc màu tối thì lấy con này. Đảm bảo mọi người nó sướng luôn này, nó co giãn tốt đấy. Mặc sướng lắm, đẹp quá đẹp luôn. Và này 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu lấy ngay cho em ạ. 100.000 mã là 58. 100.000 lên mã 58 cho em nhá, 100.000 thôi. Lên mã cho em là 58 đi ạ, rất đẹp. 100.000 lên mã 58 cho em này. Ôi, cái bản như này mà các chị không chốt được có phí không? Các chị không chốt những bản này thật sự rất tiếc luôn đấy. ML cho em nhá, 50-60 cân. ML này, 50-60 cân cho em. 120, mã là 468. 120 nhá, mã là 468. Rồi, con này đẹp quá này. Xinh nhỏ. Đẹp. Nhưng mà thử hỏi xem. Rồi bản này đẹp quá này. ML cho em 50-60 cân, họa tiết nhá. Chị nào thích họa tiết thì lấy này, phong của nó là con trẻ. 100.000 thôi. Mã là 952. 100.000 cho em nhá. Mã 952 100.000 nữa. Mã 952 cho em này. 100.000 thôi. Uầy, những con như này xinh thế. Trời ơi, SML đều vừa dưới 60 cân. 468 chị chết. SML đều vừa nhá. Trời ơi, hình theo cho em dưới 60 cân. Con này bao đẹp luôn các bà ơi, bao đẹp bao trẻ luôn á. 120, mã là 646. Chị Bích Ngọc kiểu nó cầm số 120 nhá, mã 646, 120. 952 chị Tư An. Rồi, xinh quá. Bản này là 55-63 cân. 55-63 cân, không đẹp, không lấy tiền luôn này. 55-63 cân, rất xịn luôn nhá các chị. 100.000, mã là 142. 100.000 thôi. Ừ. Mã là 142, 100.000 nhá. Mã 142 cho em này. Rồi, bản này quá đẹp luôn. 52 cân quay đầu. 646 dưới 52 cân nhá. Dưới 52 cân cho em này, nhanh tay. 120, mã là 825. 120 nhá, mã 825, chất của nó bao đẹp luôn. 120, mã 825 cho em. Ui trời ơi, mọi người ơi, con màu đỏ đô này. Con màu đỏ đô này quá là đẹp luôn. Cái đường cắt này, form này cũng rất là ổn luôn. Các chị 50-56 cân. 50-56 cân này đẹp quá này các bà ơi. Con này mặc bên trong thêm một cái áo màu trắng nữa, nó sẽ nổi hơn rất nhiều luôn. Nó là màu đỏ đô nhá các chị ơi. Bản này sẽ form ngắn cho chị nào thích mặc màu đỏ đô này. Xinh cực luôn, các chị nhìn cái cúc ạ. Dưới 56 cân nhá. Dưới 56 cân các chị lấy được này.
dưới 56 cân 120, mã là 951. Đẹp nhờ, 120.000 mã cho em là 951 cho em ạ, xuất sắc. 120 mã 951 cho em. Rồi con này cũng xịn nhỉ, dưới 55 cân. Dưới 55 cân các chị lấy được nhá, chân len của nó mềm mịn và rất là êm. 100.000 mã 931. 951 cho chị Thanh Thủy. 100.000 mã 931 nhá, 100.000 con này đẹp cực luôn. Rồi em lên form này, trời ơi, chất như nước cất luôn các bạn ơi, 65 cân quay đầu. 55, 65 cân không lấy con này là không thể nào mà có mà bản nào đẹp hơn được các bạn ơi. Thật sự nó rất xịn luôn. Để đến tháng 10, tháng 11 mình mặc đi chơi Noel các thứ, những cái bản như này này, ổn cực luôn ấy. 100.000 nhá, mã là 64, gọi là bán tặng các chị luôn. 100.000 mã 64 đi ạ, 100.000 thôi các chị ơi. Đây, ui, những con như này nó đơn giản mà nó đẹp lắm mọi người. Form của nó lên đứng dáng, chất của nó là kiểu chất lên lì ấy. Đây nhá, mình quay máy thoải mái luôn. Bao năm nó vẫn như thế luôn các bạn. Bao năm nó vẫn như thế luôn. Cái này mặc với cả váy len cũng đẹp này. Chị nào thích mặc với sơ mi hoặc thích mặc với váy len cũng ok. Màu đẹp nhờ. Bản này cho em nhá mọi người, các chị nào dưới 55 cân thôi ạ. Dưới 55 cân cho em nhá, mặc rất đẹp. Dưới 55 cân nhìn nó tây đi các chị. Em lấy mọi người bản này 100.000 đi, mã là 946. Này, đẹp nhờ. 100.000 cho em nhá, mã là 946 á, 100.000 thôi. Mã là 946. Rồi đơn giản mà đẹp cho em ML đi ạ. Đơn giản mà đẹp cho em ML 50 60 cân này, xinh nhờ. Chất rất là dày ấm nhá. 120 mã là 499. 120 mã 499, 120 mã là 499 cho em này. Ôi xinh chưa? 55 cân quay đầu cổ tròn, basic dễ mặc. 55 cân quay đầu cho em nhá, đẹp nhờ. Dưới 55 cân ạ. 120 mã là 209. 120 nhá. Lên em mã 209, 120 này. Mã là 209. Rồi vừa nãy có chị nào hỏi em màu xanh ấy, xanh lá cây, mình lấy con này. Dưới 53 cân. Dưới 53 cân cho em dòng cài cúc này, mặc siêu đẹp luôn, chị thích lấy con này luôn này. 52 cân quay đầu ạ. 120 mã là 214. 209 nhá, mã 214, 120 nhá. Chị lấy con em đang mặc lên mã là 946 nhá. Mã 946, 100.000. 946 chị Hà Thị Thu tao. À Hà Thu Thị tao. 100.000 nhá, quá đẹp luôn. 100.000 một bản, gọi là mọi người vừa bán vừa tặng các chị luôn ấy. Đây ôi con này cũng thế, dưới 50 cân thôi. Con này dưới 50 cân em đảm bảo các chị mặc bao đẹp luôn với cái chất của nó. 214 chị Nguyễn Thị Mai. Dưới 50 cân chị lấy luôn nhanh tay này. 120 mã cho em là 712 đi ạ. 120.000 thôi các bà ơi, mã là 712 nhá. 120 thôi. Ui con này xinh thế. 55 60 cân size L đẹp này. 55 60 cân size L nhá. Chị Bắc Đào. Quá đẹp luôn, 55 60 cân cho em này. Nhanh tay được con này. 120 mã là 197. 120 nhá, mã là 197, 120. Mã là 197 đi ạ, 120.000. 712 chị Hiền Khô. Rồi ôi các bà ơi, cái chất này. Mọi người nhìn này, họa tiết của nó là nổi lên luôn nhá. Bảo này cho em 50 60 cân ML đi ạ. ML cho em 50 60 cân, không đẹp không lấy tiền luôn, nó rất là dày và ấm đanh. 100.000 thôi. 497 chị Phan Hiền. 100.000 thôi, mã 73 100.000 thôi các bà ơi. Mã 73 100.000 thôi. Rồi, ui con này xinh nhờ. Bản này nó quá đẹp luôn, dưới 55 cân. S màu dưới 55 cân nhá các bà ơi. Xinh xỉu luôn đấy. 120, mã là 756. 120 nhá, cho em mã là 756 đi ạ, rất đẹp. 73 chung chị Nguyễn Mãi. Ngồi ôi, những con như này. Mọi người cứ hay bảo là những cái màu như này trông nó chóe mà cũng đẹp, nhưng mà em thấy nếu mà mặc cái đồ màu trắng thì nó rất là đỉnh luôn. Mặc cái đồ màu trắng như em nhá, nó sẽ đẹp hơn đồ màu đen. Dưới 55 cân SM này, đơn giản này thôi nhưng mà rất đẹp. 55 cân quay đầu cho em. 756 chị Thanh Huyền. 55 cân quay đầu. 80.000 con này. Con này em bán cho chị nào có được chia sẻ thôi. Lấy 80.000 nhá. Nó là 777 này. Chất rất đẹp luôn mọi người ạ. Màu nó vừa phải. Nó không quá dày đâu. Mình mặc thời tiết này là ok. Mặc thời tiết này là ok nhá. 50-57 cân thoải mái đi. 50-57 cân quay đầu thoải mái cho em nhá. 80.000 lên mã là 777 này. Lấy 80.000 thôi. Lên mã là 777 cho em ạ. Rồi chất đẹp nhờ. Màu cũng xinh luôn á. 60-65 cân này. Bao sang chảnh luôn. 60-65 cân bao đẹp bao sang. 90.000 mã là 889. 90.000 thôi nhá. Mã là 889, 90.000. Mã là 889, 90.000 cho em này. Rồi đây một con màu vàng này. Uầy, quá đẹp luôn. Bản này cho em chị nào lấy lên mã 777 nhá. 80.000. 777, 80.000 cho em ạ. Mặc cái áo trắng bên trong kìa các bà ơi. Quá đẹp. Ôi cái màu này đẹp thế. Trông nó kiểu độc và lạ ấy. Đảm bảo các bà mặc cái bản này không bao giờ bị đụng hàng đâu ạ. 60-70 cân ok đi. 60-70 cân nhá. 80.000 mã 710. 80.000 lên mã 710, 80.000 thôi. Mã 710. Đây ui những con màu vàng như này các chị không chốt hơi phí luôn. Những con màu vàng này chất len của nó vừa phải thôi, mình mặc thời tiết này là rất đẹp này. Mặc thời tiết này là quá ổn luôn đấy các bạn. Thôi, 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 con này cho em áo sơ mi trắng bên trong thì các bạn.
sơ mi trắng bên trong cho em con này, gọi là đỉnh chóp luôn này. Bản này cho em các chị nào size S dưới 55 cân nó có cái túi này, xinh nhỏ. Dưới 55 cân các chị lấy được cho em nhá. Dưới 55 cân cho em ạ. À. Em tặng mọi người bản này à. Nó có một lúc bếp bản nhỏ đâu em chưa nhìn thấy. Nhưng mà để 60.000 nhá, mã là 464 mà chả ảnh hưởng gì đâu. Này, đẹp quá. 60.000 nhá, mã là 464 đảm bảo là bao đẹp luôn các chị này. 60.000 thôi các báo ơi. Lên mã cho em là 464 nhá, 60.000. Mã là 464, phong dáng các thứ đều rất ok. Rồi, chị nào thích mặc phong rộng rộng thì lấy này, dưới 70 cân, cổ tròn cho em ạ. Dưới 70 cân cổ tròn chất len móc hạt gạo siêu đẹp luôn này. Bản này màu vàng nhạt nhạt. Chị Thanh Thủy đang lấy các chị bản này 90.000 thôi, mã là 717. 90.000 nhá, đây là 717, 90.000. Mã là 717 nhá, 90.000 thôi chị ơi. Hồi xinh chưa? Đơn giản mà rất đẹp. Đơn giản mà rất đẹp cho em dưới 55 cân. Đơn giản mà đẹp này, dưới 55 cân các chị chốt được bản này cho em ạ. 120, mã là 392 này. 120 nhá, rất đẹp luôn. Mã là 392, 120.000. Mã là 392, rồi chị nào vừa nãy chưa săn được bản như này, bây giờ săn này. 50, 57 cân. Dưới 57 cân nhá, chị nào vừa nãy chưa săn được bản này thì săn luôn ạ. Chất của nó siêu đẹp luôn. Nhận hàng được mở ra kiểm tra nhá các bạn ơi. À, chị đây, chị Hoa Na. 120, mã là 346. 120, chị lên em mã là 346 nhá, 120.000 nhỉ ơi. Mã là 346 cho em ạ, 120.000 thôi. À, mọi người ơi, muốn em lên cái màu sắc như thế nào, kiểu dáng như thế nào và size số như thế nào thì comment cho em nhá. Em còn khá là nhiều hàng đấy, em sẽ lên theo yêu cầu của mọi người. Em sẽ lên theo yêu cầu của mọi người nhá. Nên là mọi người tương tác tích cực lên ạ. Thả tin, thả like các thứ cho em nhá. Thả tin, thả like các thứ cho em này. Những bản như này các bà ơi, mặc thời tiết này còn gì bằng nữa đúng không ạ? Mặc thời tiết này còn gì bằng, em lấy mọi người mấy chục thôi. Đây những con như này, nó mỏng mỏng ấy thì em lấy mọi người tầm 8-9 chục thôi. Còn nếu con nào dày dày ấy, dày mà chất của nó xịn ấy thì nó lấy tầm 100-120. Còn những con này chất cũng rất là đẹp nhưng mà nó mỏng hơn một chút thì lấy mấy chục thôi nhá. Nên là các chị nhanh tay săn này, nhanh tay săn này, những bản này thì mặc thời tiết này thì quá là ok rồi đúng không ạ? Chị nào dưới 50 cân lấy ngay, thích cài cúc này, màu nâu tây, 80.000 thôi, mã là 719. 80.000 thôi nhá, nhanh tay mã 719, 80.000. Cầm cho bạn đi. Ok, lên luôn. Đây. Uầy, bản này đỉnh nhờ. Giày ấm cho em đanh nhá. SMLXL dưới 65 cân cho em. Các bạn trẻ rất thích phong này. Lấy các chị 90.000, mã là 410. 90.000 cho em mã 410 nhá. Chất bao đẹp, bao xịn luôn, 90.000 thôi. Mã là 410 đi ạ. Rồi, phong này là một bản dáng ngắn. Chị nào thích mặc dáng ngắn cho em mà phong mà người mập mập lấy này. 55-62 cân. 55-62 cân màu be nhá. Lấy các chị bản này 100.000, mã 87. 100.000 cho em mua mã 87 đi ạ. 100.000 thôi chị ơi, 87 cho em nhá. Rồi, lên một con họa tiết ô bàn cờ. Con này nó đơn giản thôi mà thiên về chất nhiều này. 60-70 cân. 60-70 cân không đẹp cho hoàn tiền luôn các bà ơi. Con này chất xấu cho hoàn hàng luôn này. 100.000 mã 243. 100.000 ạ. Lên mã cho em là 243 100.000 thôi. Mã là 243. Đây con này đúng không chị? Bản này cho em 55-60 cân size L này. 55-60 cân chất của nó vô cùng đẹp luôn. 55-60 cân chất vô cùng đẹp nhá. 120 mã 184. 120 mã 184, nó dày ấm và chất của nó rất là đanh các bà ơi. Rồi, con này cho em từng áo đi chị ơi. 60-70 cân nhá. 60-70 cân cho em này, màu đẹp thế các bà ơi. 60-70 cân nhá, bản này bán tặng bán chiên cho các chị 70.000 đi. Nó là 585 này, 70.000. Nó rất là đẹp luôn đấy. Nhưng mà có những bản kiểu mọi người cứ tương tác cứ được em vui vui hay là em để bán rẻ cho mọi người. Chứ không phải là nó bị làm sao mà bán 70.000 đâu nhá các chị ơi, nó không hề có vấn đề gì cả. Ngược lại nếu mà nó có vấn đề gì thì em sẽ báo với mọi người nhá. Dù là một cái chấm bẩn nhỏ nhá các bà ơi. Đấy, rồi cái này đẹp quá này, 60-70 cân cho em nhá, tặng luôn 70.000 đi. Nó là 585. 70.000 mã 585 nhá. Chị nào muốn chốt được cái con rẻ đẹp ngon bổ rẻ như thế thì mình phải tương tác lên cho em. Thả tin thả like mạnh mẽ lên đi ạ. Thả tin thả like mạnh mẽ lên này. Sau đó thì mình chấm bài, chấm mình comment, chấm tương tác cho em nhá. Chấm comment tương tác lên cho em đi mọi người ơi thì mới có thể chốt được. Đây, ôi giời ơi. Hàng đang bán 120 bình thường đấy chứ, nhưng mà sẽ có những con em tri ân cho mọi người. Nó không bị làm sao cả, tự nhiên thích tri ân thì tri ân mà thôi. Đây đẹp quá này, 5358 cân. 5358 cân, con này mặc với sơ mi trắng rất là hết nước chấm luôn này các bạn. Tặng mọi người luôn cái này 80.000 đi, mã là 983. 80.000 cho em mã 983 nhá, thả tin thả like mạnh mẽ vào các chị ơi. Mất gì đâu thì cái tim cái like đúng không ạ? Mình thả tin thả like mạnh mẽ vào mình vừa mua được hàng giá rẻ mà lại còn dễ chốt đơn nữa. Bản này cho em 80.000 thôi, mã là 983. 80.000 cho em nhá, mã là 983 đi ạ. Rồi, con này nó là len móc này. Nó là len móc nhá. Form này cho em dưới 70 cân. 983 dưới 70 cân cho em 80.000 mã 816. 80.000 cho em mã 816 nhá, 80.000 thôi chị ơi. Ui em có con này chị áo size lớn không bà, em tặng cho con này đỉnh luôn đấy. Con này chất của nó bao đẹp bao đỉnh luôn này. Dưới 80 cân
70-80 cân ok đi ạ, size lớn cho em nhá, rất là đơn giản mà lại đẹp. Em tặng mọi người luôn con này 120, mã là 411, 120.000 nhá, mã là 411. 120.000 đã là thấy rẻ lắm rồi mà bây giờ bán cho mọi người cái giá mấy chục. Rồi cái này này mọi người, ML 50-60 cân, chất của nó bao xịn luôn đấy. ML nhá, 50-60 cân ạ. 100.000, xin lỗi 120 nhá, mã 501, 120 này. Mã 501 cho em 120 chị ơi, 120 nhá, mã 501 chất rất đẹp. 120, mã 501 cho em ạ, 120.000. Rồi 55-62 cân không đẹp không lấy tiền. 55-62 cân không đẹp cho hoàn tiền luôn này các bà ơi. 120 mã là 757. 120 cho em luôn là 757, 120. Rồi con này với là đỉnh này, 55-60 cân size L, không đẹp không lấy tiền. Không đẹp không lấy tiền luôn, 55-60 cân cho em nhá. 55-60 cân cho em ạ. 120 mã 957. 120 mã 957. 957. Trời ơi, con này đỉnh nhờ. Con này đỉnh quá bà ơi, viền trắng hồng cho em cực kỳ trẻ và sang này. Bản này cho em 65 cân quay đầu. Dưới 65 cân nhá, nhanh tay. 120 mã là 738 này. 120 nhá, mã là 738 cho em 120 đi ạ. Quá đẹp luôn đấy các chị ơi. Mã là 738. Đây những con như này mà các bà không chốt là em rất tiếc cho các bà luôn này. 55 65 cân cho em. 55 dưới 65 cân nhá. Xinh nhờ. Nhìn này. Trời ơi, màu nó tây gì đâu luôn ấy. 120 mã là 581. 120 nhá, đây này mã là 581 đi ạ. 120 này. Lên một con màu cam cho cháy. Chất rất đẹp. Rồi, bà này cho em ML 50 60 cân lên mịn. 50 60 cân nhá. 80.000 thôi, mã là 726. Ok không ạ? 80.000 lên em mã 726 nhá, 80.000. Mã 726 cho em. Rồi, con này cho em 60 67 cân. 60 67 cân nó chèo thích phong ngắn này, rất đẹp luôn. 60 67 cân ạ. 90.000, mã là 875. 90.000 nhá, mã là 875, nhanh tay được. 90.000 mã 875 đi ạ. Hết này. Rồi. Đây, đẹp nhờ. 581 luôn gì đâu. Bản này cho em ML 50 60 cân ML nhá, nhanh tay này. 50 60 cân ML ạ. 100.000 mã là 230 cho em. 100.000 nhá, đây mã là 230, 100.000 thôi chị ơi. Mã là 230 nhá. Ui con này đỉnh quá này các bà ơi. 575 cho chị Nguyễn Phương. Con này đỉnh thật sự luôn. Bản này cho em 65 cân quay đầu, chị ơi thích dáng ngắn đấy luôn. Mặc cho em nó hở cái vạt áo sơ mi của mình ra này. Bao xịn luôn các chị nhá. Dưới 65 cân. 120 mã là 374. Cực đẹp luôn đấy. 124 cho em ạ. Rồi size nhỏ đi. Chèo dưới 50 cân mình lấy những bản như này thôi này, đơn giản và đẹp. Dưới 50 cân cho em Hương nhá các chị ơi. 120 mã là 678. 120 thôi. Mã là 678, 120. Mã là 678 nhá, 120. Rồi đen trơn đơn giản mà đẹp này, phong ngắn dưới 50 cân. Đen trơn cho em nhá, cực kỳ đẹp luôn. Mình mặc cái sơ mi trắng hay trắng nữa là nổi. 120 mã là 628. 120 nhá, đây mã 628, 120 này. Đây mã đây là 628. Rồi con này không lấy thì lấy con nào đúng không ạ? Bản này không chốt thì chốt bản nào cho em 60-70 cân đi. Các chị nào mà size 60-70 cân để lỡ con này là em cực kỳ tiếc các chị luôn. Với cái giá như thế nào ạ? 70.000 thôi. Ok không ạ? Trời ơi 70.000 một con len này. Nó dày, nó đẹp, nó ấm, xong rồi nó sang ấy. Mã cho em là 801 nhá. 70.000 thôi, nhanh tay. Mã là 801, không mua được cho mình thì mua được cho người thân đi các bà ơi. Cái giá như này gọi là siêu ưu đãi các chị. Con này nó là hàng new luôn này các bà. Nó là hàng new luôn nhá, dưới 50 cân thôi ạ. Dưới 50 cân các chị lấy được hàng new cho em này. 90.000 mã là 661. 90.000 nhá, lên em mua mã 661 đi ạ. 90.000 thôi chị ơi. Mã là 661 cho em 90.000. Mã là 661 nhá, 90.000 thôi các chị ơi. Rồi bản này đỉnh nhờ. ML XL dưới 65 cân. ML XL dưới 65 cân nhá, rất đẹp luôn. ML XL cho em ạ, họa tiết xinh. 100.000 mã 170. 100.000 lên em mã 170, 100.000. Mã là 170. Size nhỏ cho em này, dưới 52 cân. Con này mặc bao đẹp luôn. Thời tiết này mình mặc những bản như này này mọi người, quá là ok luôn nhá. Mặc với sơ mi trắng cho em. Em đảm bảo mọi người mặc rất xinh luôn đấy. Dưới 50 cân cho em. 120, mã là 993. 120 con này nhá. Đẹp nhờ, màu đẹp quá. Mã là 993, 120 đi chị ơi. Mã là 993, 120 này. Ui, bản này quá là đỉnh luôn. Bản này nó quá là đỉnh luôn. ML 50 60 cân. Hạ tiết này là theo toàn bộ nhá, không phải hình dáng đâu, toàn bộ nó là hình theo hết ạ. 50 60 cân cho em này. Em lấy 80.000 thôi mã 5. 80.000 thôi nhá, mã 5 cho em, rất đẹp luôn á. 80.000 mã 5 cho em này, nhanh tay. 80.000 mã 5. Rồi, những bản như này các chị không chốt thì chốt bản nào đây? Những con như này không chốt thì chốt con nào đây các chị ơi? Chất len của nó mềm mịn 993 cho chị Hương còi.
Sao chị gần cho em nhá, bảo này 55 cân quay đầu bao đẹp luôn. 55 cân quay đầu mình mặc cho em áo giữ nhiệt màu trắng ở bên trong thì nó sẽ càng đẹp hơn này, nổ nhá. Dưới 55 cân bảo này mặc sáng ra nhờ mọi người xinh hết. Lấy các chị bảo này 100.000 đi, nó là 975 này. 100.000 thôi các bạn ơi. Nó là 975 chất rất đẹp nhá. 100.000 mã 975. Rồi em có một con cardigan vặn thừng. Có một con cardigan vặn thừng chất của nó này mọi người ơi, xịn lắm. Chất của nó xịn lắm luôn. Bạn này cho em 60 cân, xin lỗi, 55 63 cân nhá. 55 63 cân đó là màu đỏ đô các bạn. Mặc bao đẹp luôn. 55 63 cân. 90.000 đi, mã là 696 này. 90.000 cho em mã là 696 nhá. 90.000 thôi. Mã là 696 nhá. Ui đây, con này không lấy, lấy con nào đây các chị? Con này không lấy, lấy bản nào đây? ML cho em 50 60 cân này. ML cho em nhá, 50 60 cân nhá. Đấy các chị bản này 90.000, mã là 701 này. 90.000 nhá, sửa giá chị quá. 90.000 nhá, 701, 90.000. Mã 701 nhá. Rồi, bản này cho em 60 cân quay đầu đi ạ. Len ép nguyên miếng cho em. 65 cân, xin lỗi 60 cân quay đầu. 120 mã 700. 120 nhá, mã 700. À, con em đang mặc các chị lên cho em mã là bao nhiêu nhỉ? Rồi. Lên mã cho em là 975 nhá các chị ơi. 975 nhá. 975 cho em 701 chị. 975 100.000 nhá. 975 100.000 nhá. 975 100.000 này. Rồi. Quá chất luôn. 50 57 cân. 50 57 cân quá chất lượng luôn con này cho em. 100.000 mã 85. Đẹp nhờ. 100.000 cho em nhá. Lên mã 85 đi ạ. 100.000 thôi chị ơi. Lên mã 85 cho em. Rồi Hoàng Lan cái mới cho số tiền số phải đâu. ML không đẹp không lấy tiền đâu. 700 các chị Ngọc Anh Nguyễn. ML cho em nhá, không đẹp không lấy tiền các chị. 80.000 mã là 608 này. 80.000 thôi là 608. Mọi người ơi, thả tim thả like mạnh mẽ lên đi, tương tác tích cực lên cho em nhá. Tương tác tích cực lên cho em sẽ để giá tri ân cho mọi người. Còn nếu mà mọi người không tương tác nhiệt tình thì chắc là chắc là em sẽ xuống mai sớm. Em thấy chị mà chị cứ lên mã đi. Chị cứ lên mã đi chị. Chị lấy mã nào, chị lấy con nào chị lên mã cho em nhá. Rồi những bản như này, ôi trời ơi, hàng nó siêu xịn luôn các bà ơi, chất đanh lì nhá. Bản này cho em SML đều vừa dưới 60 cân, mặc form rộng cho em này. SML đều vừa, 90.000 mã 577. 90.000 cho em mã 577 nhá. Mọi người có thể comment cái số đo mình mà mình muốn mua ấy. Như cái gọi là cái gì nhỉ? Cái size mà mình muốn mua và màu sắc nhá. 608 cho chị Dương Vân. Trời ơi, chị nào thích màu xanh cho em. Chị Phương Ngô Thanh. Chị nào mà thích màu xanh lấy luôn bản này cho em, nó rất đẹp. 100.000 mã 125. 100.000 thôi chị ơi, mã 125 cho em 100.000 nhá. Rồi, bản này nó là len ép nguyên miếng đi. 75 50 60 cân cho chị Dương Vân. 50 60 cân cho em nhá. 80.000 mã là 487 này. 80.000 thôi, mã là 487 chất cao xịn luôn. 80.000 mã 487 cho em. Bản này size nhỏ dưới 50 cân thôi ạ. Dưới 50 cân size nhỏ rất là dày cho em. 120 mã 627 120. Mã 627 120 nhá, nhanh tay ạ. Trời ơi, chị thích cao gần lấy con này luôn đi cho em này. 55 60 cân bỏ lỡ con này rất tiếc với các chị luôn. 55 60 cân toàn bộ đây, nó là hàng Cúc Ngọc cho em nhá. Chất xịn chưa này. 55 60 cân cho em nhá. 100.000 con này đi, mã là 558. 100.000 cho em nhá, mã là 558 này, 100.000 sửa. 100.000 mã là 558 nhá, 100.000 thôi. Mã là 558 cho em này. Rồi, quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá đẹp luôn cho em này. Bản này cho em chị nào 57 cân, 53 57 cân. 53 57 cân nhá, xuất sắc. 53 57 cân cho em này. 100.000 mã là 734. 100.000 cho em mã 734 nhá, 100.000 thôi. Mã là 734 đi ạ, 100.000 thôi. Đây ui, bản này mà mặc với sơ mi trắng rất đẹp luôn này. 55 65 cân, dưới 65 cân nhá. Chất len của nó mỏng mỏng vừa phải thôi. Chất len của nó mỏng mỏng vừa phải thôi nhá các bà ơi. Đảm bảo là các bà mặc với sơ mi màu trắng con trên nền xanh này thì nó nổi vô cùng. Em lấy các chị 100.000 mã là 4 mã là 546 nhá, 100.000. Mã 546 100.000 thôi ạ. Mã 546 100.000 thôi nhá. Mã là 546 này. Chị Hồng Nguyễn khách mới cho số lên xanh nhỏ cho em đi ạ. 40-45 cân. 40-45 cân nhá. Đơn giản là đẹp này. 40-45 cân. 40-45 cân nhá. 100.000 mã là 575. 100.000 mã 575 nhá. 100.000 nhá. Mã là 575 nhá. Rồi, uầy, con này cho em size mắc hay size M, nhưng con này phải ML các bạn. Dưới 60 cân. 546 cho chị Phương Ngô Thanh. Dưới 60 cân. Bao đẹp luôn. Bản này em lấy 100.000 đi. Mã cho em là 111 này. 100.000 nhá, mã là 111. 100.000 thôi được. Mã là 111. Trời ơi, con màu hồng này xinh nhở. Đảm bảo mọi người làm con sơ mi trắng hoặc là áo giữ nhiệt trắng ở bên trong nữa mặc bản này. Phương Ngô Thanh kiểu hoàn cảm tôi số được rất xinh luôn nhá các bạn ơi. FM dưới 55 cân. FM dưới 55 cân cái màu này nhìn nó đẹp dã man luôn ấy. Nhìn kiểu nó tây tây kiểu dư ở tí ấy. Không có mã 170 đâu chị ơi. 100.000 nhá. Mã cho em là 528. 100.000 cho em mã 528 nhá. Chất đẹp lắm. 100.000 cho em nhá. Em mã là 528 đi ạ, 100.000 thôi.
dưới 55 cân. 170 chị Dương Vân. Dưới 55 cân nhá, quá đẹp luôn này. Dưới 55 cân len ép ạ, giày 100.000 mã là 767. 100.000 cho em nó 767 100.000 thôi. Mã là 767 100.000 nhá. Rồi chất đẹp chưa các bạn ơi. 57 cân quay đầu. 50 57 cân nhanh tay được này. 50 57 cân cho em ạ. 100.000 mã là 439. 100.000 thôi. Đây mã là 439 nhá. Cái giá gọi là quá là ưu đãi cho các bạn rồi. Áo chị đang mặc mã là 528 đúng không? 528 chị Thành nào? Rồi sửa tiền. Ừ, chị cho cái này. 100 hết nhá. Có nghĩa là 120. Rồi, quá đẹp luôn này các bạn ơi. Những con như này. Thật sự hôm nay có nhiều cái bản nó màu tối ấy mọi người, xong rồi nó có họa tiết nhỏ nhỏ một tí ấy, xinh cực luôn này. Xinh cực luôn cho em này. Đấy, bản như này. Đẹp nhở? Các bạn mặc cái chân váy xòe bên dưới cũng rất đẹp. Mặc cái chân váy xòe bên dưới cũng rất xinh cho em nhá. Dưới 56 cân. 50 56 cân bao xinh luôn này, form ngắn ngắn thôi ạ. 50 56 cân cho em nhá. Em tặng các chị bản này 100.000 mã 260 này. Đẹp chưa này? 100.000 nhá, cho em mã là 260, chị áo nhanh thì được. Họa tiết em xinh lắm. Rồi bản này cho em 65 cân quay đầu. 60 65 cân nhá. Chất này. Quá đỉnh luôn, 60 65 cân ạ. 100.000, mã cho em là 817 này. 100.000 nhá, mã là 817 cho em, có thể lấy 90.000 đi. 90.000 nhá, mã là 817 90.000. Mã là 817 cho em nhá, 90.000 thôi chị ơi. Mã là 817 rồi, bản này đẹp quá. Dưới 65 cân lông thỏ cho em này. Dưới 65 cân lông thỏ chèo điều điệu mặc con này cho em bao xinh luôn á. 100.000 mã 401 nhá. 100.000 này. Lên mã 401 đi ạ, 100.000 thôi chị ơi. Mã là 401 100.000 nhá. Rồi cardigan cho em này, 55 60 cân. 55 60 cân cardigan cài cúc chất len của nó đỉnh của chóp luôn các bà ơi. 100.000. À con này lấy 90.000 đi. 90.000 nhá, mã là 923. 90.000 thôi. Mã cho em là 923 90.000 nhá. 401 chị Mai Hoàng Lan. 90.000 mã 923 cho em ạ. Áo em đang mặc chị nào lấy lên mã cho em là mã 260 100.000 nhá. 260 lấy 100.000 thôi. Rồi bản này cũng rất xịn luôn này. Con này cho em chị nào 55 60 cân. Chị Mai Hoàng Lan cân nhá. Lấy 90.000 mã là 724. 90.000 thôi. Mã 724 con này 90.000 nhá. Mã 724 90.000. Rồi không đẹp không lấy tiền các bà luôn. 55 62 cân này. 55 62 cân không đẹp không lấy tiền luôn. Con này chất nó xịn lắm. 90.000 thôi ạ. Mã là 624. 90.000 nhá, mã 624 bao đẹp bao xịn. 90.000 mã 624 cho em này. Rồi màu này cũng rất xinh, dưới 55 cân. Dưới 55 cân nhá, nó lên móc cho em ạ. 80.000 mã là 599. 80.000 thôi chị ơi, mã 599. Mọi người 624 chị Hậu Nguyễn. Mọi người muốn mua size như nào comment cho em nhá. Bản này 100.000 mã 260 này, 56 cân quay đầu. 100.000 mã 260 cho em nhá, mặc xinh lắm, nó nhẹ nhàng thôi. Rồi. Muốn mua size như nào comment cho em nhá mọi người. 55 62 cân size L đẹp này. Mới, 55 62 cân cho em ạ, size L quá ổn luôn. 260 chị Dương Vân. 100.000 mã là 512. 100.000 thôi mà 512, trời ơi 100.000 trên dưới 100.000 một bảng. Mọi người mặc quá sướng luôn đấy, những con chất này. Đỉnh nhờ. 55 57 cân quay đầu nha, dưới 57 cân cho em đẹp nhá. 100.000 mã 298 chất rất là dày và đanh. Dương Vân thanh mới của các bạn cho tôi tiếp ạ. 100.000 thôi. Ui con này đỉnh lắm các bạn ơi. 55 63 cân. 55 63 cân con này siêu đỉnh luôn này. 90.000 đi, mã là 121. 90.000 nhá, gọi là vừa bán vừa tặng luôn. 90.000 mã là 121. 90.000 cho em ạ, mã là 121 cho em này. Ui, những bản như này các chị không lấy thì em thật sự là không hiểu luôn là tại vì làm sao. Trong khi màu đẹp, form đẹp, chất liệu đẹp, kiểu dáng đẹp, size số đẹp nhỉ, xinh nhỉ. Dưới 55 cân cho em nhá, rất đẹp luôn. Dưới 55 cân này, đơn giản mà đẹp cho em ạ. Đơn giản mà đẹp cho em, các chị chỉ mặc đơn giản như này thôi. Ở nhà mặc gì cầu kỳ đúng không ạ? Mình mặc như này, mặc cái áo giữ nhiệt, áo sơ mi nó là quá đẹp rồi. Dưới 55 cân các chị lấy được nhá, chất của nó siêu xịn. 90.000 con này đi, mã là 841, 90.000 nhá. Nhanh tay này, mã 841, quá đẹp luôn. 90.000, mã 841 cho em ạ. Trời ơi, bản này đỉnh nhờ. Bản này cho em 55, 60 cân, size L gọi là đỉnh của chóp luôn. Size L là đỉnh của chóp luôn này các bà ơi. Nhìn này, trời ơi, cái chất của nó ấy. Ôi mẹ ơi. 90.000 thôi, mã là 963 nhá. 90.000 cho em mã 963, giá ngã cây cho các bà luôn đấy. 90.000 cho em mã 963. Đây con này cũng thế này. 55, 60 cân, các chị size L gọi là cứ tha hồ mà nhặt. Tha hồ mà nhặt luôn các bà ơi. Màu đẹp nhờ. 55, 60 cân cho em ạ. 90.000, à xin lỗi 100.000 nhá. Mã là 916, 100.000. 542 chị Bình Hồ thì 100.000 nhá, mã là 916, 100.000. Chị nào lấy con em đang mặc mã là 841 nhá. 90.000 mã 841, 90.000 mã 841. 841 cho chị Trần Vi.
55 60 cân size L tiếp này, 55 60 cân hốt luôn nhanh tay còn kịp. Chị Bình mua cái thêm mới cho shop lên thêm địa chỉ ạ. Lấy 90.000 đi, 90.000 3908, 90.000 3908 nhá, 90.000 3908 này. 90.000 3908 thêm. Rồi chị nào thích chất dày đẹp sang lấy con này. 50 60 cân, 50 60 cân nhá. 100.000 mã là 469. 100.000. Trần Vy cái mới cho shop lên địa chỉ ạ. 100.000 nhá, 3469. Rồi chất đẹp quá đấy các bà ơi. Bánh bèo cho em 5562 cân. 5562 cân mặc vừa xinh luôn ấy. Nhìn nó tây mà nó vừa tây vừa điệu. Lấy 90.000 mã 216 này. 90.000 cho em mã 216 đi ạ. Rất đẹp luôn. 90.000 cho em mã 216 nhá. Rồi bà này cho em 50-57 cân. 50-57 cân. Ôi con này đẹp thế này. 469 cho chị Hậu Nguyễn. Đây các bà ơi đỉnh nhờ. 50-55 cân thôi. Dưới 55 cân là con bản này nó không có giãn nhiều, mình lấy cho em dưới 55 cân là ổn này. Mặc rất xinh luôn, kể cả sơ mi hay là áo giữ nhiệt đều ok nhá. 50-55 cân mặc bao đẹp luôn các bà ơi. Em lấy các chị bản này nó trẻ nữa chứ. 100.000 mã 405 chất rất là ổn luôn đấy. 100.000 mã 405 nhá. Rồi 55-62 cân này. 55-62 cân thích mặc phong ngắn đi ạ. 55-62 cân nhá. 100.000 mã là 428. 100.000 lên mã 428 nhá, 100.000. Rồi trời ơi xinh nhở, màu này sang lắm luôn đấy. 50-57 cân. 50-57 cân chị thích mặc phong ngắn mình lên con này cho em này. 90.000 mã là 753. 90.000 mã 753. Áo mẫu mặc chị lên cho em 100.000 mã 405 nhá. 100.000 chị lấy lên mã 405. Mã 405 100.000 chất của nó siêu đanh và dày. Mã 405 100 nhá. Đây. Không đẹp không lấy tiền các bà luôn. Toàn là hàng xịn sò cho em này, không đẹp không lấy tiền. Bản này cho em 562 cân. 5562 cân nhanh tay này. Lấy 90.000 đi ạ, mã là 745. 90.000 cho em mã 745 nhá, con này chất rất đẹp luôn. 90.000 cho em mã 745, 90.000. Em lên một bản màu vàng đi. Con này size to này, 60 70 cân. Không đẹp là cho các chị quay đầu luôn bản này. 60 70 cân cho em nhá. Size to em lấy rẻ 90.000, mã là 453. 90.000 nhá, lên mã là 453, 90.000. Mã là 453 cho em ạ. Rồi bản này mặc quá đẹp luôn các chị ơi. Quá đẹp luôn, 50-57 cân. 50-57 cân quá đỉnh luôn này. Em tặng mọi người luôn 100.000 đi. Lấy 90.000 đi, mã là 119. 90.000 thôi, nhanh tay nhá. Quá đẹp luôn con này đấy. 90.000 mã là 919, 90.000. Rồi bản này cho em 60-65 cân này. 60-65 cân nhá, đẹp nhở. 60-65 cân ạ. Chị Mai Hoàng Lan cho đi. 100.000 mã là 229. 100.000 mã 229 nhá. 100.000 nên nó lên là 229 này. Rồi con này xinh quá, màu xanh bơ cho em. 50-60 cân ML này. 50-60 cân chất của nó dày nặng và rất là kiểu chắc tay ấy. Chưa. Nó dày đẹp lắm. Em tặng mọi người bản này. Chị Hoàng Lan sau khi thông tin video cho tiếp ạ. 90.000 mã 831 này. 90.000 lên mã 831 đi ạ. Lấy 90.000 thôi chị ơi, 831. Khách ơi không lên thông tin em không chốt được hàng đâu. Chị lên được một mã là phải lên luôn kèm thông tin, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhá thì em mới chốt được. Chứ bây giờ chị chốt mấy mã rồi mà chị không lên thông tin thì chịu thôi. Mà mã bạn đang mặc à? Rồi, đây đẹp quá đây. ML 50-60 cân. ML nhá, 50-60 cân cho em nhá. 100.000 mã 502. 100.000 mã 502, còn rất là nhiều bản xinh luôn đấy các chị ạ. Ui, con này đẹp quá này. Mặc cái áo sơ mi cho em, chị nào dưới 50 cân lấy ngay. Dưới 50 cân lấy ngay cho em bản này mọi người ơi, xịn lắm. 80.000 mã là 765 nhá. Tặng luôn 80.000 đi. 765 gọi là tặng tri ân cho các bà luôn. 765 nhá, 80.000 thôi. Ôi, xinh nhờ. 55-60 cân không lấy con này thì lấy con nào đây ạ? Màu sữa cho em này. Nó là dòng vặn thừng cho em nhá. Chất bao đẹp, bao xịn luôn. 55-60 cân các chị mặc con này cho em gọi là đỉnh của chóp luôn đấy ạ. 100.000 mã là 474. 100.000 nhá, chị lên thêm mã là 474 đi ạ. 100.000 thôi chị ơi. Mã là 474 cho em. Thật sự là những cái con như thế này các bà ơi, nhìn thì nó là không thấy đẹp lắm đâu, nhưng các bà mặc lên và mặc với cái đồ màu sáng ở bên trong nữa, mặc với cái đồ sáng màu ở bên trong nữa nó rất xinh luôn ấy. Đây như này này, form của nó vừa phải thôi, dưới 55 cân, dưới 55 cân và nó cũng ngắn ngắn thôi ấy. Mình mặc quần này trên váy bên dưới đều ok cho em nhá, xinh nhở. Bản này cho em chỉ đơn giản như này thôi ạ. Em lấy mọi người bản này 100.000 mã là 374. Chị Bi Anh 100.000 nhá, cho em mã là 357, chất rất đẹp luôn đấy các bà, mặc đồ màu sáng ở bên trong cho em nhá. 100.000 mà 357 này. Rồi, ôi còn nãy mà các chị không chị lấy. Bi Anh đang mới cho thêm thôi. 5562 cân. 5562 cân không lấy con này hơi phí luôn. 90.000 mà 815. 90.000 lên mà 815 nhá, 90.000 thôi chị ơi. Đó là 815 cho em 90.000 này. Rồi, bản này cho em 5560 cân dáng ngắn. 5560 cân dáng ngắn cho em nhá, xinh cực luôn đấy. 5560 cân cho em này. Tặng các chị luôn 100.000 đi, mã là 280. 100.000 nhá. Mã là 280.
100.280. Chị nào lấy con em đang mặc 357 chị Tuyên Nguyễn Thanh. Rồi xinh lắm luôn đấy con này. Đây những bản màu vàng này cũng thế đấy các bà ơi. Đơn giản này thôi nhưng mặc lên rất đẹp, size L cho em nhá. 55-60 cân, size L lấy luôn này. 100.000 mã 695. 100.000 mã 695, con nào nó free size thì em sẽ báo mọi người là free size nhá. Còn con nào mà nó mặc kiểu ôm mới đẹp thì em sẽ báo mọi người luôn để mọi người lấy được, mặc được cho nó đẹp nhất nhá. Ví dụ như bản này trên này nó là dáng ngắn, các chị nào dưới 55 cân thôi ạ. Khuyến khích là mặc với cả áo sơ mi, hoặc là nếu mà mặc với áo thun như này thì mặc quần cáp cao cho em nhá. Tuyên Nguyễn Thành em mới cho là dáng ngắn ạ. Em tặng mọi người luôn bản này 90.000 đi, mã 237 này. 90.000 nhá, mã 237 size M. 90.000 cho em mã là 237 chị ơi. Đấy 90.000 thôi. Mã trên là 237 nhá. Rồi bản này dưới 55 cân, chị nào thích phong cách thể thao cổ tròn thì lấy nhá. Rất là dày ấm và nhìn nó kiểu trẻ trung. 100.000. Mã trên là 93. 100.000 nhá, lên nó 93 100.000 thôi. Mã 93 100.000 các bà ơi. Mã 93 cho em, trời ơi con này xịn sò dã man luôn. 55-60 cân. Cardigan cài cúc này, cái chất len của nó mọi người ơi, cái chất len của nó đỉnh lắm. 55-60 cân các chị lấy được con này cho em nhá. 80.000 đi, mã là 419 này. 80.000 thôi ạ, à. Lên thêm hơn mã là 419, 80.000 nhá. Mã là 419, 80.000. Ui, con này đẹp quá này. 53 chị Trần Phương anh, chị Trần Phương anh. 5563 cân để được cho tiếp ạ. 5563 cân nhá, chất của nó bao xịn luôn. 80.000 thôi, mã 619 này. Nó kiểu hàng nó đang hơi nhiều nên em xả bớt cho mọi người thôi. Chứ còn những con như này này, đang bán 120 bình thường luôn các bà ơi. Mã cho em là 619 nhá, chèo nhanh tay thì được. 80.000 mã 619 này. Xinh nhỏ. Em ép lên miếng chất dày dặn đanh cho em này. 55-63 cân ạ. 55-63 cân cho em, bao đẹp luôn. 55-63 cân, 90.000 mã là 814. 90.000 cho em mã 814 nhá, chất rất đẹp. 90.000 mã 814 cho em này. Rồi chị nào thích hình họa tiết cho em, bản này free size S, M, L, XL cho em dưới 65 cân ok. Dưới 65 ok nhá mọi người ơi, form trẻ cho em mặc form rộng là đẹp ạ. 70.000 thôi, mã là 210. 70.000 nhá, nhanh tay được này. Mã 210, chất rất đẹp luôn. 70.000 cho em mã 210 đi ạ. Đây những con như này gọi là tranh nhau luôn. Bình thường á là tranh nhau những bản như này các bạn. Họa tiết chữ thập cho em. Xinh nhở. Bên trong mặc cái áo màu trắng cho em nhá. Bên trong mặc cái áo màu trắng cho em, form này bao đẹp luôn các bạn ơi. Bản này dưới 55 cân thôi ạ. Quá đơn quá ổn luôn, dưới 55 cân cho em nhanh tay nhá. Dưới 55 cân 100.000 mã là 443. 100.000 nhá. 210 cho chị. 100.000 lên cho em mã là 443 đi ạ. 100.000 này. Đấy con này cũng thế này. Đẹp quá này, dưới 55 cân. Dưới 55 cân cho em nhá, nhanh tay thì được. Chị dưới 55 cân. Mới chứ sao thì 100.000 mã là 676. 100.000 nhá, cho em mã 676 100.000 nhá. Mã 676 100.000. Rồi, form này cho em form to nhá. 60-70 cân đi ạ. Chị nào 60-70 cân mà thích mặc form ngắn ngắn thì mình lấy này, cực đẹp luôn á. 90.000, mã là 106. 90.000 nhá, lên em mã 106 90.000. Cái bản như em đang mặc này này, các chị mặc bên trong áo sáng màu cho em là nó sẽ đẹp hơn. Dưới 55 cân thôi ạ. 443 cho chị Thắng Hồng. Chị nào lấy đây, ok. Đang định tư vấn thêm để có người chốt. Đây. Có nhiều bản nó nhìn xinh lắm ấy. Đây này con này cũng thế này các chị. 50-60 cân ML nhá, chị thích mặc phong ngắn lấy luôn này. Thích mặc phong ngắn cho em ML 50-60 cân. Rất là đơn giản và đẹp cho em nhá. Thắng Hồng cách mới cho số là 167. 90.000 lên cho em mã là 167 nhá. 90.000 thôi chị ơi. Mã là 167 cho em. Ôi những con như này. Con này mà không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi? Bản này không lấy các bạn lấy bản nào đây cho em này. SML đều vừa dưới 60 cân. Bảo anh. SML đều ok nhá, dưới 60 cân cho em ạ. 100.000 thôi, mã 743. 100.000 nhá, lên mã 743 100.000 chị ơi. Mã là 743 cho em 100.000 này. Trời ơi, đây. Thật sự là những con như này kiểu cơ lên mọi người thấy nó bình thường ấy. Nhưng mà khi mặc vào người trẻ, form nó trẻ trung năng động này. Là những con như này mặc sướng này các bà ơi. Dưới 55 cân cho em, chất lên rất đẹp nhá. Dưới 55 cân, xinh nhở. Mặc ở nhà, mặc đi chơi, đi học, đi làm đều ok cho em nhá. Dưới 55 cân nhanh tay ạ. À. Em tặng mọi người 100.000 thôi, mã là 744. 100.000 thôi này, đẹp nhở. Mã là 744 cho em nhá, 100.000. Đây những con như này anh thấy em mặc lên là bao đẹp luôn. 50-57 cân, 50-57 cân này, bao đẹp luôn nhá. 100.000, con này lấy 90.000 đi, mã 44. 90.000 lên mã 44 cho em rất xịn luôn ấy. 90.000 chị lên mã là 44 nhá chị ơi. 90.000 mã là 44. Rồi form nhỏ dưới 50 cân. Nhỏ nhỏ xinh xinh dưới 50 cân cho em nhá. 744 chị Đào Hải Vi. 90.000 mã là 530. 90.000 mã 530 này. 90.000 cho em mã 530 nhá. Kiểu dơ dơ lên thì mọi người nhìn cái nào nó cũng giống giống như cái nào ấy. Nhưng mà khi mặc lên thì các bà mới thấy nó đẹp á. Đây các bạn thế. Ui giời ôi.
Bản này mặc với sơ mi trắng hay là áo giữ nhiệt màu trắng là đều rất là đẹp luôn. Cái màu này, nhìn cái màu xanh này đã thích mắt rồi. 530 chị Minh Anh. Đây, xin chưa các bà ơi, dưới 55 cân nhá. Dưới 55 cân các bà không lấy bản này hơi phí luôn. Dưới 55 cân bao đẹp cho các chị này. Đơn giản nhẹ nhàng thôi các bà ơi. Đơn giản nhẹ nhàng này, mặc ở nhà, mặc đi chơi đều ok nhá, rất đẹp. Lấy các chị bản này lấy 90.000 đi, mã là 173. Con em đang mặc này 90.000 nhá, mã là 173. Rồi, bản này nó thiên về chất nhiều này. 65 cân quay đầu nó thiên về chất nhiều nhá. Chất của nó rất là dày và đanh. Em lấy mọi người bản này 100.000, mã là 420 này. 100.000 nhá. Đây em mã 420 100.000 thôi. Mã 420 100.000. Ui trời ơi, con này đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp luôn, 50-57 cân. 50-57 cân thích phong ngắn này luôn này. 50-57 cân rất đẹp luôn á. 100.000 mã là 561. 100.000 nhá. Đây em mua mã 561 đi chị ơi, 100.000 thôi. Mã là 561 100.000 này. Rồi chất này mà không lấy nữa thì thôi hơi phí luôn. 65 cân quay đầu. 60-65 cân nhanh tay cho em này. 90.000, mã là 939, rất là dày đẹp nhá. 90.000 cho em mã 939 nha. Dày nhất cho anh, anh mới cho chị thêm chưa thần gì chị ạ. Sướng. Bản là em đang mặc là 90.000, mã 173 nhá. 90.000, con em đang mặc mã 173, rất đẹp, vừa phải thôi, mặc từ tiết này ok. 90.000, mã 173. Rồi, con này thì dày này. Bản này dày cho em ạ, 50-60 cân ML. 50-60 cân này mọi người ơi, đỉnh nhờ. Hình theo cho em nhá, 50-60 cân cho em nhanh tay được ạ. Lấy các chị 90.000, mã 708. 90.000 mã 708 nhá. 90.000 cho em mã 708 đi ạ. Lấy size nhỏ đi. 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu nhá, size nhỏ thôi. 50 cân quay đầu cho em nhỉ. 100.000 mã 460. 100.000 mã 460 nhá. Con đang mặc mã 173 chị nhá. Rồi em lên một con Burberry đi. Burberry form này cho em 70 cân quay đầu các chị mặc được này. Dưới 70 cân quá là ok luôn. Burberry cho em nhá, dưới 70 cân ạ. 100.000 đi, mã là 625, bao đẹp luôn. 5 dọc, à, chị Loan chúc cách mới cho Sơn Sơn hả chị ạ? 625 nhá, 100.000, mã là 625 này. Rồi, các bà ơi, muốn lên lên màu gì? Và size số như nào, comment nhá. Rồi, không lấy con này thì lấy con nào đây, đúng không ạ? Fit size cho em SML, XL dưới 65 cân đều ok. Dưới 65 cân là ok nhá. 100.000 thôi, mã là 224 này. 100.000 cho em nhé, mã là 224, bao đẹp luôn đấy. 100.000 nhá, 224 cho em này. Rồi, chị nào dưới 57 cân. Dưới 57 cân thích mặc form ngắn mình lên con này đi ạ. Thích mặc form ngắn cho em nhá, rất đẹp này. 100.000 mã là 104. 100.000 chị lên cho em mã là 104 đi chị ơi. Lấy 100.000 thôi. Lên mã cho em là 104 nhá, 100.000 ạ. Lên trắng đi ạ. Trắng thì thật sự là hôm nay nó không có nhiều lắm ấy. Ok, để em sẽ xem nhá. Bản này em đang mặc size 55 cân quay đầu, chị đang con này cũng đẹp, 90.000 thôi, mã 173. 90.000 nhá, mã 173 cho em. Trắng thì nó hay các chị lên những cái form như này này cũng rất đẹp này. 55 cân quay đầu nó là form ngắn nhá. 55 cân quay đầu này, bao đẹp luôn, cái chất của nó xịn lắm các bà. Em lấy các chị 100.000 thôi, mã là 488 cho em này. 100.000 nhá, chị làm nhanh thì được mã 488 ạ, 100.000. Mã là 488 cho em nhá. Đây, màu hồng này cũng xinh này. 55 cân quay đầu cho em. Chị nào thích màu hồng lấy nhá. Trông nó kiểu trẻ trung đơn giản thôi. 55 cân quay đầu một màu ạ. 100.000, mã cho em là 554 này. 100.000, cho em mã là 554 đi chị ơi, 100.000 thôi. Mã là 554 nhá. Con em đang mặc mã là 173 chị ơi, 173 90.000. 173 90.000 cho em nhá, chất rất đẹp. 173 90.000. Rồi, ui những con như này sướng nhở. Nhìn là biết là xịn rồi cô. Cái màu này mà cho em mà mặc với sơ mi trắng. Mặc với sơ mi trắng em đảm bảo rất là đẹp những bản như này cho các chị luôn này. Xinh nhở. Bản này 50-57 cân. 50-57 cân nhá, form của nó ngắn ngắn vừa phải thôi. Mặc lên xinh lắm. 50-57 cân cho em này. Thời tiết này mặc quá là ok luôn cho em bản như thế này nhá. Màu tây nhở. Em tặng các chị bản này 100.000 mã là 114 này. 100.000 lên em mã là 114 đi ạ. 100.000 thôi các bà ơi. Lên mã cho em là 114 nhá. Lên trắng đi ạ. Ừ, ok. Đây con này cho em này. 50-57 cân. Không đẹp cho bản chị luôn. Phạm Hương. Con này đây, để nó thử cho mọi người xem nhá. Trắng hoặc là đen trắng đi các bạn. Đen trắng được mà đây này. Đen trắng như con này cho em đảm bảo mọi người là nhận hàng là thích liền luôn ấy. Nhận hàng là sướng luôn này các bạn này. Đẹp nhờ. 50-57 cân cho em. 50-57 cân chất của nó rất là xịn ấy. Dưới 57 cân nhá. Họa tiết kẻ đen trắng xương cá cho em này. 100.000 mã 557 đi. 100.000 nhá. Này, đơn giản mà đẹp cho em này. Chỉ này thôi. Đơn giản mà đẹp nhá. 100.000 lên thêm mẫu mã là 557 đi chị ơi. 100.000 lên mã 557 nhá. Đây màu sáng đây lên con này cho em này, ML 50-60 cân.
ML cho em Hương nhá, 50-60 cân rất đẹp luôn. 100.000 mã 523. 100.000 chị lên em mã 523 à, 100.000. 523. Ừ, con này nó không phải là màu be đâu, nó là màu nâu nhá, ngả sang nâu ấy ạ. 50-60 cân cho em này, phong rộng rộng một tí mặc sẽ đẹp hơn, các bạn trẻ thích nhá. Chất của nó rất là dày và ấm. 557 chị Tuyên Nguyễn Thanh. 100.000 mã là 328. 100.000 mã 328 nhá. 100.000 ạ, mã 328 này. 100.000. Chị Tuyên Nguyễn Thanh cho shop tin thêm thông tin đi ạ. Khách mới lên luôn thông tin kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho shop nhá các chị. Rồi, bản này 328 chị Bi anh. Bản này trên thì nó quá là hot luôn rồi. 60 65 cân chị nào thích vào form ngắn thì lấy này. 60 65 cân cho em ạ, chất rất đẹp. 60 65 cân 90.000. Đó là 200. 90.000 thôi chị ơi. Lên mã cho em là 200 nhá, 90.000 này. Rồi ôi thật sự luôn, những con như này các bạn. Mặc cho em với sơ mi trắng, cứ gọi là nói chung là cái màu này mặc với sơ mi trắng nó rất là hợp, nó kiểu sinh ra để dành cho nhau luôn ấy. Mặc dáng sơ mi trắng xong các bà để cho nó hở cái vạt áo ra ấy, ở phần này này, ở hở cái vạt áo ra phần này cho em bao đẹp luôn. Bản này các chị size M nhá, dưới 55 cân, 50 55 cân thì cực kỳ đẹp luôn á. 90.000 mã là 59 này. 90.000 lên em mã 59 nhá. Cứ làm cứ mặc như em bảo ấy, em đảm bảo con này mặc với sơ mi rất đẹp luôn. 90.000 lên mã 59 đi ạ. Rồi lên họa tiết quả chám cho em này, form to dưới 65 cân. 60 65 cân này, màu đẹp nhờ. 60 65 cân nhá. 90.000 mã 221 cho em ạ. 90.000 lên mã 221 nhá. 90.000 lên. Có đen có đó chị, 90.000 mã 221 nhá. 59 cho chị Hương còi. Đẹp nhờ. 55 57 cân quay đầu đi ạ. 53 57 cân cho em nhá. 53 57 cân chất miễn bàn luôn ạ. 90.000 mã 30 này. 90.000 thôi. Lên mã 30, các chị lấy được những con này 90.000 thì gọi là quá đỉnh luôn. Con này mã em đang mặc mã là 59 nhá các bạn ơi. Mã 59 cho em 90.000, mã 59 nhá, rất đẹp. 90.000 mã 59. Ui đây những con như này như thế này. Chị nào 60 65 cân bỏ lỡ con này thì đúng là tiếc luôn này. 60 65 cân nhá. Chất của nó vô cùng đẹp các bà, màu cũng nhã nhặn nữa. 30 cho chị Nguyệt Minh. 100.000 thôi mã 47 cho em này. 100.000 thôi ạ, đây mã 47 cho em. Trên dưới 100.000 một bản này các bà, quá hời luôn rồi đấy. Bản này cho em 50 60 cân ML đi ạ. ML cho em nhá, 50 60 cân xinh nhỏ, 50 60 cân. 100.000 mã là 168. 100.000 cho em nó 168 100.000 nhá. Mã là 168 cho em. Rồi bản này mặc form rộng cho em free size đi ạ, ML XL dưới 65 cân. 50 cân trên 6 trên 50 cân và dưới 65 cân nhá. Bao đẹp luôn, bao trẻ luôn á. 80.000 thôi, mã là 1919. 80.000 nhá, lên em mã 919. Các bà ơi, ai đang xem mọi người thả tim, thả like mạnh mẽ lên cho em nào. Tương tác tích cực lên, thả tim, thả like mạnh mẽ lên. Em xem cái trắng viền đen nào, ok. Em sẽ lên đi yêu cầu của mọi người nên là muốn lên cái nào thì mọi người comment cho em. Muốn mua form số, form dáng như thế nào thì comment cho chị Thanh Thiều. Em đảm bảo các bà là đây, ủi những bản như thế này đẹp lắm luôn đấy. Kiểu chất nó đẹp ấy, nó xịn luôn đấy. Đây bản này cho em xịn nhở. SM, xin lỗi, M nhá, 50-57 cân. 50-57 cân màu đầu L cho em ạ. Rất đẹp luôn nhá, chất của nó đanh lắm. 50-57 cân cho em. Em lấy các chị bản này 100.000 thôi. Mã là 686, cái giá gọi là quá là hồi cho các bà rồi. Nên là các bà nhanh tay chốt nhá. 100.000 cho em, mã là 686 cho em ạ. Rồi bản này như thế này. Bản này cho em 55-62 cân. 55-62 cân, cái form của nó quá là đẹp luôn. Chứ đừng nói là cái chất len nữa nhá. 686 chị Mai Vân. Tặng mọi người 100.000, mã là 625. 100.000 mã 625 nhá. 100.000 mã là 625 cho em ạ. Rất xinh. Đây, ui, cái con màu tím này xinh lắm luôn đấy các bạn. 53-58 cân này. 53-58 cân, các chị hốt ngay con này cho em. Không đẹp em cho hoàn tiền luôn nhá. Con này, con trắng tím này có duy nhất một bản trắng tím thôi. 100.000, mã là 858. 100.000 nhá, đây là 858, 100.000 thôi. Mã là 858, 100.000 nhá. Ừ, xinh nhờ. 55-60 cân. 55-60 cân, cái chất len của nó này các bạn ơi, rất là đỉnh luôn. 55-60 cân nhá, xin chúc mừng chị nào lấy được bản này. 100.000 mã 394. 100.000 nhá, lên em mã 394 đi ạ. Nhanh tay, 100.000 thôi. Mã là 394 cho em, 100.000 này. Mã là 394. Đây, các bảo ơi, những con như này nhá, em rất thích luôn. Kiểu họa tiết thổ cẩm nó đơn giản nhẹ nhàng mà mặc quanh năm ngày tháng nó không bao giờ bị lỗi mốt đâu ạ. Từ năm này sang năm khác mình vẫn mặc thoải mái những bản như này cho em này, sướng nhở. Bản này cho em 50-56 cân. 50-56 cân cực kỳ đơn giản mà lại đẹp. 50-56 cân nhất chị nào nhanh tay. 58 cho chị Trần đẹp nhở. 50-56 cân cho em nhá. Tặng các chị bản này 100.000, mã là 369 này. Đẹp quá các bà ơi. 100.000 cho em nhá, mã là 369 nhá, rất đẹp. 100.000 nhá, mã là 369 cho em này. Trần Vy cho rồi, em thấy con này gọi là không có gì để chê luôn, SML đều vừa.
SML đều vừa cho em nhá, dưới 60 cân. Bản này mặc free size cho em ạ, rộng rộng ra sẽ đẹp hơn. 100.000 cho em mã 82. 100.000 chị lên em mã 82 nhá. 100.000 thôi chị ơi. Mã là 82 cho em ạ. Rồi, ui con này cũng thế này, nó là phong thể thao ấy. Các chị mặc rộng rộng cho em đẹp nhá. ML 50-60 cân. ML cho em 50-60 cân, chất banh của nó đỉnh của chóp luôn. 100.000 đi ạ, mã là 52. 100.000 nhá, lên em mã 52. 82 cho chị Lê Trang. 100.000 mã 52 cho em nhá. À, con em đang mặc mã là 369 nhá. Mã là 369 nhá. 369 cho chị Yến Yến. Rồi, con 369 này chất đẹp lắm. Chị ấy thích màu đỏ em tặng cho con này này. 60-70 cân. 60-70 cân màu đỏ nhá. Lấy 100.000 thôi ạ, mã là 94. 100.000 lên mã 94 nhá. 100.000. Ui, con này cho em màu của nó này đỉnh luôn. 55-60 cân. 55-60 cân, cái màu này quá đẹp luôn các bà ơi, nhìn nó tây lắm. Lấy các chị bản là 90.000 ạ, mã là 569 này. 90.000 cho em mã là 569, 90.000 thôi chị ơi. Mã là 569 nhá. Đây, trời ơi, xinh xắn gì đâu luôn ý. 55-60 cân, 55-60 cân nhá. Ừ, con này cho em 65 cân quay đầu được ạ. 65 cân quay đầu, cái phần này nó rộng form, nó cũng khá là to. Dành cho chị nào kiểu người mình chiều cao. Vâng, chiều cao khiêm tốn cho em nhá. Mà chất của nó rất là đẹp luôn con này cho em này. Em lấy mọi người 100.000 đi, mã là 748. 100.000 lên mã 748, 100.000, mã là 748 nhá. Rồi, size M đi ạ. Size M này, 55 cân quay đầu, mã đánh L nhưng mà form của nó khá là nhỏ ấy. Các bà lên con này cho em size 55 cân quay đầu thôi. Lấy 100.000, mã là 679. 100.000 nhá, lên em mã 679, 100.000 thôi chị ơi. Mã là 679 này. Phải đẹp quá này, 55-62 cân. 55-62 cân, chị thích hình hoa thì lấy nhá. 90.000, mã là 567. 90.000 cho em mã 567, 90.000. Mã là 567 này. Rồi những con như này thật sự rất đẹp luôn các bà ơi. Rất đẹp luôn mà nó kiểu mỏng mỏng ấy. Mình mặc thời tiết này ok này. 55-62 cân. 55-62 cân nhá. 67 chị Trần Thanh Dung. 80.000 mã là 715. 80.000 cho em mã 715 đi ạ. Xuất sắc luôn. 80.000 mã 715 nhá. Rồi đẹp quá. 55-62 cân. 55-62 cân. Form này không đẹp không lấy tiền luôn các bà ơi. Nhìn kiểu nó form thể thao ấy. Em lấy các chị lấy 90.000 thôi. Mã là 869 này. 90.000 thôi, lên mã là 869 thôi. Mình mới biết số 90.000 thôi, gọi gì chị ạ? Ôi, con này thật sự các bà. Nhìn là ưng liền ấy. Xinh nhỉ. Bản này cho em 50-57 cân. 50-57 cân nhá, chất rất đẹp luôn. 50-57 cân cho em ạ. 100.000, mã là 162. 869 chị Nguyễn Thị Thanh. 100.000 cho em mã là 162 nhá. 100.000 thôi các bà ơi, mã là 162. Rồi, con này cho em 60-65 cân. Không đẹp không lấy tiền luôn này. 60-65 cân ạ. 100.000 mã 240. 100.000 lên mã 240 nhá. Con này 55-62 cân này. 55-62 cân chị ạ, lên tay được nhá. Chị Đinh Thiểm. 100.000 mã 27. 100.000 mã 27 này. 100.000 mã 27 cho em nhá. 62 này. Rồi, đây. Xinh quá các bà ơi. 55-62 cân cho em, cái gì cần cái cúc ạ. 55-62 cân cho em nhá, rất đẹp luôn. Tặng mọi người luôn 100.000 đi, mã là 204, 100.000 thôi. Mã 204, 100.000 nhá. Rồi, có một con xanh coban xanh nhỏ này. Con này dưới 50 cân. Dưới 50 cân màu xanh coban cổ cao nhá. 27 cho chị Lê Trang. Chị Lê Trang chỉ hoàn cổng cho shop để được chỗ tiếp ạ. Lấy 100.000 thôi, mã 153. 100.000 cho em mã 153 nhá. Khách nào chốt được nhiều rồi thì mình chủ động chuyển khoản cọc để được chốt tiếp nhá. Bản này cho em 75 cân quay đầu bao xịn luôn các chị ơi. Dưới 75 cân, 60-75 cân ok đi ạ. 153 cho chị Bảo Huyền. 100.000 mã 194. 100.000 lên mua mã 194, 100.000 thôi. Mã là 194 nhá. Rồi, con này màu lông chuột quá đẹp luôn các bà ơi. 55-62 cân. 55-62 cân các chị size L hoặc là thích mặc form rộng cho em nhá. Đảm bảo mọi người là nhận hàng về là thích lắm. 100.000 mã là 161 này. 100.000 nhá, đây đây mã là 161 nhá. Bảo Huyền cách mới cho tốt không? Cho gọi địa chỉ ạ. Bling size M này, 55 cân quay đầu, quá đẹp luôn, cái chất len của nó các bà ơi. Chị thích màu đỏ lại luôn cho em này. 100, con này lấy 90.000. 90.000 nhá, mã là 867, chất rất đẹp luôn các bà ơi. 90.000 thôi, mã 867 cho em 90.000 nhá. Mã là 867 đi ạ. Rồi size to 55-62 cân, một màu. Một màu này đơn giản mặc mà đẹp này. 55-62 cân cho em với áo sơ mi rất xinh. 100.000 mã 53. 100.000 nhá, nhanh tay cho em mua mã là 53 đi chị ơi. 100.000 ạ, mã là 53 cho em nhá. Trời ơi, con này không lấy thì các bà lấy con nào đây? 55-60 cân, size L này, không thể bỏ qua được con này đâu các bà ơi. Chất của nó xịn lắm.
Em lấy cho chị 80.000 thôi ạ. Mã là 810 nhá. 80.000 xong bà bảo. Chị Bùi bảo anh. 80.000 thôi, mã 810 gọi là giá tặng cho các bà luôn đấy. Em còn một ít hàng là em sẽ lên nốt luôn đấy. Nên em sẽ like hơi nhanh, mọi người tập trung nhá để chốt cho nó nhanh nhá. Rồi bà lấy cho em 67 cho chị Yên Yến. 60 65 cân này, nhanh lên các chị ơi, có này quá đẹp luôn. 80.000 mã là 548. 80.000 cho em mã 548 nhá. Trời ơi. Đơn giản mà đẹp cho em này. Bên trong mình mặc đồ màu trắng thì mà lại còn mặc đồ màu đỏ bên ngoài, nó là quá là nổi luôn. Bà này mặc với chân váy hay mặc với quần đều rất đẹp nhá. Dưới cho em 57 cân đi ạ, 50-57 cân nhá. 80.000, mã là 764. 80.000 con này nhá, mã là 764 cho em rất đẹp. 80.000 mã 764 nhá, size nhỏ này. 50 cân quay đầu, họa tiết là hình theo cho em. Là dưới 50 cân, 90.000 mã là 901. 90.000 đây đây mã 901, 90.000 mã là 901 nhá. Rồi 50-60 cân ML đi ạ. ML nhá, 50-60 cân cho em này. 80.000, mã là 937. 80.000 thôi chị ơi, mã 937, 80.000 này. Em có mấy bạn nhỏ xinh xinh cho em. Trời ơi, con này mà các bạn không lấy thì rất tiếc luôn. Dưới 50 cân cho em, quá đẹp. Dưới 50 cân cho em nhá. Em phạm mọi người luôn, 100.000 đi, mã 312 này. 100.000 cho em, mã 312, 100.000. Mã 312, 100.000 cho em nhá. Rồi, con này em đang mặc. Các chị lấy 57 cân quay đầu lên 80.000, mã là 764. 80.000 cho em nhé, mã là 764 cho em ạ. 80.000 mã 764 nhá. Nhanh tay mọi người, thả tin thả like tích cực 32, lên. 32 chị Bảo Huyền. Thả tin thả like tích cực lên các bà ơi. Để còn săn những con hàng rẻ, ngon bổ rẻ này. Ngon bổ rẻ là có thật đấy nhá. Rồi, bà này quá đẹp luôn này. Mặc với sơ mi cũng ok. Chất của nó vừa phải thôi, có giá tốt, dưới 55 cân. Dưới 55-56 cân ok nhá các bà ơi. Dưới 55-56 cân ok cho em này, chất rất đẹp luôn. Lấy các chị 100.000, mã là 251. 100.000 này, đẹp quá. Mã là 251 cho em nhá. Rồi, uầy con này. Con này các bà không lấy quá phí luôn. Dưới 55 cân cho em, cực kỳ đẹp. Dưới 55 cân nhá. Lấy các chị bản này 100.000, mã là 642 này. 100.000 lên mã là 642, 100.000 thôi chị ơi. Mã là 642, uầy con này cũng thế. Thật sự luôn các bà ơi. Thật sự luôn, những con kẻ kẻ này nó quá đẹp luôn. Dưới 55 cân 251 cho chị Tâm Lê. Dưới 55 cân nhá, lấy 100.000, mã là 180. 180, 100.000 nhá. 100.000 mã 180 nhá, đây 251 đây. Rất đẹp luôn ấy. 642 cho chị Bùi Bảo Anh. Ừ, con này Tâm Lê anh mới cho xong trên thêm sót bởi vì gì à. Các chị để sót được luôn này. Bùi Bảo Anh mới hay cũ. Trời xinh quá. Dưới 55 cân SM nhá. SM cho em dưới 55 cân, chị nào thích kiểu cài cúc ca gì cần thì mình lấy em này cho em này, dưới 55 cân ạ. 100.000 mã là 71. Chị Thắng Hồng. Con này lấy 100.000 nhá. Xịn lắm. 100.000 cho em này. Lên mã là 71 quá đẹp luôn các bà ơi. 100.000 thôi, em mã 71 cho em nhá. Rồi em có một con khoác tuyết cho em này. Bản này cho em dưới 55 cân. Lấy 100.000 đi mã 115. 100.000 mã 115, 100.000 nhá. Mã là 115. Rồi form này 67 cân quay đầu. 60-67 cân ok đi ạ. 60-67 cân ok nhá. 90.000 mã là 48. 90.000 mã 48 cho em nhá. Con em đang mặc mã là 71 nhá. Mã 71 cho em nhá. Rồi, bà này cho em SML, xin lỗi, MLXL cho em nhá. Trên 50 cân và dưới 65 cân ok đi ạ. Lấy 100.000 thôi, mã là 461, chất rất đẹp. 100.000 mã 461 cho em nhá. 100.000 thôi các bà ơi. Trời ơi, lông thỏ luôn này. Lông thỏ dưới 52 cân. Lông thỏ kẻ sọc đen trắng cho em dưới 52 cân nhanh tay. 100.000 mã là 396. 100.000 chị lên em mã là 396 nhá. Con em đang mặc rất đẹp luôn này. Lấy các chị 90.000 mã 71. 90.000 nhá. Chị lấy được lên mã 71 cho em này. 90.000 lên mã 71. Rồi em có một con crop top size M, 55 cân quay đầu. Bản này mặc với cả xinh nhờ. Quần cặp cao cho em nhá. Dưới 55 cân cho em bao đẹp luôn, có cổ ạ. 100.000 mã 89 cho em này. 100.000 thôi chị ơi. Lên mã là 89, 100.000. Mã là 89 nhá, 100.000 cho em này. Rồi bản này size M dưới 55 cân màu đỏ. Size M cho em nhá, dưới 55 cân cho em ạ. 100.000 mã là 974. 100.000 nhá, chị lên em mã là 974, 100.000. Chanel. Chanel size ML 50-60 cân Chanel nhá. Lấy 80.000, mã là 938. 80.000 mã 938 cho em này. 80.000 thôi chị ơi, mã là 938 cho em ạ. Rồi, có một cái bảng này nó là như nào đây? Trông xinh thế nhở. Đây, đẹp quá này các bạn. Bản này cho em M thôi, dưới 55 cân. Đẹp quá. 89 đây, chốt chị Bảo Huyền. Chị Bảo Huyền chuyển khoản cọc cho nó. Chốt đều chốt tiếp đi ạ. Bản này dưới 55 cân các chị lấy được nhá. Dưới 55 cân nhá. Tặng mọi người 80.000 thôi, mã là 781. Rất đẹp luôn này. Đơn giản mà đẹp. 80.000 nhá, mã là 781 cho em. Mặc xinh cực luôn đấy.
938 cho chị đẹp luôn. Nguyễn. Quá đẹp luôn này. Mã là 781 anh đang mặc nhá. Rồi bản này cho em M 50-55 cân. 50-55 cân nhanh tay nhá. 100.000 mã 74 led nguyên miếng này. 100.000 mã 74 cái hình thêu của nó nhìn sắc nét. Ở 781 đây. Đây 781 đây. 781 chị Trần Vi. Rồi xinh quá các bạn ơi, 50-57 cân. 50-57 cân lên ép nguyên miếng cho em này, rất rất đẹp luôn nhá. Bản này em bán cho chị 80.000, mã là 486. 80.000 cho em 486, 80.000. Mã là 486 rồi, 55-60 cân không đẹp, không lấy tiền. 55-60 cân giấu dáng giấu bụng, người nào mà béo bụng cho em lấy con này đi ạ. Tặng mọi người bản này 100.000, mã là 545 này. 100.000 thôi. Lên em mã là 545, 100.000 nhá. Mã là 545. Xinh chưa? 55-60 cân size L quá chuẩn luôn này, size L là ôm khít vừa đẹp luôn đấy ạ. Tặng 100.000, mã là 192. 100.000 nhá, lên mã là 192, 100.000. Rồi con này xịn nhờ. Bản này cho em nhá mọi người ơi, đẹp quá này. Chị nào cho em dưới 65 cân, 60-65 cân ok này. 60-65 cân này. 100.000 mã là 693. 100.000 nhá, cho em mã 693. 100.000 mã 693 nhá. Rồi, bản này cho các chị 55-60 cân này, mặc bên ngoài áo sơ mi cực xinh luôn á. 90.000 thôi, mã là 719. 90.000 nhá, cho em mã 719 nhá, 90.000 nhá. Rồi đẹp nhờ. Bản này 55-60 cân cho em này, màu xinh thế. 55-60 cân, 80.000 cho em mã là 906 đi ạ. Lấy 80.000 thôi các chị ơi. Mã cho em là 906 nha. Rồi mọi người ơi, ai đang xem live rồi thì thả tim lên cho em nào. Thả tim lên cho em nhá. Thả tim lên cho em và mọi người comment cái size số mà mình muốn mua nha. Em sẽ lên theo yêu cầu các chị. Rồi, quá xịn luôn, hàng xịn luôn nhá. Hàng xịn luôn cho em nhá. 65 cân quay đầu ạ. Dưới 65 cân các chị lấy được bản này, dưới 65 cân này. Lấy các chị 90.000 thôi, mã là 888. 90.000 mã 888 nha, một em lên size như nào comment cho em nhá. Bản này 60-65 cân mà em dạ tuyết này. Xin lỗi một em, có thể là dạ tuyết luôn đấy. Lê dạ tuyết cho em nhá. 60-65 cân, 90.000 đi ạ, mã là 103. 90.000 cho em mã 103 nhá, Lê dạ tuyết đi các bạn. Rồi, bản này cho em 50-55 cân. 888 chị Bùi Bảo Anh. 50-55 cân nhá, hình theo này. Lấy 90.000 mã là 915. 90.000 cho em mã 915, chất rất đẹp. 90.000 lên mã 915 cho em ạ. Rồi, con này xinh nhờ. 55-60 cân cho em, màu tươi sáng, nhìn mặc sáng da lắm. 55-60 cân nhá, lấy 80.000 thôi, mã là 481. 80.000 cho em mã 481, 80.000 nhá các bạn ơi. 80.000 cho em mã 481 đi ạ. Chất nó đẹp lắm, 80.000 thôi, mã là 481. Rồi, chèo tích có mix sách, mình lấy bản này cho em này. Con này cho em 70 cân quay đầu đi ạ, 60-70 cân ok nhá. 80.000 mã là 961. 80.000 cho em mã 961 đi ạ. 80.000 thôi, mã là 961 nhá. Đây. Cardigan 481 cho chị Trang. Chị nào đang hỏi cardigan mình lấy nhá. 53-58 cân. 53-58 cân cardigan ạ. 80.000 mã 604 này. 80.000 nhá. Con này lấy 80.000 thôi. 604 rồi, quá đẹp luôn các bà ơi. 55-63 cân. 55-63 cân cho em nhá. 80.000 mã là 827 này. 80.000 cho em mã 827 đi ạ. 80.000 thôi chị ơi. Mã là 827. Ui. Đẹp nhờ. 55 cân quay đầu cho em, bao xinh luôn. Cái này nó là hình theo nhá. Nó là hình theo cho em nhá. Độc và lạ này, đảm bảo là mặc không bao giờ đụng hàng ai luôn. Dưới 55 cân quay đầu ạ. 80.000 mã là 671. 80.000 mã 671 rất rất đẹp. 80.000 mã 671. Rồi ML cho em 50-60 cân, tùy chiều cao của mọi người đấy nhá. ML cho em này, 50-60 cân đi ạ. 80.000 mã là 728. 80.000 cho em nhá, mã là 728, rất rất là đẹp. 80.000 mã 728. Rồi những con như này không đẹp, không lấy tiền luôn. Size M dưới 55 cân. Size M cho em nhá, dưới 55 cân các bạn hốt luôn con này cho em đi, chất rất đẹp luôn. Dưới 55 cân ạ. 87 bộ cho chị Hậu Nguyễn. 80.000 cho em mã 454 nhá. Cái giá gọi là đều dạt mây trôi rồi mọi người ơi. Nên tranh thủ mà hốt. Tranh thủ mà hốt nhá. 52-57 cân này. 52-57 cân em sẽ tư vấn khoảng size số để mọi người mặc vừa đẹp nhất. Còn đâu mọi người ví dụ như tăng hoặc giảm 1-2 cân so với cái trong cái khoảng đấy mình vẫn mặc được ok, bởi vì 54 cho chị Phạm Hương. 52-57 cân nhá. 90.000 mã là 724 này. 90.000 mã là 724 cho em ạ. 90.000 mã 724 nhá. Trời ơi con này đẹp quá. 55-60 cân các chị hốt luôn con này cho em. Nó dày ấm và rất là xịn. Em tặng các chị bản này 90.000 đi. Mã là 846 này. 90.000 mã 846. 90.000 nhá. Rồi chất đẹp cho em 55-60 cân. Ui size L hôm nay quá nhiều bản đẹp luôn. Size L quá nhiều bạn đẹp luôn cho em nhá. 80.000 thôi, mã là 505.
80.000 nhá. Em bán là 505 đi ạ. Trời ơi, con này xinh nhở. Tí chúng ta xong phải có khoác lên chị ơi. 50 cân quay đầu cho em ạ. 50 cân quay đầu nhá, bao đẹp luôn. Lấy các chị 80.000 thôi, mã là 458. 80.000 cho em mã 458 80.000 nhá. 5562 cân này. Không đẹp không lấy tiền luôn. 5562 cân, form của nó đứng form đẹp lắm. 5562 cân cho em. Lấy 80.000 đi, mã là 785. 80.000 cho em mã 785 nhá. Đây em còn con này họa tiết nữa này. Bản này cho em size 53 57 cân. 53 57 cân nhá mọi người ơi, lên ép nguyên miếng. 100.000 mã là 793. 458 cho chị Kim Phạm. 100.000 lên em mã 793 100.000. Rồi, con này 50 57 cân. 50 55 cân cho các bà ơi, 50 55 cân nhá. 80.000 mã là 698. 80.000 cho em mã là 698 đi ạ. Ôi chị 785 cho chị Liên Kim. Xinh nhỏ. Dưới 55 cân. Dưới 55 cân nhá, chân len vừa phải thôi ạ. Em lấy mọi người 80.000 đi, mã là 820 này. 80.000 cho em mã là 820, 80.000 nhá. Đây, ôi dồi ôi, xinh thế. Kim Thanh mới cho xong lên thêm được chị ạ. 55 60 cân, chị ạ, thích mặc dáng ngắn ngắn thì lấy này. 55 60 cân cho em ạ, màu rất xinh luôn nhá. 80.000 mã 733. 80.000 lên mã 733, 80.000 chị ơi, mã là 733. Rồi, 55 60 cân tiếp, trời ơi, mặc bao đẹp luôn những con như này, hoa tiết xinh nhở. Em tặng các chị 80.000, mã là 821 này. 80.000 lên mã 821, 80.000 chị ơi, mã là 821 đi ạ. Rồi, những con như này đơn giản mà đẹp, 53 cân quay đầu. 733 cho chị Oanh Khuân. Xanh nhỏ thôi, 53 cân quay đầu cho em rất xinh luôn này. 80.000 đi mã 946. 80.000 mã 946 cho em. Ui, con này đỉnh lắm luôn các bà ơi. Chị nào lấy cho con này em đảm bảo mọi người rất sướng luôn ấy. Đảm bảo mọi người rất sướng luôn, cái màu sắc của nó tươi sáng nhìn đẹp nhỉ. 80.000 cho em mã 500 đi ạ, nhanh tay nhá. 80.000 cho em 500. Rồi, em có một bản di lê đi ạ. Di lê cho em giả tuyết nhá. Bản này cho các chị 5562 cân. 5562 cân mình lấy được bản này xinh này. 946 cho chị Quỳnh Bamboo. 80.000 nhưng mà là 860 này. 80.000 mà 860 cho em nhá. 80.000 mà là 860 cho em này. Rồi có cổ cho em ạ. 5560 cân xinh lắm các bà ơi. 5560 cân nhá. Lấy các chị con này 100.000 mà là 313. 100.000 mà 313. Rồi mọi người ơi, em sẽ lên nốt. Còn một ít nữa em sẽ lên nốt cho các chị nhá. Khoảng tầm mà đây em lên nốt nhá một ít. Khoảng vài chục con nữa là hết thì là các chị là nhanh tay chốt nhá. Em sẽ cố gắng lên cho mọi người thật là nhanh. Rồi. Xinh chưa này các bà ơi. ML 50 60 cân không đẹp không lấy tiền luôn. ML cho em nhá, 50 60 cân. Vừa nãy chị nào hỏi em màu xanh lá cây nhỉ? Mình lấy cái bản này đi. Màu xanh lá cây mình lấy bản này cho em này, bao đẹp luôn các bà ơi. Màu xanh lá cây nhá. 313 cho chị Tâm Lê. 100.000 mã là 339 này. 100.000 con này quá đẹp luôn. 339 100.000 cho em ạ. 339 cho em này. Trời ơi các bà ơi, thật sự là những con như thế này là các bà phải chốt nhanh cho em. Các bà phải chốt nhanh cho em bởi vì nó quá là đẹp. Ừ. Mà kiểu cổ V ấy các chị. Mà kiểu cổ V như này. Chị Tâm Lê cho số điện thoại đi chị ơi. Ồ xinh nhở. Dưới 55 cân nhá. Nhanh tay được này. Dưới 55 cân cho em bản này đi ạ. Em tặng các chị bản này 90.000 thôi. Mã là 997. 90.000 cho em nhá. Mã là 997 này. 90.000 con này đâu ạ? Mã 997 nhá. Đơn giản mà đẹp. Rồi bản này cho em này, xinh nhỏ, đằng sau nó có cái hình gấu thêu nhá. 55 60 cân bao đẹp luôn. 55 60 cân cho em ạ. Em lấy các chị 100.000 mã 68. 100.000 mã 68 nhá. Chị nào mà thích mặc kiểu rộng rộng ấy thì mình lấy tầm 50 cân là cũng ok rồi đấy. Rồi bản này cho em không đẹp không lấy tiền luôn. Thật sự nói nhanh cho nó vuông này. Nói nhanh cho nó vuông các bà ơi. 50 mã 6 cân. 50 mã 6 cân cho em nhá. Lấy 90.000 thôi ạ, mã là 80. 90.000 mã 80 nhá. 90.000 mã 80 nhá. Đây 997 đây. Rất là đơn giản và đẹp này. 68 chốt chị Hồng Mến. Đây những con như này anh thấy các bà ơi. Các bà lấy những con như thế này mặc có phải nó sướng không? Đơn giản nhẹ nhàng mà mặc kiểu mặc với cái trang phục gì cũng ok luôn ấy. Dưới 55 cân các chị lấy nhanh tay. 80 chốt chị Kim Phạm. Dưới 55 cân các chị lấy con này cho em nhá. Quá đẹp luôn các bà ơi. Dưới 55 cân ạ. À. Em tặng các chị 100.000 mã 164. 100.000 cho em mã 164 nhá. 100.000 thôi các bà ơi. Chờ mấy cái mới cho xong cho chị ạ. Rồi con này đỉnh luôn, 55 cân quay đầu đỉnh luôn. 190. 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu cho em này mọi người ơi. Lấy các chị lấy các chị 90.000 mã 613. 90.000 nhá, mã là 613 chất rất đẹp luôn. 90.000 cho em mã 613. Trời ơi, sao mà cuối like mà toàn con nó đẹp thế. Không nỡ bỏ lại luôn ấy. Dưới 55 cân này. Dưới 55 cân cho em nhá, rất đẹp luôn. 90.000 nhá, mã là 819. Con này em lấy mọi người 80.000 luôn đi. 80.000 nhá, mã là 819 bao đẹp luôn này. 80.000 thôi, mã là 819 cho em ạ. 813 chị Bình Bamboo. Rồi đẹp quá.
50 60 cân ML cho em này. 50 58 cân thôi, con này dưới 58 cân thôi các bác ơi, mặc rộng một tí sẽ đẹp hơn. Dưới 58 cân nhá. 80.000 mã 687. 80.000 mã 687 chiều lấy con em đang mặc lên mã cho em là 164 nhá, 100.000. 100.000 mã 164. 100.000 cho em mã 164 con em đang mặc ạ. Rồi đây các chị ơi. ML 50 60 cân nó là len ép nguyên miếng nên rất là dày. Bản này lấy 80.000 mã 2. 80.000 lên mã 2 cho em nhá, 80.000 thôi. Lên mã 2 này. Chú Nguyễn Ngọc khách mới cho số xin số thằng địa chỉ ạ. Rồi xinh nhở. ML nhá, 50-60 cân ML cho em này. Lấy các chị 80.000 đi mã là 734. 80.000 mã 734 nhá. Cái giá này gọi là cái giá em tri ân cho các chị đã ở lại đến cuối live với em thôi. Chứ bình thường là đâu có bán cái này được đâu mọi người. Rồi bản này dưới 55 cân này. Dưới 55 cân nhá, lên lông ạ. 90.000 mã là 994. 90.000 cho em mã 994, toàn con đẹp lắm. 90.000 mã 994 cho em nhá. Rồi cái lông len lông nó mềm mướt lắm này. Dưới 52 cân. Dưới 52 cân chị đã thích giày ấm này nhá. Chị Trần Huyền. 80.000 mã là 742. 80.000 mã 742 cho em nhá. 80.000 mã 742 đây 164 này. Rất đẹp luôn đi các bà. Trần Huyền. Đây hoặc là những con như này. 994 cho chị Nguyễn Ngọc. Vặn thừng cho em nhá, size to đi ạ. Bản này cho em các chị nào 55-62 cân này. Em mặc hơi rộng một tí. 55-62 cân các chị lấy con này bao đẹp luôn. Tặng các chị luôn 70.000 đi mã 106 đây. Rất đẹp luôn, 70.000 nhá, mã là 106 cho em ạ. Các chị 55-60 cân hốt luôn. Hốt luôn cho em. Nhanh kẻo hết, có 70.000 thôi mọi người ơi. Rồi, bản này đẹp quá này. 60-65 cân, rất đẹp. 60-65 cân nhá, xịn nhỏ. 60-65 cân cho em ạ. 90.000 mã là 948. 90.000 lên mã 948 nhá, 90.000 thôi. Mã là 948 cho em này. Ui cái màu này xinh thế. 55-60 cân. Màu rất đẹp luôn. 106 độc lạ. Kim Phạm. Độc lạ luôn nhá. 80.000 đi ạ. Mã là 564. Lấy 80.000 thôi các bà ơi. Mã là 564 80.000 thôi ạ. Mã là 564 nhá. 80.000 cho em này. Mã là 564 80.000. Rồi con này cho em 50-55 cân. 50-55 cân cho em này. Màu đẹp nhờ. 50-55 cân cho em ạ. 90.000 mã là 475. 90.000 thôi chị ơi. Cho em mã 475 90.000 nhá. Em có một con len tuyết. Len tuyết cho em này. Bản này size to dưới 70 cân, 60-70 cân ok. Chất của nó thì bao đẹp luôn, không có gì để chê ạ. 80.000 mã là 877 này. Chị áo size to lấy luôn, nhìn nó sang lắm. 80.000 mã là 877 cho em nhá. 80.000 thôi các bà ơi. Mã là 877 cho em ạ. Rồi bản này cho em rất đẹp luôn. 60-65 cân, con này không lấy. Các chị 60-65 cân không lấy thì thật sự là không có con nào đẹp hơn đâu ạ. Từ kiểu dáng đến chất lượng này. Em lấy 80.000 thôi, mã là 796. Ngã tây luôn. 80.000 mã là 796 cho em nhá. Rồi mọi người ơi, muốn em lên màu sắc và size số như thế nào thì comment cho em nhá. Size M đẹp này. Size M đẹp 55 cân quay đầu cho em rất xịn luôn. 55 cân quay đầu ạ. 80.000 mã 703. 80.000 thôi, mã là 703 nhá. Chất của nó quá là đỉnh luôn đấy. 80.000 mã 703 cho em này. Đây những con như này như thế đấy các bạn ơi. Thận đo chân mới cho mình thêm vị trí ạ. Nó dày dặn mà nó, chất của nó kiểu 703 chị Thu Lanh. 55 cân quay đầu này mọi người ơi. Mặc đơn giản là đẹp cho em. Mặc đơn giản mà đẹp cho em này, dưới 55 cân các chị lấy bảng này đi, siêu xịn luôn, dưới 55 cân cho em nhá. Lấy mọi người bảng này 90.000, mã là 427. 90.000 cho em mà 427, 90.000 nhá các bạn ơi. Mã 427 cho em này. Rồi, con này cho em đẹp quá, 55-60 cân. 55-60 cân size L nhá. 55-60 cân nhanh tay này. Lấy 80.000 đi, mã là 881. 80.000 cho em mã 881 nhá, 80.000 ạ, mã là 881 cho em. Ôi, không lấy con này thì lấy con nào đây các bạn ơi. 52 cân quay đầu cho em, dáng ngắn. 427 chị Bình Bamboo, chị Bình Bamboo. Không lấy con này, lấy con nào đây các chị ơi. 100.000 mã là 218 này, rất đẹp luôn. 100.000 mã 218 nhá. Con em Hương mặc mã là 427 cân cho em. 881 chị Trà My. 427 này. Ôi trời ơi. Nó phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Chị Bình Bamboo chuyển khoản cọc luôn đi ạ. Siêu phẩm đấy các bà ơi. Siêu phẩm đây các chị nhanh tay lấy con này. 55 cân quay đầu, rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn nha các chị ơi, dưới 55 cân bản này cho em vừa mới vừa đẹp, 55 cân quay đầu. Lấy 90.000 thôi, mã là 857. 90.000 thôi nhá, xinh nhỏ. Mã 857 cho em. 90.000 thôi ạ, mã là 857 nhá các chị ơi. 90.000 cho em này, mã là 857. Rồi con này đẹp quá. 52-57 cân, chất rất dày nhá. 52-57 cân, 80.000, mã là 851. 80.000 mã 851 nhá, 80.000 thôi các bà ơi. Ui con này đẹp quá này. Của các chị size nhỏ 857 cho chị Nguyệt Lê. 45 cân quay đầu nha, với các bé con cũng đẹp rất xinh luôn. Lấy các chị bản này 90.000 mã 899. 90.000 mã 899 nhá. 90.000 cho em ạ, mã là 899. Rồi xinh lắm luôn đấy. Quá nhiều con xịn.
quá nhiều con xịn và đẹp luôn này các bà ơi. Đây ví dụ như bản này như thế. Dưới 55 cân các chị lấy được nhá, nó là form ngắn ngắn thôi. Xinh nhở? Dưới 55 cân nhanh tay cho em này. Em tặng mọi người luôn 90.000 đi, mã là 988. 90.000 đi, mã 988 cho em nhá, 90.000 thôi. Mã là 988 cho em này. Size to đi ạ, 60-65 cân. 99 chốt chị. Các chị size to mặc cái màu này cho đẹp này, nó nhã nhã. 90.000, mã là 917. 90.000 nhá, lên mã 917 cho em 90.000 ạ, mã là 917 này. Rồi em lên một con tiết ô bàn cờ đi các chị ơi. Bạn này xinh chưa nè. 55 cân quay đầu mặc với sơ mi trắng cho em, hết nước chấm luôn. Em tặng mọi người 90.000, mã là 783. 90.000 nhá, lên em mã là 783, 90.000. Mã là 783 cho em này. Rồi da beo cho em ạ, da beo nó có rút một bên ở bên sườn này nhá. Rút một bên ở bên sườn để mình kiểu buộc cái eo vào ấy, rất xinh luôn. ML 50-60 cân. Lấy mọi người con này 80.000 đi, mã là 763. 80.000 thôi, mã 763 da beo. 80.000 cho em nhá, mã là 763. Rồi nhiều bạn xinh quá các bà, thật sự là các chị mà bỏ lỡ những con như này là nó quá tiếc cho các chị luôn đấy. Cái giá là siêu ưu đãi này. Rồi bà này đẹp quá, 55 cân quay đầu các chị gần nhá. Có hình hoa cúc họa mi này các bà ơi. Cúc họa mi này là theo lên cho em nhá. Bà này đẹp nhờ. Dưới 55 cân các chị lấy luôn. Dưới 55 cân các chị lấy luôn này. Đơn giản mà đẹp cho em. 90.000 mã là 736. 90.000 lên mã 736 nhá, xinh nhờ. 90.000 thôi các bà ơi, mã 736 chị nào xem được cái like này thì mua quá hời luôn nhờ. Rồi bà này cho em ML 50-60 cân này. Chất của nó vừa phải mặc thời tiết này rất ok luôn nhá các bà. Lấy 80.000, mã là 924. 80.000 lên mã 924, 80.000. Mã 924 nhá. Rồi con này xinh quá. 736 chị tính thiệt. 50-60 cân ML nhá. 100.000 mã là 765. 100.000 lên mã 765 cho em này. 100.000 mã cho em là 765, 100.000 thôi. Mã cho em là 765, 100.000 nhá. Rồi đây. Con này nó là len ép cho em này. Bản này dưới 55 cân đi ạ. Dưới 55 cân các chị lấy được nhá. Form nó là form cứng mặc, không bao giờ bị nhăn đâu. Lấy 100.000 thôi, mã là 531 này. 100.000 nhá. Đây là mã 531, 100.000 đi chị ơi. Đây mã xem là 531 đi ạ, 100.000. Rồi bản này dưới 50 cân. Có chị nào dưới 50 cân không, lấy con này đẹp cho em này. Dưới 50 cân cho em nó còn là những cái hình hoa. 24 cho chị Thành Đào. 100.000, mã là 516. 100.000, mã 516, 100.000 thôi. Mã là 516 cho em, 100.000 nhá. Rồi bản này quá đỉnh luôn các nào ơi. 60-65 cân quá đỉnh luôn. 60-65 cân cho em nhanh tay nhá. Lấy các chị 100.000, mã là 526 đi ạ. 100.000 nhá, lên đây mã 526, 100.000 này. Mã xem là 526, 100.000 này. Mã là 526 cho em nhá. Rồi đẹp quá. 50-57 cân. 50-57 cân rất xịn luôn. 50-57 cân nhá. Chị Lê Thị Hồng. Em tặng các chị bản này 100.000, mã là 521. 100.000 cho em, 521, 100.000 nhá các chị ơi. Nhanh tay cho em mã 521, 100.000 này. Rồi con này cho em size to nhá các bà ơi. 55-60 cân. 55-60 cân không đẹp cho quay đầu luôn này. Lấy 80.000 đi, mã là 991. 521 cho chị Loan Vi. 80.000 nhá, mã 991, 80.000 nhớ ơi. Mã là 991 cho em, lấy 80.000 thôi. Rồi con này xịn nhờ. 55-60 cân tiếp đi ạ. Là vừa kít ôm đấy ạ. 55-60 cân nhá. Lấy 80.000, mã 923. 80.000 cho em, mã 923, 80.000. Mã là 923 cho em nhá. Rồi em xem con này nào. Cô này size to rồi. Bạn này rất đẹp. Size cho em 55-62 cân, xin nhờ. 55-62 cân cho em nhá. Lấy 80.000 thôi, mã 608. 80.000 thôi ạ, cho em mã 608 đi. Trời ơi, nhiều con đẹp lắm các bà ơi. Nhiều con đẹp lắm luôn, cho con màu này cho em. Quá đỉnh luôn này. Chị thích màu xanh xanh ngọc ấy, lấy những con như này cho em này. Em đảm bảo mọi người rất đẹp luôn nhá. 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu, màu này mặc quá đẹp luôn. Áo đen, áo trắng đều ok hết nhá. Em tặng các chị bảng này 90.000, mã 242. 90.000 lên em mã 242, 90.000 nữa. Mã xem là 242 nhá. Lên em nguyên miếng cho em 55-62 cân này. 55-62 cân nhá. Lấy các chị 90.000, mã 20. 90.000 chị lên em mã 20 đi ạ. Trời ơi, con này không đẹp không lấy tiền luôn này. 55 cân quay đầu không đẹp không lấy tiền các bà luôn các bà ơi. 55 cân quay đầu quá là xịn luôn. Nó là vặn thừng màu be nhá. Vặn thừng màu be cho em nhá. Lấy 90.000 mã 37 đi ạ. Nhanh tay rồi con này. 90.000 lên mã 37 này. 90.000 cho em mã 37 chị ơi. Rồi màu đỏ. Con này quá đẹp luôn. 55-60 cân chất len của nó đỉnh lắm. Chất len của nó rất đỉnh luôn. 90.000 ạ. Mã là 112. 90.000 nhá. Lên đây mã 112. 90.000 này. Mã là 112 cho em. Rồi. Không đẹp không sang không lấy tiền này. ML. À con này L đi. 55-60 cân. 55-60 cân thì nó sẽ ôm đẹp hơn nhá. Em lấy mọi người 90.000 ạ. Mã là 175. 37 chị Thanh Đoan. 90.000 mã 175. Áo em đang mặc mã cho em là 242 nhá. 242 cho em nhá. Trời ơi. 242 con này lấy 90.000 ạ. Rồi. Cái màu này thì quá là đỉnh rồi. Thanh Đoan size to thì lấy như này.
5562 cân. 5562 cân rất đẹp luôn. Chị hàng 5562 cân nhá. 90.000 mã 231. 90.000 cho em mã 231 đi ạ. 90.000 chị ơi, mã 231. Trời ơi con này đẹp chưa này. Chị nào lấy được con này xuống này. 5257 cân. Xin lỗi con này 50 55 cân rất đẹp luôn các bà ơi. 50 55 cân cho em nhá. Con này lên chuẩn cực. 100.000 thôi, mã là 205. 100.000 với mã 205 cho em nhá. Mã em đang mặc là 242 90.000 này. 242 90.000 cho em nhá. Rồi size nhỏ dưới 50 cân thôi ạ. Con nhỏ tí này. Dưới 50 cân cho em size nhỏ nhá. 90.000, mã thêm là 966 này. 90.000 cho em mã 966 nhá mọi người ơi, nhanh tay đây còn mấy con nữa là hết rồi. Rồi, chị nào mà thích cao thì ôi trời ơi, con này nó đẹp xỉ đâu luôn đi các bà ơi. 55 cân quay đầu, con này bao đẹp luôn, màu xanh bơ cho em nhá. Cao cái cúc này, bao đẹp luôn màu xanh bơ ạ. Lấy 80.000, mã là 847 nhá. Món quà tri ân cuối live cho mọi người này. 80.000 cho em mã 847, con này rất đẹp luôn đấy. 80.000 cho em mã 847 đi ạ. Rồi, bản này cho em size 55-60 cân này. 55-60 cân mọi người nhìn thôi, em với chất của nó với ạ. Siêu xịn luôn nhá. 80.000 thôi, mã là 405. 80.000 cho em nhá, mã là 405, 80.000 này. Mã là 405 ạ. Rồi size to 65 cân quay đầu cho em. Dưới 65 cân các chị nhanh tay được nhá. Dưới 65 cân này, chất rất xịn luôn các bà ơi. 80.000 mà 812. 80.000 mà 812 nhá các bà ơi. Em vẫn còn một ít hàng đấy, khoảng 10-20 con thôi. Mà các chị muốn em lên thì em lên nhá. Còn nếu mà mọi người không tương tác, không chốt nữa là em nghỉ. Rồi, rất đẹp luôn, cái giá gọi là giá ngã cây, giá ưu đãi cho mọi người rồi. Mà mọi người không nhiệt tình nữa thì thôi, cũng không có gì để nói luôn này. Dưới 55 cân, dưới 55 cân nhá, rất xịn luôn các bà ơi. 80.000 thôi ạ, mã là 447. 80.000 cho em mã là 447 nhá. Hôm nay em có nhiều hàng ấy, thì em xả cho các chị. Chị mơ phạm cách mới chứ xong, chị mơ phạm cách mới chứ xong, chị mơ phạm cách mới. Rồi, bản này cho em 60-65 cân này, chất rất xịn, 60-65 cân. 80.000 mã 731 này. 80.000 lên em mã 731, 80.000 đi ạ, mã là 731 cho em nhá. Rồi phong này phong to, dưới 70 cân, trời ơi, hình họa tiết này. Hình con chuẩn chuồn cho em 60-70 cân, các chị lấy bản này cho em đỉnh thử chót luôn. 60-70 cân nhá, 80.000 mã 922, 80.000 mã 922 nhá. Con em đang mặc 90.000 mã 242, chị lấy comment nhá. 90.000 mã 242 này. Rồi màu quá xinh luôn, 50-57 cân, 50-57 cân màu quá đẹp luôn các bà ơi. 80.000 mã 780 này, nhanh tay. 80.000 lên mã 780, 80.000. Rồi màu tím này, màu tím hiếm lắm luôn ấy. Màu tím rất hiếm luôn, 55-60 cân các chị lấy con này đẹp này. 55-60 cân quá đẹp. Lấy các chị 80.000 mã 308. 80.000 nhá, lên mã cho em là 308 đi ạ. 80.000 chị ơi, lên mã 308 cho em này. Rồi chị ơi, con này đẹp quá. 55-62 cân cho em rất xinh luôn nhá, màu sang nhờ. 55-62 cân chị lấy con này nhanh tay này. 80.000 mã 789. 80.000 thôi nhá, mã cho em là 789 đi ạ. Em bao đẹp cho các chị luôn. 80.000 mã 789 này. Rồi con này ui xinh nhỏ. 50 dưới 60 cân cho em nhá. Bao đẹp luôn con này cho em này, chị nào thích họa tiết ta đen trắng. 80.000 mã 607. 80.000 lên mã 607 đi ạ. 80.000 thôi chị ơi, mã 607 cho em này. Rồi con này cho em đỉnh nhỏ. Bản này cho em nó là tay hến nhá. Cho em 55-62 cân. 55-62 cân chất lên rất thích luôn các bà ơi. 55-62 cân nhá. Em tặng mọi người luôn 90.000 đi ạ, mã là 999. 90.000 mã 999 nhá. Con em đang mặc là 90.000 mã là 242 nhá. 90.000 mã 242 size SM ạ. 90.000 lên mã 242 nhá. Rồi ok hết hàng. Em cảm ơn mọi người đã xem live nhá. Hẹn mọi người tầm 12:30 bên em sẽ live áo khoác len ạ.